Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 166. Vừa nói, U Anh quỷ dữ liền quỳ xuống, hắn lúc này, đã thành Diệp thần trung thành nhất tín đồ, sẽ không có chút nào phản bội có thể. Kim Loan Thiên Tê lắc mình một cái, hóa thành một cái hàm đầu hàm não người to con, vậy quỳ xuống, nói, Diệp đại nhân, vậy cũng mời ngươi thu nhận ta đi. Được, tất cả đứng lên đi. Diệp thần cười một tiếng, cái này Kim Loan Thiên Tê đầu óc ngay thẳng, không giống cái khác đại hung như vậy xảo trá âm hiểm, nó nếu nhận chủ, sau này thì sẽ không phản bội. Lập tức Kim Loan Thiên Tê và U Oanh quỷ dữ đứng dậy, xuôi tay đứng ở Diệp thần chừng. Diệp thần trong lòng tương đương hài lòng, có hai đầu đại hung trợ trận, cùng thí sư đại hội bắt đầu, hắn bước lên thiên đạo cung, cứu vãn thiên cơ đạo nhân và Hạ Nhược Tuyết chắc chắn, liền tăng lên thật nhiều. Các ngươi trọng thương mới khỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Diệp thần bàn tay vừa thu lại, đem U Oanh quỷ dữ và Kim Loan Thiên Tê, cũng nhận được luân hồi mộ địa bên trong đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp thần ánh mắt, rơi ở trên mặt đất tím bát vàng phía trên. Bi thiện đại đế chạy thoát thân vội vàng, liền cái này kiện hồng mông chí bảo, cũng không kịp thu hồi. Cái này kiện đau buồn tím bát vàng, ngược lại là có thể lần nữa đúc. Diệp thần bàn tay một chiêu, cầm đau buồn tím bát vàng, chỉ cảm thấy cảm giác đặc biệt nặng nề, từng cơn cuồn cuộn thần uy không ngừng cút trào. Nếu như đúc lại thành một cái súng, đưa cho Diệp Lăng Thiên, cũng là tuyệt hảo lễ vật. Diệp thần bàn tư trước, đúc lại hồng mông chí bảo, ở bên cạnh người nghe tới, hoặc giả là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn nắm giữ các loại thần hỏa, hơn nữa còn có Long Viêm thần mạch và Lục Dương thần hỏa giám phụ tá, muốn đúc lại hồng mông chí bảo, cũng không phải là quá chuyện khó khăn. Long Viêm thần mạch, đại biểu nhất nóng rực ngọn lửa năng lượng, càng hàm chứa luân hồi huyền khí, luân hồi lực lượng, có thể đúc lại chư thiên, muốn đúc lại một kiện pháp bảo, tuyệt đối không thành vấn đề. Khoảng cách thí sư đại hội, thời gian càng ngày càng gần, nếu như một mình quyết chiến, Diệp thần không có nắm chắc. Cho nên, hắn phải triệu tập đủ nhiều, đủ có thể tin người giúp, mới có khả năng chiến thắng. Mà Diệp Lăng Thiên, từ Hoa Hạ đến hiện tại, đều là hắn cánh tay phải cánh tay trái, là đáng tin cậy nhất tồn tại, Diệp thần sẽ không quên hắn. Bây giờ được đau buồn tím bát vàng, Diệp thần thời gian đầu tiên, liền nghĩ đến Diệp Lăng Thiên. Hắn phải đem cái này kiện Phật môn chí bảo, đúc lại thành một cái súng, đưa cho Diệp Lăng Thiên làm lính khí. Chỉ có binh khí còn chưa đủ, Lăng Thiên sức chiến đấu, ta vậy phải nghĩ biện pháp tăng lên. Diệp thần ánh mắt chuyển động, Diệp Lăng Thiên một mực ở sùng quang nơi chôn cất bên trong tu luyện, ngày xưa là hỗn độn cảnh 9 tầng trời tu vi, muốn đến hôm nay vậy tấn thăng đến thiên thần cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn địch nhân trước mắt, chân thực quá mức mạnh mẽ, chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ, khó mà phát huy ra tác dụng gì, phải nghĩ biện pháp tăng lên. Triều võ đại đế thi hài, có lẽ hữu dụng. Diệp thần sải bước đi về phía trước vào, lần nữa trở lại ngôi mộ chính. Triều võ đại đế thi hài, đang lẳng lặng nằm ở quan tài bên trong, một món mơ hồ thần đế trói lọi, không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Cái này triều võ mộ phủ, trừ Lục Dương thần hỏa giám, còn có một kiện trọng yếu bảo vật, đó chính là triều võ đại đế thi hài. Thượng cổ thần đế thi hài, hàm chứa vô cùng dư thừa linh khí, nếu như có thể dung hợp, có thể để cho người đột nhiên tăng mạnh. Thiên đạo cung Viêm Thiên Long thần, chính là bởi vì dung hợp Câu Trần đại đế thi hài, cho nên một bước lên trời, thành là thiên thần cảnh tầng 8 cao thủ. Cổ thi hài này, mang về đưa cho Lăng Thiên, giao cho hắn luyện hóa. Nếu như không mang đi, có lẽ cũng sẽ bị đế uyên điện người luyện hóa, đến lúc đó đối với thần quốc ra tay. Đây có lẽ là Câu Trần đại đế nhất không muốn thấy. Diệp Lăng Thiên trở nên mạnh mẽ lớn, cũng có thể thần bảo vệ nước, hoàn thành Câu Trần đại đế không có hoàn thành sứ mạng. Diệp thần dự định noi theo thiên đạo cung, đem Diệp Lăng Thiên bồi dưỡng thành cao thủ một đời. Mơ hồ tới giữa, hắn bắt được thiên cơ, phát hiện Diệp Lăng Thiên đi Phục Ma Điện, tựa hồ tìm hắn. Diệp thần lúc này khép lại nắp quan tài, đem triều võ đại đế quan tài, nhận được luân hồi mộ địa bên trong đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp thần sải bước rời đi triều võ mộ phủ, nhanh chóng chạy về Phục Ma Điện. Mà Bi Thiện đại đế, chật vật chạy ra khỏi triều võ nơi chôn cất sau đó, nhìn mờ mịt thiên địa, nội tâm một phiến thê lương bi phẫn. Đáng chết, Diệp thần thằng nhóc kia, đoạt Lục Dương thần hỏa giám, còn đoạt ta tím bát vàng,
dưới quyền ta người, vậy toàn bộ chết sạch, đợi trở lại Đế Huyên Điện, ta như thế nào hướng Đế Thích Thiên đại nhân giao phó? Nghĩ đến Đế Thích Thiên đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn, Bi Thiện Đại Đế nội tâm không ngừng run rẩy. Thôi, chỉ có thể mời Thiên Đạo Cung tương trợ một hai. Bi Thiện Đại Đế thở thật dài một tiếng, lúc này đi Thiên Đạo Cung chạy tới. Đế Huyên Điện và Thiên Đạo Cung, âm thầm một mực có lui tới, hiện tại hắn tuyệt lộ, cũng chỉ có thể mời Hiên Viên Mặc Tà ra tay. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Cung bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Trên đại điện, Thiên Lang nửa quỳ, cúi đầu, đem hắn ở Minh Điện biết hết thảy sự việc nói ra. Hắn rất rõ ràng, đây đối với Hiên Viên Mặc Tà mà nói, cực kỳ trọng yếu. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Mặc Tà nhận được Thiên Lang tình báo, nhất thời trong mắt viết đầy nghiêm túc. Cái gì, Đế Huyên Điện lại có thể và Diệp Thần liên thủ? Hắn không dám tin tưởng, cả người chấn động kịch liệt trước, bàn cờ này đã quá rối loạn, nếu như Đế Huyên Điện lại nhúng tay vào, vậy thì thật là không cách nào thu thập. Hắn mặc dù không đi qua Đế Huyên Điện, nhưng là Đế Huyên Điện Đế Thích Thiên mấy chữ này đại biểu cái gì, hắn so người bất kỳ đều biết. Cung chủ đại nhân, chuyện này thật 100%, là Mạc Huyết Minh chính miệng nói cho ta. Thiên Lang xuôi tay đứng ở một bên, cũng là sắc mặt ngưng trọng hình dáng. Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt âm trầm, ánh mắt không ngừng lóe lên, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ ta tống giam Hạ Nhược Tuyết, muốn nuốt một mình Minh Nguyệt Thiên Thư sự việc, bị Đế Huyên Điện phát hiện. Cho nên bọn họ muốn đối phó ta. Hắn có thật giật mình, một nghe được cái này tình báo, nhất thời không có hoài nghi, chỉ lấy là Đế Huyên Điện thật muốn đối phó hắn. Đại nhân, có Đế Huyên Điện trưởng lão cầu gặp. Lúc này, một người học trò đi vào, bẩm báo. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Tà trong lòng cuồng loạn, thật chẳng lẽ bại lộ, Đế Huyên Điện muốn xé rách ra mặt. 3000. Đứng ở bên cạnh Thiên Lang, vậy giống như chim sợ ná, cả người căng thẳng, nếu như Đế Huyên Điện muốn xé rách ra mặt, Đế Thích Thiên lửa giận, chân thực không phải trời đạo cung có thể chịu đựng. Mời hắn đi vào. Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt nặng nề, người liền ở ngoài cửa. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể xem tình thế mà làm. Ừ, đệ tử kia xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, mang theo cả người phi cà sa, tay cầm pháp trượng lão hòa thượng đi vào, chính là Bi Thiện Đại Đế. Nguyên lai là Bi Thiện Đại Sư, hạnh hội, đại giá đến chơi Thiên Đạo Cung, không biết vì chuyện gì. Hiên Viên Mặc Tà một hồi kinh ngạc, hắn tự nhiên biết, Bi Thiện Đại Đế bị Đế Thích Thiên sống lại. Thành Đế Huyên Điện trưởng lão, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đến Thiên Đạo Cung, lập tức tỉnh bơ, nhỏ giọng dò xét. A-di-đà Phật, Hiên Viên Đại Nhân, lão nạp không được mời, lỗ mãng tới, quấy rầy. Bi Thiện Đại Đế khẽ mỉm cười, ở tân khách trên ghế ngồi xuống, một mặt trấn định như thường hình dáng. Ở chiêu võ mộ phủ bên trong, hắn nghiêm trọng bị nhục, liền hồng mông chí bảo đều bị cướp đi, có thể nói chật vật cực kỳ, nhưng ở Hiên Viên Mặc Tà trước mặt. Hắn lại không có biểu lộ ra chút nào suy sụp tinh thần hình dáng. Bởi vì, hắn rất rõ ràng, Hiên Viên Mặc Tà tuyệt không phải hạng người bình thường, người này dã tâm cực lớn, nếu như hắn lộ ra sơ hở gì, chỉ sợ là một con đường chết. Nghe nói Hiên Viên đại nhân, muốn giết sư phụ chứng đạo, lớn như vậy quyết đoán, ta Đế Huyên Điện trên dưới nghe, đều là bội phục rất. Bi Thiện Đại Đế chậm rãi móc ra một bản pháp dụ trục cuốn, ta phụng Đế Thích Thiên đại nhân mệnh lệnh. Đặc biệt tới Thiên Đạo Cung dự lễ, ngửa mặt trông lên thí sư đại hội rầm rộ. Nguyên lai đại sư muốn dự lễ. Hiên Viên Mặc Tà ha ha cười một tiếng, nhìn một chút vậy pháp dụ trục cuốn, đúng là hàm chứa ngập trời đại pháp lực, hiển nhiên là Đế Thích Thiên tự tay ban bố, cũng không giả tạo, nhất thời tim đập mạnh. Đúng vậy, như vậy rầm rộ, ta Đế Huyên Điện tự nhiên không thể bỏ qua, mong rằng Hiên Viên đại nhân cho tiếp xúc. Bi Thiện Đại Đế không giấu vết. Thu hồi pháp dụ trục cuốn, không dám cho Hiên Viên Mặc Tà cha xem. Tim hắn, giống vậy tim đập bịch bịch, khẩn trương tới cực điểm, e sợ cho lộ ra sơ hở. Thật ra thì, hắn cái này bản pháp dụ trục cuốn, đích xác là Đế Thích Thiên ban bố, nhưng nội dung bên trong, cũng là để cho hắn tìm Minh Nguyệt Thiên Thư, và Thí Sư Đại Hội không có chút nào quan hệ. Thí Sư Đại Hội ở Thần Quốc, nháo được long trời lở đất, nhưng ở vực ngoại, cũng không có tung lên gợn sóng quá lớn. Đế Huyên Điện căn bản không có hứng thú dự lễ. Bi Thiện Đại Đế như thế nói, chỉ là muốn tìm kiếm một cái an thân che chở địa phương thôi, mượn nữa giúp Thiên Đạo Cung lực lượng,
đối phó Diệp Thần. Dự lễ chỉ là mượn cớ, hắn tổng không thể thổ lộ thật tình, nói mình đã tuyệt lộ, nếu không, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Lấy Hiên Viên Mặc Tà thủ đoạn, hắn liền Hoang Cổ Đế Tiêu cũng dám giết, vậy không quan tâm hắn một cái Bi Thiện Đại Đế. Đại sư, ngài thật chỉ muốn dự lễ, nếu không có chuyện gì khác liền sao? Hiên Viên Mặc Tà dè đặt, hỏi. Có. Bi Thiện Đại Đế chậm rãi phun ra một chữ. Hiên Viên Mặc Tà và Thiên Lang nghe được, nhất thời ra đầu tê dại, cả người banh trực. Bi Thiện Đại Đế nói tiếp, lão nạp phụng đế Thích Thiên Đại Nhân mệnh lệnh, còn phải tìm Minh Nguyệt Thiên Thư. Phải không? Hiên Viên Mặc Tà cười được có chút khó khăn xem. Bất quá, cái cuốn thiên thư này, bị Thái Âm Ngọc Thỏ đánh cắp, cũng không biết rơi ở phương nào, Hiên Viên Đại Nhân thần thông quảng đại, không biết đúng hay không biết một ít đầu mối. Bi Thiện Đại Đế thở dài một tiếng, thiên địa mờ mịt, sương mù nồng nặc, muốn tìm về thiên thư, thật là muôn vàn khó khăn, trừ phi có thể bắt được Lục Dương Thần Hỏa Giám, phá vỡ tầng tầng hắc ám, mới có suy diễn theo dõi có thể. Hiên Viên Mặc Tà nghe Bi Thiện Đại Đế nói, trong lòng động một cái, trong đầu nghĩ, cái này lão lửa ngốc, tựa hồ không biết Minh Nguyệt Thiên Thư, ngay tại ta Thiên Đạo Cung bên trong. Vẫn là hắn cố ý dò xét ta. Tạm thời tới giữa, Hiên Viên Mặc Tà cũng không dám tiết lộ lai lịch, nói thiên thư tung tích, ta nhưng là không biết, nếu như đại sư muốn tra, ta nhất định hết sức tương trợ. A-di-đà Phật, vậy thì cảm ơn Hiên Viên Đại Nhân. Bi Thiện Đại Đế hát một cái Phật hiệu, chắp hai tay. Không sao. Hiên Viên Mặc Tà nhìn hắn hình dáng, vẫn không dám hết lấy xem nhẹ, dẫu sao Đế Uyên Điện thế lực, chân thực quá mức đáng sợ, hơi có bất ngờ, Thiên Đạo Cung cũng sắp đối mặt trước bị tiêu diệt nguy hiểm. Thiên Lang, mang Bi Thiện Đại Sư đi ra ngoài, cực kỳ khoản đãi. Lập tức Hiên Viên Mặc Tà phân phó, dự định trước xem xét một đoạn thời gian, làm tiếp định đoạt. Ừ, Thiên Lang cung kính đáp dạ, lúc này mang Bi Thiện Đại Đế rời đi, ngoài ra an bài chỗ ở. Chàng này thí sư đại hội, ta quyết không cho phép người bất kỳ quấy rối, Đế Uyên Điện cũng không được. Hiên Viên Mặc Tà nội tâm quyết đoán, nguyên bản hắn còn muốn toàn bộ tinh lực đối phó Diệp Thần và Minh Điện, nhưng hiện tại Đế Uyên Điện xuất hiện, chiến lược của hắn trọng tâm, lại không thể không rời đi. Dẫu sao, Đế Uyên Điện mũi nhọn, so với Minh Điện đáng sợ nhiều, tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù bởi vì quy tắc hạn chế, Đế Thích Thiên không thể nào đích thân tới, nhưng chỉ là một cái Bi Thiện Đại Đế, đã đủ để cho hắn nhức đầu. Mà lúc này Bi Thiện Đại Đế, bị Thiên Lang mang tới Thiên Đạo Cung vùng lân cận một nơi nhã yên tĩnh chi địa, tạm thời ở. Bi Thiện Đại Sư, địa phương đơn sơ, mời ngươi không nên phiền lòng. Thiên Lang không dám để cho Bi Thiện Đại Đế ở tại Thiên Đạo Cung bên trong, nếu không bại lộ Hạ Nhược Tuyết bí mật, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không sao, đa tạ Thiên Lang đại nhân khoản đãi. Bi Thiện Đại Đế thi lễ một cái, tựa hồ cũng không ngại. Vậy tại hạ cáo từ, đại sư xin tự nhiên. Thiên Lang cũng không dám qua dừng lại lâu, để tránh lộ tẩy. Thiên Lang đại nhân đi thong thả. Bi Thiện Đại Đế khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn Thiên Lang rời đi. Hiên Viên Mặc Tà tựa hồ ở đề phòng ta, nếu như bị hắn phát hiện, ta đã tuyệt lộ, sợ không phải muốn động sát thủ. Đợi được Thiên Lang sau khi đi, Bi Thiện Đại Đế gương mặt, nhưng hiện ra vẻ kiêng kỵ ý, hắn mất đi đau buồn tím bát vàng, thực lực giảm bớt nhiều, nếu như Thiên Đạo Cung mưu đồ gây rối, hắn rất khó phản kháng. Hiện tại hắn cần nhất là thời gian. Cùng thí sư đại hội bắt đầu, Diệp Thần nhất định sẽ bước lên Thiên Đạo Cung, đến lúc đó, hắn là có thể mượn Thiên Đạo Cung lực lượng, diệt trừ Diệp Thần, đoạt lại Lục Dương Thần Hỏa Giám, từ đó tra ra Minh Nguyệt Thiên Thư tung tích. Đoạn thời gian này, ta muốn cẩn thận là hơn, muôn ngàn lần không thể để cho Hiên Viên Mặc Tà phát hiện sơ hở. Để ngừa vạn nhất, vẫn là phải mời Đế Thích Thiên Đại Nhân thủy ban cho ân từ, ban cho ta một đạo bảo toàn tánh mạng phù chiếu. Tốt nhất ban cho ta một đạo hy nhật phù chiếu, có thể bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nghĩ tới đây, Bi Thiện Đại Đế viết đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, phát hồi Đế Uyên Điện, mời Đế Thích Thiên ban cho hắn phù chiếu hộ thân. Dĩ nhiên, chân thật nguyên nhân, hắn không dám nói tỉ mỉ. Triều Võ Mộ Phủ đánh bại, lại không dám nói. Chỉ nói là mau tra được Minh Nguyệt Thiên Thư tung tích, cần lực lượng tăng viện. Hắn cần nhất, là hy nhật phù chiếu. Cái gọi là hy nhật phù chiếu, chính là ẩn chứa hy nhật thiên thư thần thông phù chiếu.
Thi Nhật Thiên Thư, chính là Đao Kiếm Nhật Nguyệt một trong bốn cuốn thiên thư, và Minh Nguyệt Thiên Thư cùng nổi danh. Nếu như nói Minh Nguyệt Thiên Thư là ánh trăng ngọn nguồn, như vậy Hy Nhật Thiên Thư chính là mặt trời ngọn nguồn, tượng trưng cho chiếu sáng thiên địa, bất diệt bất hủ lực lượng. Chỉ cần lấy được Hy Nhật phù chiếu, Bi Thiện Đại Đế có lòng tin, đối phó hết thảy đột phát bất ngờ. Cùng lúc đó, Diệp Thần rời đi Chiêu Võ Mộ Phủ sau đó, trở lại Phục Ma Điện. Phục Ma Điện bên trong, một cái uy vũ đường đường nam tử, mang một cái xinh đẹp bé gái đáng yêu, đang đợi trước hắn. Điện chủ, người rốt cuộc trở về. Uy vũ nam tử thấy Diệp Thần trở về, nhất thời sắc mặt kích động. Diệp Thần ca ca, người có thể coi là trở về. Cái đó bé gái, cũng là vành mắt đỏ đỏ hình dáng. Lăng Thiên, vị này là... Diệp Thần tự nhiên không biết Thái Âm Ngọc Thỏ thân phận, nhưng hắn nhưng là từ nhỏ trắng trên mình cảm giác được luân hồi tinh thạch hơi thở. Vô cùng quen thuộc. Diệp Lăng Thiên đơn giản giới thiệu một tí Tiểu Bạch lai lịch. Diệp Thần con ngươi híp lại, đầu ầm một tiếng, ngay tức thì dò ngó thấy đủ loại nhân quả, cũng không cần hai người tiếp tục mở miệng, thì biết hết thảy. Uy vũ nam tử chính là Diệp Lăng Thiên, mà đây cái bé gái, chính là trước kia tiểu tinh linh, đoạt xác Thái Âm Ngọc Thỏ, nổi tiếng kêu Tiểu Bạch, thành Hạ Nhược Tuyết thú cưng. Hai người lần này tới, chính là vì Hạ Nhược Tuyết bị bắt đi sự việc. Điện chủ, Nhược Tuyết cô nương nàng. Diệp Lăng Thiên mở miệng. Ta đều biết, các ngươi không cần kinh hoàng. Diệp Thần khoát tay một cái, ánh mắt ngưng luyện, nói, Nhược Tuyết bị Thiên Đạo Cung bắt đi, cùng thí sư đại hội bắt đầu, ta sẽ bước lên Thiên Đạo Cung, đem nàng khoác cứu ra. Điện chủ, nguyên lai người cái gì cũng biết. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Thần trong mắt, trong lòng một hồi rung động. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Thần trong mắt, thần quang trảm nhiên, vô cùng động triệt, tựa hồ chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại nhân quả, cũng chạy khỏi bất quá hắn ánh mắt. Hiển nhiên, nhiều ngày không gặp, Diệp Thần tu vi, đã là đột nhiên tăng mạnh, xưa không bằng nay. Ừ, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài xong hết thảy, thời gian kế tiếp, các ngươi theo ta ở Phục Ma Điện bên trong, an tâm tu luyện, mau sớm tăng lên mình thực lực. Diệp Thần trong mắt tràn đầy tự tin, lấy được Lục Dương Thần Hỏa Giám, lại thức tỉnh Viêm Bia Thần Mạch, kiếp trước lục đạo luân hồi pháp, vậy lĩnh ngộ sắp tới, lại phối hợp Mạc Huyết Minh lực lượng, cùng thí sư đại hội bắt đầu, hắn có lòng tin và Hiên Viên Mạc Tà đánh một trận. Điện chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn Diệp Thần tự tin hình dáng, Diệp Lăng Thiên vậy hoàn toàn an tâm. Diệp Thần ca ca, chúng ta đánh thắng được Thiên Đạo Cung sao? Tiểu Bạch nhưng là có chút lo lắng hình dáng, nàng rất rõ ràng Thiên Đạo Cung mạnh mẽ. Không có sao, cùng thí sư đại hội bắt đầu, ca ca mang ngươi bước lên Thiên Đạo Cung, cầm ngươi Tuyết tỷ tỷ cứu ra. Diệp Thần sờ một cái Tiểu Bạch đầu, mỉm cười nói. Tiểu Bạch nghe Diệp Thần ôn hú giọng, cũng là an tâm, xít sao xít quả đấm một cái. Lập tức Diệp Thần đem hai người thu xếp ổn thỏa, mình một mình đi tới Luyện Bảo Điện. Luyện Bảo Điện, là Phục Ma Điện bên trong, luyện chế đan dược và binh khí pháp bảo địa phương. Một cái to lớn lò, bày đặt ở Luyện Bảo trong điện ương, lò trên chạm trổ rất nhiều phong cách cổ xưa hoa văn, rất có huyền ảo ý vận. Diệp Thần đóng lại đền cửa, đánh ra đạo đạo cấm chế, niêm phong hơi thở, sau đó sử dụng chiêu võ thi quan, yên lặng một hồi, liền cung kính cúi người chào, lẩm bẩm nói. Chiêu vũ tiền bối, diệt thế đại kiếp sắp tới, tiểu bối chỉ là muốn thừa kế ngươi tiêu diệt thiên ma di chí, truyền thừa ngươi đạo thống, tuyệt không phải cố ý xúc phạm, xin hãy tha lỗi. Dứt lời, Diệp Thần mở ra thi quan, đem chiêu võ đại đế thi hài, đưa vào trong lò. Hắn dự định luyện hóa chiêu võ đại đế, luyện chế thành cổ đế đan, giao cho Diệp Lăng Thiên uống, để cho người sau truyền thừa chiêu võ đại đế đạo thống. Huyền Diễm, ra. Tử Tiêu Hàn Diễm, ra. Lục Dương Thần Hỏa Giám, lên. Diệp Thần sử dụng Huyền Diễm và Tử Tiêu Hàn Diễm, hai đạo thần hỏa, gào thét cháy, rơi vào trong lò, không ngừng cháy chiêu võ đại đế thi hài. Đồng thời, Diệp Thần sử dụng Lục Dương Thần Hỏa Giám, treo thật cao ở lò bầu trời, từng đạo mặt trời vậy huy hoàng kính quang, không ngừng xuyên qua ra, rơi vào chiêu võ đại đế thi hài trên. Cái này Lục Dương Thần Hỏa Giám, hắn đã bước đầu luyện hóa, mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ Lục Dương chân hỏa năng lượng, nhưng đã có thể bước đầu sử dụng, đủ để luyện hóa thần đế thân thể.
Ở Huyền Diễm, Tử Tiêu Hàn Diễm, còn có Lục Dương Chân Hỏa thiêu hủy xuống, Triều Võ Đại Đế thi hài, ngay tức thì bị đề luyện ra từng luồng linh khí kim dịch, mà những linh khí này kim dịch, không ngừng sôi trào gian, mơ hồ hóa thành một viên đan dược hình thức ban đầu. Bát Quái Thiên Đan Thuật, sắc. Diệp Thần bóp cái pháp quyết, Bát Quái Thiên Đan Thuật trình độ cao nhất thả ra, từng luồng cuồn cuộn bát quái ánh sáng, không ngừng ở lò bên trong quay cuồng. Ở Bát Quái Thiên Đan Thuật dưới tác dụng, đan dược kia hình thức ban đầu, dần dần thành hình, phía trên nhấp nhô hòa hợp tiên khí, trong phảng phất có đạo gia hay uẩn tản ra. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Triều Võ Đại Đế thi thể, hoàn toàn bị luyện hóa, tất cả linh khí, cũng ngưng luyện hóa thành một viên màu vàng kim cổ đế đan, kim quang sáng chói, không ngừng từ cổ đế đan trên bộc phát ra. Ung ung, Phục Ma Điện bầu trời, xuất hiện sấm sét dị tượng. Theo cổ đế đan ra lò, từng luồng sấm sét không ngừng hạ xuống xuống. Trên 9 tầng trời, tựa hồ có đại đế chấn động tiếng gào, động lòng người. Một đạo tràn đầy vô tận chiến ý, uy vũ hào phóng hư ảnh, lại là từ trên trời hạ xuống, trong miệng phát ra thanh âm như sấm. Ta chi đạo thống, hôm nay truyền thừa tại ngươi, ngày khác tiêu diệt thiên ma, có thể an ủi ta chi vong linh. Cái này đạo hư ảnh, lại là Triều Võ Đại Đế lưu lại ở trong thiên địa ý chí. Cổ đế đan luyện thành, Triều Võ chiến ý hỗn loạn, phát ra thanh âm sau cùng, cảnh cáo hậu nhân. Phục Ma Điện bên trong, vô số người đều thấy được thiên địa dị tượng này, nhất thời rất khiếp sợ. Mà Diệp Thần, cũng là đứng bất động ở luyện bảo trong điện, xa xa hướng trôi lơ lửng ở giữa không trung cổ đế đan một bái, thấp giọng nói tiền bối ước nguyện, vãn bối không dám quên. Dừng một chút, thu. Móc ra một cái hộp ngọc, đem cổ đế đan thu. Nếu như là phổ thông luyện đan sư, muốn luyện hóa thần đế thân thể, không biết phải hao phí dài hơn thời gian, mà Diệp Thần nắm giữ Bát Quái Thiên Đan Thuật, chỉ tốn ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền đại công cáo thành. Duy nhất để cho Diệp Thần ngưng trọng phải, hắn cảm nhận được cổ đế đan dị tượng quá lớn, cái này cũng không là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, vực ngoại, một tòa tràn ngập vô tận ma khí đền. Đền chung quanh có vô số thiên ma pho tượng. Đó là tràn ngập chiến đấu và giết hại chủng tộc. Trên đại điện, một cái tản ra cực kỳ kinh người uy nghiêm nam tử đột nhiên mở mắt ra. Hắn chính là thiên ma nhất tộc Ma Hoàng. Nắm trong tay cao nhất quyền lợi, thiên ma nhất tộc chí cao tồn tại. Nhưng mà, giờ phút này, hắn vậy uy nghiêm hai tròng mắt nhưng là có chút kinh hoàng. Ngay vừa mới rồi, hắn tựa như nghe thượng cổ thần đế thanh âm. Mơ hồ đến từ thứ bảy thần quốc Phục Ma Điện. Năm đó thiên ma đối với thần quốc ra tay, lớn nhất ác mộng chính là mấy vị kia thượng cổ thần đế. Nếu là không có những cái kia thượng cổ thần đế, sợ rằng thần quốc đã sớm lâm vào là bọn họ hậu hoa viên. Làm sao cần phải lại trải qua một lần diệt thế kiếp? Để cho Ma Hoàng càng bất an phải, hôm nay thần quốc mặc dù không có thượng cổ thần đế. Nhưng nhiều một cái Diệp Thần. Diệp Thần xuất hiện, lại để cho thiên ma nhất tộc đợt thứ nhất công kích, thất bại. Đây đối với thiên ma mà nói là sỉ nhục. Ma Hoàng không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía trước mặt hư không nói, lập tức hành động, đối với thứ bảy thần quốc ra tay. Lần này phải lau đi hết thảy uy hiếp. Trong hư không, đột nhiên ngưng tụ ra một cái bóng đen. Bóng đen nửa quỳ xuống, mở miệng nói, Ma Hoàng. Thứ nhất sóng thế công còn chưa đi qua, nhanh như vậy thì phải hành động. Ma Hoàng thanh âm lạnh như băng vang lên, diệt thế tai ương còn chưa tới, nhưng ta chẳng muốn thế gian có Phục Ma Điện xuất hiện. Vận dụng đạo thứ hai lực lượng. Nếu như Phục Ma Điện lần này trừ đi, Diệp Thần chết, vậy thì trước thời hạn đối với còn lại 6 đại thần nước hạ xuống tổng công, để cho diệt thế tai ương hạ xuống, còn như quy tắc, ta hoàn toàn không quan tâm. Bóng đen có chút muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn nói, vậy lần này phái ta nửa bước thánh tổ cảnh ma nguyên tinh dẫn đội, hắn ra tay, đủ để tiêu diệt thứ bảy thần quốc Phục Ma Điện, còn có vậy Phục Ma Điện điện chủ Diệp Thần. Thần quốc, Phục Ma Điện. Diệp Thần thở ra một hơi, cũng nên luyện chế còn lại vậy kiểu đồ. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần thần sắc động một cái, thân hình ngay tức thì xuất hiện ở Phục Ma Sơn bầu trời, lúc này, bầu trời bên trong mây đen đầy vải, sấm sét cuồn cuộn. Một bộ mà thế chi cảnh, một đạo so với lần đầu tiên xâm lược, càng không gian to lớn kẽ hở, ở trước mắt mọi người mở ra. Ma tộc thứ hai sóng xâm lược, bắt đầu rồi. Xem ra mình luyện hóa cổ đế đan dị tượng để cho thiên ma ngồi không yên.
mà lần này, chừng 3 chiếc thể tích khổng lồ hơn chiến thuyền, từ kẽ hở bên trong lái ra. Mỗi một chiếc chiến thuyền mũi thuyền chỗ, cũng đứng thẳng một đạo thân ảnh cao lớn, cả người tản ra ngút trời ma uy. Vậy, bất ngờ là ba tên thiên thần cảnh đỉnh cấp vực ngoại thiên ma. Diệp Thần ánh mắt từ vậy ba tên thiên ma trên mặt quét qua, hắn cười. Âm lãnh cười. Lần này, mỗi một chiếc chiến thuyền trên ma tộc, kém không nhiều, tương đương với trước một lần trên chiến thuyền ba lần. Nói cách khác, cái này một sóng xâm lược, vực ngoại thiên ma số lượng không thiếu. Hơn nữa, toàn thân chất lượng, cũng có cực lớn tăng lên, đặc biệt là thiên thần cảnh ma tộc. Diệp Thần lạnh lùng nói, thiên ma nhất tộc sau lưng vị kia, thật đúng là cho đủ chúng ta thứ bảy thần quốc mặt mũi à. Cái này thứ hai sóng xâm lược, đem phần lớn binh lực, cũng dốc vào ở thứ bảy thần quốc lên chứ. Vậy đứng ở đầu thuyền ba tên ma tộc tướng lãnh, thân hình động một cái, liền xuất hiện ở phục ma điện bầu trời, mắt nhìn xuống dưới người vô số người tộc, quanh thân tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Ba ma toàn thân màu tím đậm, một người quanh thân mọc đầy nhọn trông, một người sau lưng hiện lên hư ảnh, một người đầu sinh nhọn dài hai sừng. Vậy mọc đầy trông ma tộc, tu là thiên thần cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp. Người mang hư ảnh ma tộc, tu là thiên thần cảnh 9 tầng trời đỉnh cấp. Mà đầu kia sinh hai sừng ma tộc, thực lực kinh khủng nhất, lại là đạt tới nửa bước thánh tổ cảnh. Cái này ba tên ma tộc thực lực, lại là cũng xa ở ma chín xích bên trên. Đầu kia sinh hai sừng ma tộc, lạnh giọng mở miệng nói, bổn tôn chính là lần này chiến dịch chủ tướng, nhân loại đê tiện, các ngươi biết mình, phạm vào như thế nào sai lầm sao? Nếu như các ngươi ở tộc ta lần đầu tiên xâm lược bên trong, cúi đầu xưng thần, còn có một chút sống sót cơ hội, nhưng... hiện tại, không có, ma hoàng bệ hạ đã hoàn toàn nổi giận, các ngươi đều phải chết. Tuyệt không có bất kỳ những thứ khác có thể. Ai là các ngươi chuyện người, cho bổn tôn đi ra lãnh cái chết. Diệp Thần thân hình trước mắt, xuất hiện ở ba tên ma tộc tướng lãnh trước người, nhàn nhạt nói các ngươi tên gọi là gì. Đầu sinh hai sừng ma tộc nói, tên ta ma Nguyên Tinh. Mọc đầy trông ma tộc nói, tên ta ma Kỳ Ly. Lưng mọc hư ảnh ma tộc nói, tên ta ma Phi Vũ. Ngay sau đó, ma Nguyên Tinh ánh mắt bên trong, tràn đầy lãnh ý nhìn về phía Diệp Thần nói, ngươi chính là Diệp Thần. Diệp Thần danh tự này, gần đây ở vực ngoại, nhưng mà vô cùng là nổi danh. Dẫu sao, thứ nhất sóng xâm lấn 300.000 ma tộc trước khi chết, truyền về biến mất phần lớn đều là chú ý Diệp Thần cái này bốn chữ. Diệp Thần gật gật đầu nói, không sai, ma tộc lần này, vì xâm lược ta thứ bảy thần quốc thật đúng là xuống vốn gốc à. Diệt thế tai ương kỳ hạn còn chưa tới, nhanh như vậy, thì phải trước thời hạn phát động tổng công sao? Không sợ ở ta thứ bảy thần quốc toàn quân chết hết. Không chỉ có thứ bảy thần quốc không có bắt lại, công liên tiếp đánh cái khác sáu đại thần nước cơ hội vậy mất đi. Hắn biết, cho dù là vực ngoại thiên ma nhất tộc, mà Nguyên Tinh các người vậy gọi là đứng đầu chiến lực. Vực ngoại thiên ma mạnh mẽ, nhưng chưa đạt đến đỉnh cấp tầng thứ. Diệt thế tai ương, tổng công, ma Nguyên Tinh nghe vậy, khinh miệt cười một tiếng nói, Diệp Thần, ngươi không khỏi quá để ý mình, lấy là thắng thứ nhất sóng chiến đấu, các ngươi nhân tộc thì thật có thể chống đỡ ta thiên ma nhất tộc. Ha ha, thật là buồn cười, chúng ta thiên ma nhất tộc, so với thượng cổ đã cường hãn gấp trăm ngàn lần, mà các ngươi nhân tộc đâu. Nhưng là không ngừng suy yếu, cuộc chiến đấu này, nhất định là bọn ta thắng lợi. Còn như tổng công, bổn tôn nói cho ngươi, chỉ cần ma hoàng bệ hạ không có tự mình ra tay, ta ma tộc tấn công, chính là liền trong 1% chân chính thực lực, cũng không có phát huy được, ma hoàng khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng, hiểu không? Ngươi phế vật này căn bản đợi không được ta ma tộc phát động tổng công, ngươi cùng với nhân tộc cũng không xứng tộc ta phát động tổng công, biết chưa? Bởi vì, ngày hôm nay các ngươi những thứ này đê tiện rác rưởi, liền sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Bị tộc ta cắn nuốt. Những lời này, vang vọng ở một đám võ giả bên tai, không khỏi phải làm bọn họ nội tâm vô cùng nặng nề, lời giống vậy, từ người bất đồng trong miệng nói ra, hiệu quả vậy không giống nhau. Ma Nguyên Tinh tên này nửa bước thánh tổ cảnh thực lực tới người cực mạnh, hắn một lời một hành động, cũng có thể mơ hồ ảnh hưởng thiên địa đại lộ, hắn nói nhân tộc cùng yêu tộc chiến sĩ toàn bộ sẽ chết, mọi người liền thật cảm giác được, chết bóng mở tới gần. Cũng may, đi qua lần trước chiến đấu chui luyện, những chiến sĩ này tâm tính, có thể nói là vô cùng trầm ổn, cũng không có chút nào dao động.
Diệp Thần ánh mắt từ mọi người trên gương mặt quét qua, trong mắt hiện lên lau một cái vẻ yên tâm vui vẻ, các chiến sĩ không để cho hắn thất vọng. Nhưng, lúc này Diệp Thần sắc mặt nhưng là khá là ngưng trọng. Ma Nguyên Tinh ba người nhìn Diệp Thần thần sắc, hai mắt nhìn nhau một cái, hơn nữa đắc ý, cái này tiểu phế vật không thể nghi ngờ là đã sợ, đối mặt ba tên thiên thần cảnh đỉnh cấp tới người cực mạnh, làm sao có thể không sợ. Ma Nguyên Tinh giễu cợt nói, tiểu tạp chủng, bây giờ biết sợ. Ha ha, đã quá muộn, bất quá, có thể chiến thắng ma chín xích, ngươi tư chất, đồ coi như không tệ, nếu như ngươi hiện tại chịu tự mình ra tay đem phía dưới những người đó tộc, yêu tộc, toàn bộ chém giết nói, bổn tôn, cho một mình ngươi gia nhập ma tộc cơ hội, ngươi thấy thế nào? Đây chính là ngươi sống sót, duy nhất cơ hội liền à, thằng nhóc, ngươi sai rồi một lần cũng không thể lại sai lần thứ hai liền à. Vậy vạn chúng chiến sĩ nghe vậy, đều là con ngươi co giúp một cái, hướng Diệp Thần nhìn. Bọn họ mặc dù vô cùng làm tướng tin Diệp Thần, nhưng, vẫn còn là theo bản năng muốn biết Diệp Thần phản ứng. Có thể cái này vừa thấy, tất cả mọi người tim đều là không khỏi trầm xuống. Lúc này Diệp Thần, trầm mặc, hơn nữa, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Thật giống như, thật đang suy tư Ma Nguyên Tinh đề nghị vậy à? Tại sao có thể như vậy? Không thiếu chiến sĩ cũng kích động, trong mắt thiêu đốt lửa giận, hiện đầy tia máu, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu không phải bọn họ, đối với Diệp Thần vô cùng kính trọng, lúc này, sợ rằng đều phải không nhịn được bùng nổ, nhục mạ à. Diệp Thần thật chẳng lẽ sợ, bắt đầu cân nhắc đầu dựa vào ma tộc. Mà Ma Nguyên Tinh các người chính là mặt đầy châm chọc nụ cười chờ đợi. Nhân tộc, từ thời kỳ thượng cổ đến hiện tại, gần đây mềm yếu, sợ chết. Dễ dàng dao động, không phải sao? Phục Ma Sơn không khí chung quanh, ngay tức thì ngưng trọng 100.000 lần. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở Diệp Thần trên mình. Chờ đợi hắn như thế nào đáp lại? Diệp Thần tại sao không nói lời nào? Hắn thật sợ sao? Dĩ nhiên không phải. Thành thật mà nói, Ma Nguyên Tinh ba người, cũng không có cho hắn bao lớn áp lực, hắn lo lắng chính là lãnh gia người. Nguyên bản. Hắn lấy là lãnh gia lần này còn sẽ phái trước người tới, có thể hắn sai rồi. Lãnh gia người cũng không có đến sân, cái này ngược lại cho hắn một chút cảm giác bất an. Cho nên, hắn đang suy tư, suy tính lãnh gia người, không có đến sân nguyên nhân, cho tới, trong chốc lát cũng bỏ quên Ma Nguyên Tinh nói cái gì. Mà vào thời khắc này, sát kiếm bên trong, đột nhiên truyền tới một đạo giọng nữ trong trẻo lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi ở lo lắng lãnh gia. Diệp Thần nghe vậy đáp, không sai. Kiếm hồn Huyền Hàn Ngọc nói, thằng nhóc, cũng không cần như vậy, lãnh gia người trong chốc lát, hẳn sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. À, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, Huyền tiên tử là làm thế nào biết? Huyền Hàn Ngọc nhàn nhạt nói, lần trước đánh chết tên kia lãnh gia người, trên người có từng tia vô cùng nhạt nhẽo nguyên linh hơi thở, mà hiện ở nơi này thời gian, nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là hàng năm thu thập nguyên linh hạt giống thời gian, lãnh gia cao tầng, sự chú ý, tất cả đều tập trung ở trong chuyện này, cho nên, hẳn không sẽ lại phái người tới đối phó ngươi. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi được trong lòng buông lỏng một chút, bất quá hắn lại có chút hiếu kỳ hỏi, cái này nguyên linh hơi thở và nguyên linh hạt giống, vậy là cái gì? Huyền Hàn Ngọc nói, chư thiên bên trong, có một loại linh vật, tên là nguyên linh núi, là một loại có cực cao linh trí linh sơn. Nguyên linh núi có thể sinh ra nguyên linh chi khí cùng với nguyên linh hạt giống, cụ thể, ngươi không cần biết quá rõ, ngươi chỉ cần biết, những thứ này, đều là đối với võ giả, cực kỳ hữu dụng vật, là đủ rồi. Giờ phút này, Diệp Thần rốt cuộc lần nữa khôi phục rửng rưng, nhìn về phía Ma Nguyên Tinh. Ma Nguyên Tinh mỉm cười nói, Diệp Thần, cân nhắc được thế nào? Cân nhắc, Diệp Thần nhàn nhạt nói, cân nhắc cái gì? Ma Nguyên Tinh nhướng mày một cái. Mắt tím bên trong, thoáng qua vẻ tức giận nói, cân nhắc cái gì? Mới vừa rồi, bổn tôn cho ngươi cơ hội, giết những người đó tộc cùng yêu tộc chiến sĩ, liền có thể đề cử ngươi gia nhập ma tộc, ngươi quên. Ma Nguyên Tinh khó chịu, cái này Diệp Thần cho mặt không biết xấu hổ. À, Diệp Thần đáp một tiếng, ngay sau đó cổ tay lộn, nắm sát kiếm. Một đám võ giả, ánh mắt run rẩy. Bọn họ từng cái, đều là khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Trong mắt bên trong, là vô cùng lòng nguội lạnh. Diệp Thần cầm ra vũ khí. Chẳng lẽ là thật phải nghe theo ma tộc đề nghị, phản bội bọn họ. Ma Nguyên Tinh ba người, cũng cười,
nhìn những cái kia kinh hoàng thất thố nhân tộc, mỉa mai cười. Có thể một khắc sau, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng, nhưng ở Ma Nguyên Tinh đám người bên tai vang lên. Ma Nguyên Tinh, người có thể hay không yếu điểm mặt. Gia nhập ma tộc, cái này rác dưới chủng tộc, có cái gì tốt gia nhập, chỉ bằng các ngươi phế vật này ma tộc thân phận, lấy cái gì và thần của ta quốc chiến sĩ so. Còn để cho ta dùng chiến sĩ tánh mạng, đổi lấy gia nhập ma tộc cơ hội. Ha ha, chính là một cái ma tộc, cho ta phục ma điện các chiến sĩ, liếm giày tư cách cũng không có. Lời vừa nói ra, cả tòa phục ma sơn, cũng lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Ma Nguyên Tinh các người, vậy nguyên bản giễu cợt nụ cười, ngay tức thì bể nát, tức giận lẫn lộn nhìn Diệp Thần. Mà ở ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, vạn chúng chiến sĩ chính là hoan hô. Chiến ý hừng hực hoan hô. Diệp Thần, tín ngưỡng của bọn họ không để cho bọn họ thất vọng. Cái này lời nói, đem các chiến sĩ trong lòng kiêu ngạo, cùng với vậy núp ở bên trong chiến ý trong lòng, hoàn toàn đốt. Ma tộc, cho bọn họ liếm giày tư cách cũng không có. Ma Nguyên Tinh, Ma Kỳ Ly, cùng với Ma Phi Vũ ba người, đều là quát lên một tiếng lớn nói, không biết sống chết tiểu tử, người sẽ hối hận. Một khắc sau, ba người quanh thân, ma khí cuồng trào, ngút trời uy áp, gào thét ra. Lại là cùng chung ra tay, vây công Diệp Thần. Mà đi đôi với ba người ra tay, vậy mấy chục tên thiên thần cảnh hậu kỳ ma tộc, cùng với ma tộc đại quân, cũng đúng trên phục ma sơn mọi người, phát khởi xung phong. Diệp Thần hét lớn một tiếng nói, Long Thành Chủ, những cái kia ma tộc cường giả, giao cho ngươi, phục ma đại trận cho ta mở ra. Nhiều người chiến sĩ nghe lệnh, cho ta đem những thứ này đê tiện ma tộc, chém chết hầu như không còn, không chừa một mống. Trong nháy mắt, hai bên đại quân, liền chiến ở một nơi. Long Thiên Phi sắc mặt ngưng trọng, hắn mặc dù là thiên thần cảnh võ giả, có thể kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, đối mặt mấy chục tên cường giả. Ở vô số chém giết bên trong may mắn còn sống sót hung tàn ma tộc, trong chốc lát lại là bị hoàn toàn áp chế. Nhân tộc, yêu tộc, hải tộc đại quân, tổng thể thực lực, mặc dù so với thứ nhất sóng xâm lược lúc đó, mạnh lớn không ít, nhưng vẫn không phải lần này ma tộc đối thủ à. Lần trước chiến đấu, nhân tộc trả giá vô cùng giá thật lớn, khó khăn thủ thắng. Lần này, độ khó trực tiếp tăng vọt 10 lần. Nhưng dù vậy, nhưng vẫn không có người bất kỳ lùi bước, lúc này nhân tộc, yêu tộc, thậm chí là hải tộc, đều đã hung hãn như ma. Từng cái không sợ chết, từng cái toàn lực chém giết. Trong chốc lát, mặc dù bị vậy ma tộc chế trụ, chiến tuyến nhưng là không có tan vỡ. Cái này, là đủ rồi. Đối với Diệp Thần mà nói, đủ rồi. Giờ phút này, trời cao bên trong, ma phi vũ tốc độ kinh người, quanh thân ma khí sôi trào, hung man võ ý kích động. Sau lưng hư ảnh động một cái, cả người, liền giống như hóa thành một đạo màu tím sấm sét vậy, hướng Diệp Thần cuốn tới. Người Pháp, có thể nói sợ hãi. Nhưng, không chỉ là thân Pháp của hắn. Ma Phi Vũ trong tay, là một thanh kiếm, kiếm nhỏ. Nhìn như, so lông vũ, còn muốn khinh bạc kiếm nhỏ, cái này kiếm nhỏ nháy mắt tới giữa, liền ở Ma Phi Vũ trong tay, dung dù sao cũng lần, dù sao cũng đạo kiếm mang, hòa làm một thể. Ở mạnh mẽ thân pháp tốc độ, cùng với ma tộc võ đạo gia chỉ dưới, hóa thành một đạo kiếm mang gió bão, hướng Diệp Thần vặn cổ tới. Không chỉ có thân pháp mau, ra tay, giống vậy vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa, ma phi vũ thi triển, chính là ma tộc thập đại võ bên trong vũ ma kiếm, cái này môn kiếm pháp, có thể sử tốc độ xuất thủ, thân pháp tốc độ, cùng kiếm pháp uy lực, hỗ trợ lẫn nhau. Đi qua ma phi vũ thi triển ra, quả thật cực kỳ kinh khủng. Có thể nói là đem cái này vũ ma kiếm, phát huy đến trình độ cao nhất. Kiếm gió cuồng bạo, trong phút chốc, liền đem vô số không gian cắt kim loại thành bột. Nhưng, kinh khủng như vậy nhất kích, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu. Đi đôi với ma phi vũ ra tay, ma kỳ ly và ma nguyên tinh, vậy bộc phát. Ma kỳ ly điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân trông bên trên, ánh sáng tím lớn thả, từng viên trông, cũng tản ra mất đi hơi thở. Giống như từng hạt tròn khủng bố đạn hạt nhân vậy, hóa thành màu tím quang vũ, hướng Diệp Thần hắt tới. Cái này quang vũ, không phải tùy tiện thả, lại là cùng ma phi vũ kiếm quang gió bão, lẫn nhau là che chở, đem Diệp Thần tránh né tuyến đường, toàn bộ phong tỏa, buộc Diệp Thần, chính diện cứng rắn hãn. Mà tuyệt sát sau cùng, thì do Ma Nguyên Tinh hoàn thành.
Chết! Lúc này ma nguyên tinh, quanh thân lưu chuyển trình độ cao nhất sát khí, cặp mắt ứ máu, hướng về phía Diệp Thần gầm thét một tiếng, trong tay hắn là một chuôi trọng chùy, rất nặng trọng chùy. Chỉ là cầm, thì phải đem không gian đè được sụp đổ, ở chùy đầu chung quanh, tạo thành hắc động trọng chùy. Cái này một chuôi trọng chùy, ở sức nặng trên thậm chí có thể vượt qua sát kiếm. Hơn nữa, hiển nhiên phụ vô số gia trì trọng lực phù văn. Ma nguyên tinh, có ma tộc bên trong, vô cùng là cao cấp sừng ma huyết mạch, sừng ma nhất tộc, cho dù ở thiên ma trong tộc, cũng lấy thân xác cường hãn mà gọi. Hơn nữa, ma nguyên tinh, tu tập vẫn là ma tộc thập đại võ bên trong, hạng trước ba công pháp luyện thể, thánh thân thể ma quyết. Hắn, am hiểu nhất, chính là lấy lực lượng nghiền ép hết thảy. Nói riêng về lực lượng, vực ngoại ma tộc bên trong, trừ ma hoàng, thậm chí không có những thứ khác ma tộc, có thể cùng ma nguyên tinh, như nhau. Ma nguyên tinh quanh thân huyết mạch phấn trương, vận đủ trong 1% vạn lực lượng, đột phá tiềm năng cực hạn, hướng về phía Diệp Thần, đánh tới cực kỳ một chùy. Cái này một chùy ra, mọi người chỉ cảm thấy, chùy tuy chưa có hoàn toàn rơi xuống, có thể toàn bộ thần quốc, thậm chí còn linh võ đại lục đều bị kinh khủng kia trọng lực, đè sụp. Có thể tưởng tượng được, trực diện cái này một chùy Diệp Thần, thừa nhận như thế nào áp lực à? Mà lúc này, Diệp Thần đứng ở nơi này mấy nặng công kích bao phủ bên trong, nhưng là tay cầm sát kiếm, một hơi một tí, thật giống như cả người, cũng cứng lên vậy. Đang chém giết bên trong Đồ Lan Tâm, Long Tĩnh Nhiên, Sở Doanh, Ngọc Chân Tử các người, thấy một màn này, đều là mắt chừng sắp nứt, trong chốc lát thậm chí cũng cố không được chiến đấu, khàn cả giọng hướng Diệp Thần hô lớn, Diệp Thần. Tránh, mau tránh à. Chỉ là uy áp, liền có thể làm thần quốc cùng linh võ đại lục chìm xuống nhất kích, nếu như bị đánh trúng, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào chịu đựng chứ. Có thể Diệp Thần, nhưng tựa như không có nghe gặp vậy, không nhúc nhích. Mọi người, cấp được đều phải tẩu hỏa nhập ma à. Ma nguyên tinh khóe miệng, dương lên một chút lạnh như băng cực kỳ nụ cười, tránh. Đi nơi nào tránh? Ma nguyên tinh lực công kích, ở toàn bộ ma tộc bên trong, đều là tầng trên, duy nhất thiếu sót, chính là tốc độ xuất thủ, không đủ nhanh, dễ dàng bị người né tránh. Nhưng hôm nay, sự thiếu sót này, nhưng ở ma phi vũ cùng ma kỳ ly kiềm chế dưới, giải quyết tốt đẹp. Ma phi vũ, có cực kỳ tốc độ công kích, ma kỳ ly có cực kỳ rộng lớn phạm vi công kích, Diệp Thần cho dù là muốn liều mạng bị thương, thoáng qua mình cái này một chùy, cũng thật khó làm được. Huống chi, coi như làm được, vậy tất nhiên bị thương, bị ma phi vũ cùng ma kỳ ly kiềm chế, như vậy, liền tuyệt đối không cách nào tránh thoát mình công kích một lần nữa. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, Diệp Thần không phải là không muốn tránh, mà là căn bản muốn tránh cũng không được. Hắn hiện tại, có thể làm gì? Chỉ có thể chờ chết mà thôi. Cho nên, thấy được Diệp Thần không nhúc nhích, tựa như buông tha chống cự vậy, ba tên ma tộc đều là cười, tàn nhẫn cười, Diệp Thần biểu hiện, và bọn họ dự đoán giống nhau như đúc. Ở bọn họ xem ra, chắc hẳn giờ phút này Diệp Thần hẳn vô cùng hối hận. Mới vừa rồi cự tuyệt ma nguyên tinh đề nghị chứ. Nhưng vào lúc này, một đạo cực hạn hủy diệt ý bỗng nhiên bùng nổ. Vốn định đối với các ngươi vận dụng hồng mông cổ pháp. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Thiên long bát thần âm, bát quái thiên đan thuật, pháp hoa tịch diệt thiên, các ngươi cũng không xứng ta thi triển. Thiên ma dùng võ đạo và thực lực phi tôn, vậy hôm nay, ta sẽ để cho các ngươi xem ta Diệp Thần võ đạo. Để cho các người rõ ràng vì sao là võ đạo trình độ cao nhất. Hủy diệt mộ đạo, long viêm thần mạch, tới ám thần mạch. Cổ độc thần mạch, lăng phong thần mạch, xích trần thần mạch, cho ta mở ra. Trong nháy mắt, Diệp Thần liền cảm giác linh khí cấp tốc trôi qua. Sau đó, một kiếm chém ra. Kiếm quang như gió, như điện, như quang, như hủy diệt vực sâu, phải đem thiên địa chìm ngập, phải đem vạn vật chiếm đoạt. Ma nguyên tinh ba người. Trong mắt lóe lên một chút rung động, bất quá, rất nhanh liền bình phục lại. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần còn dám ra tay chống cự. Bất quá, nhưng cũng không lo lắng. Diệp Thần chống cự ở bọn họ xem ra, chẳng qua là sắp chết vùng vẫy thôi, cái gì đều không cách nào thay đổi. Cái này chính là cường giả tự tin, cái này ba tên ma tộc dưới sự liên thủ, có đối mặt thế gian hết thảy cường giả tự tin. Một khắc sau, vậy một đạo cực kỳ kiếm quang. Không nhìn thẳng ma phi vũ kiếm quang gió bão cùng ma kỳ ly trông oanh tạc,
trực tiếp chém về phía bầu trời bên trong Ma Nguyên Tinh. Ma Nguyên Tinh cười lạnh một tiếng, chợt quát lên, tới thật tốt. Trong tay đồ sộ chùy trên ánh sáng, hơn nữa đậm đà, nặng nề một phần, hung hăng hướng Diệp Thần kiếm quang đánh tới. Ma Nguyên Tinh ý tưởng phải, trước đem Diệp Thần kiếm quang, nghiền nát, sau đó, chém chết mới vừa ra tay hoàn toàn mất đi né tránh cơ hội Diệp Thần. Dần dần, Ma Nguyên Tinh trên mặt đã hiện lên mỉm cười thắng lợi, ở hắn xem ra, cuộc chiến đấu này, ma tộc đã thắng. Ý tưởng, rất tốt, đáng tiếc. Một khắc sau, Ma Nguyên Tinh gương mặt trên nụ cười, bỗng nhiên đọng lại. Sau đó, ngay lập tức, tan vỡ. Biến thành không có gì sánh kịp sợ hãi. Cái này tan vỡ, không chỉ là diễn cảm, nội tâm tan vỡ, hơn nữa, là chân chân tránh tránh, toàn bộ thân thể gương mặt tan vỡ. Ma Nguyên Tinh cái này kinh thiên một chùy trên ánh sáng, lại là ở Diệp Thần kiếm quang bên trong, liền một cái hô hấp, cũng không có kiên trì đến, khoảnh khắc tới giữa, liền hoàn toàn bị đánh tan. Kiếm kia quang, trực tiếp chém vào Ma Nguyên Tinh thân thể, sau đó, chính là tan vỡ. Ma Nguyên Tinh cả người, cứ như vậy bể. Trên chiến trường, giống như bị đóng băng vậy. Tất cả người, chỉ cảm thấy mình linh hồn, đều phải tiêu tán, bốc khói xanh. Làm cái gì? Vậy cực kỳ một chùy, cứ như vậy bị phá. Nửa bước thánh tổ cảnh Ma Nguyên Tinh lại chết như vậy. Không thể nào đâu. Đây là cái gì ảo thuật sao? Mọi người, không rõ ràng. Diệp Thần lực lượng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ hiểu phạm vi à. Ma Phi Vũ cùng Ma Kỳ Ly, cũng là như vậy. Nhưng, bọn họ thân là ma tộc tướng lãnh, thiên thần cảnh cường giả, dầu gì tâm thần muốn so với giống vậy ma tộc, chấn định một ít. Diệp Thần mặc dù chém ra cực kỳ một kiếm, nhưng, chính hắn cũng bị Ma Phi Vũ cùng Ma Kỳ Ly công kích bao phủ. Ma Phi Vũ cao giọng quát to, cho ta tiếp tục liều giết. Không phải sợ, thằng nhóc này, chúng ta cùng Ma Kỳ Ly công kích, tất nhiên sẽ không bình yên vô sự, thắng lợi, vẫn là thuộc về chúng ta vực ngoại thiên ma. Cái này một tiếng quát to, rốt cuộc đem vạn chúng ma tộc đánh thức. Bọn họ vẫn gào thét, không để ý hết thảy liều giết trước. Ma Nguyên Tinh, lần này xâm lược chi chủ tướng tử vong, lại là tựa như không có đối với những ma tộc này chiến sĩ sinh ra chút nào ảnh hưởng. Tại sao? Không chỉ có, là bởi vì là Ma Phi Vũ vậy một phen khích lệ, quan trọng hơn, là bởi vì là Ma Hoàng mệnh lệnh. Không giết hết những thứ này chống cự nhân tộc, bọn họ vẫn được chết à? Hơn nữa, là chết ở Ma Hoàng trong tay. Cho nên, bất luận Ma Nguyên Tinh là chết, vẫn là sống, những ma tộc này sinh cơ duy nhất, chính là ở chiến tranh bên trong, lấy giành thắng lợi. Vì vậy, chủ tướng chết, ngược lại kích thích được bọn họ, hơn nữa ra sức liều giết. Nhưng vào lúc này, kiếm kia quang gió bão, cùng vô số màu tím trông nổ ánh sáng bên trong, bỗng nhiên vang lên một cái lạnh như băng thanh âm nam tử. Cái này thanh âm nam tử, không lớn, nhưng lại vô cùng quỷ dị đem vậy tiếng nổ. Đem vậy gào thét gió lớn tiếng, toàn bộ chân áp, vô cùng rõ ràng, truyền vào người ở tại tràng trong tai. Ai nói, chúng các ngươi công kích, không thể bình yên vô sự. Sợ hãi. Vạn chúng ma tộc, bao gồm Ma Phi Vũ cùng Ma Kỳ Ly, đều là sợ hãi. Lúc này, nổ cùng kiếm quang gió bão, đều đã tiêu nghỉ, không chung, hiện ra Diệp Thần bóng người. Thi triển thiên yêu thân thể Diệp Thần, đứng yên không chung, ở hắn trên thân hình. Là vô số đạo vết kiếm, đem quần áo cũng chém rách vết kiếm, cùng với, vô số lỗ máu, đem xương cốt nổ nát vụn lỗ máu. Rất thảm. Tựa hồ, đã trọng thương đến không thể nặng hơn tổn thương. Có thể, làm những ma tộc này, thậm chí là nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, cũng không cách nào tưởng tượng Những vết thương này, lại là lấy cực nhanh tốc độ cực nhanh, khép lại. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Vậy vết thương kinh khủng, liền hoàn toàn từ Diệp Thần trên mình biến mất. Diệp Thần trên gương mặt, mang nụ cười thản nhiên, hơi thở, vô cùng vững vàng. Đây không phải là bình yên vô sự, cái gì là bình yên vô sự? Diệp Thần, lại là rất miễn cưỡng nhận chịu Ma Phi Vũ cùng Ma Kỳ Ly, cái này hai người thiên thần cảnh cường giả đỉnh phong toàn lực công kích à? Không nói Ma Phi Vũ, vậy kinh thiên chấn động tủng kiếm quang gió bão, chính là Ma Kỳ Ly, trên người hắn trông. Mỗi một cây đều là uẩn dưỡng liền hơn 10.000 năm à, vì chính là thi triển cái này kinh thiên nhất kích. Uy lực,
So với Ma Phi Vũ một kiếm kia, chỉ mạnh không kém. Có thể, dù vậy, hai người công kích, hay là đối với Diệp Thần, không cách nào tạo thành chút nào thương thế. Quá khủng bố. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lần này, hắn thực lực tăng lên tới hỗn độn cảnh 6 tầng thiên, cũng không phải là chỉ riêng hạng nhất tăng lên, mà là mọi phía. Nhất là Viêm Bia Thần Mạch đối với chiến lực tăng lên. Bất luận là sinh mệnh lực, lực lượng, linh lực, thần hồn, đợi một chút, đều có tăng lên. Bất quá, Diệp Thần vậy cảm giác, mình lực lượng, đến một cái bình cảnh, nếu là muốn tiếp tục tăng lên, sợ rằng, yêu cầu cơ duyên sẽ không bình thường. Cái này một tí, Ma Phi Vũ và Ma Kỳ Ly thật sự là không có bất kỳ cùng Diệp Thần tiếp tục chiến đấu ý nghĩ, bọn họ tinh thần, đã hoàn toàn bị Diệp Thần mạnh mẽ phá hủy, lấy hai người thực lực, so với kia tại chỗ khác ma tộc, càng có thể cảm nhận được Diệp Thần mạnh mẽ à. Một khắc sau, Ma Phi Vũ cùng Ma Kỳ Ly không chút do dự vừa quay người, hướng hai phương hướng, chạy trốn đi. Vậy vạn chúng ma tộc, đều ngẩn ra, Ma Phi Vũ cùng Ma Kỳ Ly chạy. Lại cãi lại Ma Hoàng mệnh lệnh, chạy. Chẳng lẽ, ở bọn họ trong lòng, Diệp Thần so với Ma Hoàng bệ hạ càng kinh khủng hơn. Ma Kỳ Ly cùng Ma Phi Vũ biết, mình chạy, đến khi Ma Hoàng hạ xuống, bọn họ 99% sẽ chết. Có thể hiện tại, ở lại phía trên chiến trường đối với Diệp Thần, chính là trong 1% vạn sẽ chết à. Vậy cũng không bằng trốn. Chạy, coi như cuối cùng chết, cũng có thể sống lâu một đoạn thời gian, không phải sao? Có thể, chạy thoát sao? Diệp Thần ánh mắt, ngay tức thì phong tỏa Ma Phi Vũ. Ma Phi Vũ tốc độ, quả thật rất xuất sắc, hắn là vực ngoại thiên ma bên trong vũ ma tộc, đồng dạng là cấp tột cùng huyết mạch, không thể so với sừng ma tộc kém. Mà vũ ma tộc, am hiểu nhất, chính là tốc độ. Ma Phi Vũ, không chỉ là vũ ma tộc, lại là vũ ma tộc ở giữa thiên tài. Tốc độ trên hết, có thể vượt qua Ma Phi Vũ, rất ít. Cho nên Ma Phi Vũ đối với chạy trốn, vẫn rất có tự tin. Đáng tiếc là, hắn gặp Diệp Thần. Diệp Thần, thần mạch mở sau tăng lên, là toàn phương vị tăng lên, trong này, tự nhiên vậy bao gồm tốc độ. Diệp Thần trong mắt hàn mang chớp mắt. Nhàn nhạt nói, cực võ, thần chánh. Một khắc sau, thân hình, từ tại chỗ biến mất, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Ma Phi Vũ sau lưng. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ. Một thanh trường kiếm, xuyên thủng Ma Phi Vũ ngực. Ma Phi Vũ khó có thể tin nhìn trước ngực lưỡi kiếm, ói trước máu tươi lẩm bẩm nói, ngươi. Ngươi tốc độ, làm sao có thể. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ngươi, quả thật rất nhanh, nhưng so ta, còn kém từng tia. Dứt lời, hủy diệt mộ đạo, từ kiếm phong bên trên bùng nổ, ngay tức thì đem Ma Phi Vũ, biến thành xương máu. Sau đó, hắn vừa quay người, hướng Ma Kỳ Ly đuổi theo. So sánh với Ma Phi Vũ, Ma Kỳ Ly tốc độ, liền quá bình thường. Mắt gặp liền Ma Phi Vũ cũng ngay tức thì chết ở Diệp Thần trong tay, Ma Kỳ Ly, lại là cắn răng một cái, dừng lại thân hình, buông tha chạy trốn. Đột nhiên tới giữa, Ma Kỳ Ly cả người. Hiện ra vô số khác thường nhô ra, lại là muốn lần nữa sinh ra từng cây một trông vậy. Hắn hướng về phía Diệp Thần gào thét nói, Diệp Thần, dừng lại cho ta. Diệp Thần nhìn Ma Kỳ Ly, nhàn nhạt nói, làm sao? Còn muốn công kích? Ma Kỳ Ly, sắc mặt bỗng nhiên âm ngoan xuống nói, công kích. Ha ha, liền ta uẩn dưỡng mấy vạn năm trông, đều không cách nào làm bị thương ngươi, huống chi là cái này tạm thời sanh thành. Diệp Thần đôi mắt híp một cái nói, người ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Bất quá, Ma Kỳ Ly âm chắc chắc cười, không cách nào làm bị thương ngươi, nhưng mà, những người đó tộc, yêu tộc, hải tộc đâu? Diệp Thần nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hắn cau mày nói, ngươi nếu như công kích chiến trường phía dưới, có thể biết sẽ có hậu quả gì không? Không chỉ là ta phương chiến sĩ, liền ngươi thiên ma tộc sĩ binh, cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng chứ? Ma Kỳ Ly giữ tợn cười một tiếng nói, vậy thì như thế nào? Dù sao, người sau khi giết ta, thiên ma tộc chiến sĩ, cũng sẽ bị ngươi chém tận giết tuyệt chứ? Diệp Thần thần sắc âm trầm xuống, cái này Ma Kỳ Ly ngược lại là rất thông minh. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ, thật muốn thả Ma Kỳ Ly rời đi sao? Ma Kỳ Ly trông công kích, không chỉ có phạm vi cực kỳ rộng lớn, hơn nữa, phát động cũng là cực nhanh, Diệp Thần mặc dù có lòng tin. Nhất kích đem Ma Kỳ Ly chém chết, có thể, hắn còn thật không dám nói, có thể đem Ma Kỳ Ly trông,
toàn bộ cản lại. Mà chỉ cần có mấy cái trông, rơi ở phía dưới chiến trường, cũng sẽ đối với vậy dù sao cũng chiến sĩ, sinh ra khó mà đoán chừng tổn thất. Mà kỳ ly, nhưng mà một người thiên thần cảnh 9 tầng trời cường giả à. Hai người, cứ như vậy đứng trên không trung, rằng co. Mà kỳ ly mặt lộ vẻ cười nhạt, cái này nhìn vô địch thằng nhóc tộc người, cũng không hoàn toàn không có nhược điểm à. Ở Ma Kỳ Ly xem ra, Diệp Thần lòng dạ quá mềm. Lúc này, nếu như là ma tộc mà nói, căn bản không sẽ xem Diệp Thần băn khoăn như thế nhiều. Diệp Thần thần sắc, vậy bộc phát khó xem, thời gian cũng không đứng ở hắn bên này. Mỗi một phút, mỗi một giây trôi qua, đều có nhiều nhân tộc, yêu tộc, hải tộc chiến sĩ tử vong, mà cùng vậy mấy chục tên thiên thần cảnh ma tộc giao thủ Long Thiên Phi vậy sắp không chịu nổi. Diệp Thần rốt cuộc mở miệng nói. Ma Kỳ Ly, ngươi có thể đi, nhưng, ngươi chỉ có thể trở lại vực ngoại, không thể ở lại thần quốc, hoặc là linh võ đại lục. Ma Kỳ Ly nếu như ở lại chỗ này, đem đối với thần quốc và linh võ, tạo thành khó mà lường được tổn thương. Đây là Diệp Thần quyết không cho phép, những chiến sĩ này sở dĩ, ở chỗ này không để ý sinh tử chiến đấu hăng hái, không phải là vì ngăn cản ma tộc chấm mút thần quốc cùng linh võ sao? Ma Kỳ Ly cười lạnh gật đầu nói, có thể. Hắn lấy được một cái trọng yếu tình báo, liên quan tới Diệp Thần nhược điểm tình báo, cho dù là trở lại vực ngoại, cầm tình báo này giao cho Ma Hoàng, cho dù hắn chống lại mệnh lệnh, cũng có thể cứu mình một mạng chứ. Ha ha, Diệp Thần, người cái lòng nhân từ của đàn bà, không chỉ có sẽ hại chết ngươi, còn sẽ hại chết linh võ đại lục cùng thần quốc tất cả mọi người. Ma Kỳ Ly vừa quay người, tiện tay biến dạng không gian, thì phải trở lại vực ngoại, trước khi đi, còn đối với trước Diệp Thần. Lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Có thể vào thời khắc này, vậy vết nứt không gian bên trong, lại là bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này, vô cùng lẫm liệt, hơn nữa, mang kích phá vạn pháp khí thế. Ma Kỳ Ly sắc mặt đại biến, hắn nằm mơ, vậy không nghĩ tới, sẽ vào lúc này gặp phải người khác đánh lén à. Hơn nữa, cái này, còn không phải là thông thường đánh lén, mà là, nhất kích có thể uy hiếp được hắn đánh lén. Đáng chết, Ma Kỳ Ly bỗng nhiên cả kinh, có thể uy hiếp được hắn ít nhất là một người thiên thần cảnh bên trong hậu kỳ võ giả à. Người này, là từ đâu tới? Ma Kỳ Ly căn bản không có thời gian suy tính, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một chuôi tam lăng thứ, ngăn cản hướng vậy nhanh chóng chém tới một kiếm. Ầm một tiếng vang thật lớn, một kiếm này, bị Ma Kỳ Ly chặn lại, trong hư không, một hồi chập chờn, một bóng người lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Hiển nhiên, người này mặc dù cũng là một người thiên thần cảnh võ giả, nhưng, thực lực, nhưng cùng Ma Kỳ Ly có chênh lệch không nhỏ. Ma Kỳ Ly ngưng mắt nhìn vậy tên nhân loại nam tử, lạnh giọng nói, đáng chết rác rưởi, lại dám đánh lén bổn tôn. Cho ta chết. Trước mắt cái này tên nhân loại nam tử, thực lực không tính là quá mạnh mẽ, Ma Kỳ Ly có lòng tin, ra tay một cái, liền đem hắn trong nháy mắt giết. Hắn quanh thân ma khí cùng nhau, tam lăng thứ trên. Nổ lên một đạo hàn mang, thì phải hướng loài người kia nam tử, bắn nhanh đi. Có thể, một chiêu này, nhưng vĩnh viễn không có cơ hội, chân chính đánh ra. Bởi vì, một đạo kiếm quang thoáng qua, Ma Kỳ Ly đầu lâu, đã cùng cổ chia lìa. Ma Kỳ Ly rơi xuống đầu lâu, trên không trung xoay tròn để gặp, ngơ ngác nhìn mình đang phun trào ra máu tươi thi thể không đầu, giờ khắc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Diệp Thần, còn đứng ở phía sau mình à? Bởi vì ngăn cản loài người kia nam tử một kích chốc lát, không tới một phần vạn cái hô hấp công phu, để cho Diệp Thần có xuất thủ cơ hội. Ầm một tiếng, hủy diệt mộ đạo hơi thở bùng nổ, Ma Kỳ Ly thân thể, đầu lâu, đều hóa thành xương máu tiêu tán. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt nhìn trước mắt nam tử, cũng không ngoài suy đoán, hắn vung tay lên, đem một quả tự mình luyện chế đan dược, ném về phía tên kia chàng trai nói, cảm ơn. Tên nam tử này tử. Bất ngờ chính là thứ nhất thần quốc trình độ cao nhất thiên tài Trung Tề Hiên. Lúc này, Trung Tề Hiên tu vi lại có thể tăng lên to lớn như vậy. Diệp Thần giọng, mặc dù bình thản, nhưng, cảm tình nhưng là vô cùng chân thành, Trung Tề Hiên có thể ra tay, nhưng thật ra là bất chấp nguy hiểm, vậy bởi vì hắn ra tay, Diệp Thần mới có thể dễ dàng như thế tránh khỏi chiến trường phía dưới các chiến sĩ, bị Ma Kỳ Ly tổn thương. Trung Tề Hiên nhận lấy đan dược. Nhưng là mặt lộ vẻ cười khổ, nguyên bản, hắn lấy vì mình bước vào cảnh giới bây giờ cùng Diệp Thần chênh lệch,
hẳn xúc ít đi một chút mới đúng. Nhưng mà, nhất kích là có thể trong nháy mắt giết mình thiên thần cảnh đỉnh cấp vực ngoại thiên ma, đối mặt Diệp Thần lúc đó, nhưng giống như con kiến hôi vậy, tùy ý nghiền chết. Cái này, nơi nào rút nhỏ dù là từng tia chênh lệch. Ngược lại, làm lớn ra vô số lần à. Trung Tề Hiên, hoàn toàn tuyệt vọng, Diệp Thần, căn bản không phải người phàm có thể sánh được, cho dù là vạn cổ thiên tài, cầm mình và Diệp Thần làm so sánh, vậy chính là mình tìm không thoải mái thôi. Lúc này, Diệp Thần đối với Trung Tề Hiên đến, lại là không ngạc nhiên chút nào, lấy hắn thần hồn mạnh mẽ, sớm cũng cảm giác được Trung Tề Hiên đến gần, sở dĩ chỉ hoãn Ma Kỳ Ly lâu như vậy, cũng là bởi vì này. Buồn cười phải, Ma Kỳ Ly còn lấy là phát hiện Diệp Thần nhược điểm. Hoàn toàn không biết, mình căn bản là ở Diệp Thần tính toán bên trong. Trung Tề Hiên đến, Diệp Thần cũng không chỉ là cảm ứng được mà thôi, có thể nói, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn, là bởi vì là Diệp Thần an bài. Không chỉ là hắn, rất nhanh, Trung Tề Hiên sau lưng, không gian ba động, tiếp liền dâng lên. Từng đạo bóng người, ở Phục Ma Sơn bầu trời, rối rít hiện lên. Trong đó, bất ngờ không hề thiếu Diệp Thần người quen cũ. Thái Uyên kiếm phái Nhạc Nhu, Huyết Nguyên Tông Âu Dương Tịch, Thứ Nhất Thần Quốc Thần Minh Tống Kim Nghĩa Vân. Vân, dĩ nhiên không chỉ là bọn họ, còn có bọn họ mang tới rất nhiều môn nhân, thuộc hạ. Ước chừng, có hơn 10.000, hơn nữa, đều là tinh anh. Nhạc Nhu các người, nhìn vậy ma tộc đại quân, trợn tròn mắt, kinh hãi, không dám tin. Cái này quân thế, so với giữa 7 nước cường đại nhất Thứ Nhất Thần Quốc đối mặt, mạnh hơn lên gấp mấy lần à. Thứ Nhất Thần Quốc, thứ hai sóng ma tộc tấn công, chỉ có số ít, người như vậy đếm, lấy Thứ Nhất Thần Quốc nội tình mà nói, không coi vào đâu. Có thể hiện tại, bọn họ mới biết, sở dĩ, bọn họ có thể dễ dàng như vậy kháng cự ma tộc thứ hai sóng thế công, chủ yếu nhất nguyên nhân, là ma tộc đem binh lực đều tập trung ở thứ bảy thần quốc à. Cái đó vốn phải là giữa 7 nước, nhỏ yếu nhất thứ bảy thần quốc, có thể kiên trì đến bây giờ còn không có sa sút. Đối với Thứ Nhất Thần Quốc mọi người mà nói, thật là so kỳ tích còn kỳ tích. Cho dù đổi lại là Thứ Nhất Thần Quốc, đến hiện tại, vậy đã sớm binh bại liền chứ. Tất cả người, đều nhìn về Diệp Thần, bọn họ biết, Thứ Bảy Thần Quốc, chi sở dĩ như vậy ương ngạnh, sở dĩ, có thể đối mặt 3 triệu ma tộc, chống đỡ lâu như thế, đều là bởi vì trước mắt người đàn ông này tồn tại. Một cái, lấy sức một mình, cứu vãn cả thế giới người đàn ông. Diệp Thần. Nhưng là thần sắc nhàn nhạt, hướng về phía mọi người gật đầu một cái, trường kiếm chỉ một cái chiến trường phía dưới nói, các vị, giết. Đi đôi với một tiếng này hiệu lệnh, cái này đại quân, ngay tức thì hướng chiến trường, chém giết đi. Trong đó, xông vào trước nhất phương, khí thế cường đại nhất, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Trên chiến trường rất nhiều ma tộc, nhìn thần binh trên trời hạ xuống mọi người, đều trợn tròn mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Đang cảm giác đến thiên ma hạ xuống lúc đó, Diệp Thần liền liên lạc xong Thứ Nhất Thần Quốc Nhạc Nhu, Âu Dương Tịch, Trung Tề Hiên, Tống Kim Nghĩa các người. Hắn đã sớm ngờ tới, thứ hai sóng tấn công, ma hoàng sẽ đem phần lớn binh lực, tập trung ở thứ bảy thần quốc, nói cách khác, cái này, tất nhiên sẽ yếu bớt đối hắn mấy đại thần nước thế công. Diệp Thần khóe miệng, dương lên một chút cười nhạt, trong quá khứ, tất cả đại thần nước, trên căn bản đều là tự mình chiến đấu. Không rãnh tự lo, căn bản không hiểu sẽ cái khác thần quốc tồn vong, chắc hẳn, ma hoàng vậy không ngờ rằng, thứ bảy thần quốc cùng thứ nhất thần quốc, lại sẽ liên thủ chứ. Hắn nhìn vậy ma tộc đại quân, ánh mắt bộc phát lạnh như băng, nhiều như vậy thiên ma, hắn một người giết, cho dù tốc độ mau hơn nữa, cũng phải tốn trên một ít thời gian, một điểm này chút thời gian, có thể liền sẽ tạo thành vô số thần quốc chiến sĩ tử vong. Có thể, hôm nay, có cái này thứ nhất thần quốc tinh anh tương trợ. Tình huống, liền rất bất đồng. Trung Tề Hiên chợt lách người, xuất hiện ở Long Thiên Phi bên người, hướng về phía Long Thiên Phi khẽ mỉm cười, ngay sau đó kiếm ra, hai người thiên thần cảnh cường giả dưới sự liên thủ, vậy mấy chục tên mạnh mẽ ma tộc thế công, ngay tức thì làm hòa tan. Mà làm Trung Tề Hiên cùng Long Thiên Phi, đem cái này mấy chục tên ma tộc chém chết hầu như không còn lúc đó, trên Phục Ma Sơn chiến đấu vậy kết thúc. Diệp Thần dẫn Thứ Nhất Thần Quốc viện quân. Ngay tức thì cắt lấy tại chỗ mỗi một cái ma tộc sinh mạng. Lúc này, Diệp Thần đứng ở Phục Ma Sơn trên đỉnh núi, cả người đã bị ma tộc máu tươi, nhuộm thành liền màu tím, một tia ánh mặt trời,
đột phá mây đen vây khóa, rơi xuống Diệp Thần trên mình. Vô số chiến sĩ, cường giả, nhìn về phía vậy đứng ở đỉnh núi, thần sắc có chút lãnh đạm thanh niên, không khỏi, một hồi cảm động ở trong lòng dâng lên. Trận chiến này, thần quốc linh võ một khối, lần nữa cáo tiệp. Hơn nữa, vẫn là đại hoạch toàn thắng. Mặc dù vậy vậy hy sinh một phần chia người thần quốc, nhưng là lấy nhỏ như vậy số lượng, miễn cưỡng tiêu diệt như thế nhiều cá thể thực lực xa xa mạnh hơn mấy phe vực ngoại ma tộc à. Mà hết thảy các thứ này, mặc dù có thể thực hiện, đều là bởi vì có hắn tồn tại. Từ đây, thất đại thần quốc, cũng lưu truyền một cái truyền thuyết. Một cái liên quan tới truyền thuyết chiến thần. Chiến thần tên chữ, gọi là Diệp Thần. Diệp Thần thân ở phục ma điện bên trong, ngồi xếp bằng, ở trước người của hắn, là một chuôi đen nhánh trường kiếm, sát kiếm. Đột nhiên tới giữa, sát kiếm bên trên, ánh sáng chớp mắt, vô số đạo ánh sáng tím, giống như chư thiên tinh thần vậy, vây quanh Diệp Thần không ngừng xoay tròn. Vậy, lại là một quả cái tử tiêu đá. Liên liên Diệp Thần thấy một màn này, đều là không khỏi trong mắt vui mừng cuồng tránh, đây là ước chừng 80.000 hơn cái tử tiêu đá à. Lần này, ma tộc xâm lược, không khỏi về số lượng, là lần trước xâm lấn 10 lần, đồng thời, ma tộc toàn thân chất lượng, cũng có cực lớn tăng lên, vì vậy, tiêu diệt ma tộc sau đó, Diệp Thần, liền ước chừng thu hoạch 80.000 hơn cái tử tiêu đá. Liên Diệp Thần, đều có chút không cách nào tưởng tượng, đem những thứ này tử tiêu đá hoàn toàn hấp thu sau đó, sẽ phát sinh cái gì. Có thể giờ phút này, Diệp Thần nhưng có chút lộ vẻ do dự. Duy nhất hấp thu nhiều như vậy tử tiêu đá, là có nguy hiểm. Cái gì nguy hiểm? Như thế nhiều tử tiêu đá, rất có thể, trực tiếp để cho Diệp Thần đột phá cảnh giới, mà đang bế quan lúc đột phá cảnh giới, Diệp Thần, có thể không cách nào bảo đảm ở ma tộc lần thứ 3 trước, kịp thời xuất quan à. Đây là, sát kiếm bên trong, truyền đến Huyền Hàn Ngọc Thanh Âm nói, Diệp Thần, hấp thu đi. Vực ngoại thiên ma ma hoàng, có thể so với ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn, ngươi, chỉ có đột phá, mới có thể bảo đảm có sức đánh một trận. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt sạch bóng chớp mắt, gật đầu một cái. Lúc này, Diệp Thần không lãng phí nữa thời gian, đôi mắt nhắm một cái, bắt đầu vận chuyển công pháp. Khoảng cách lần thứ 3 ma tộc xâm lược cùng với thí sư đại hội thời gian, hẳn cũng không xa, hắn muốn bắt chặt mỗi một phút mỗi một giây, dùng để đề thăng thực lực. Ma hoàng, tuyệt không phải một cái có thể tùy tiện đối phó kẻ địch. Từng viên tử tiêu đá, giống như bướm bay dập lửa vậy, sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể, mà Diệp Thần hơi thở, vậy đang không ngừng tăng cường. Vực ngoại ma cung, một người thân thể cao lớn, tràn ngập uy nghiêm vô thượng ma tộc, đang đứng ở trước điện, mà giờ khắc này, hắn là duy nhất đứng ma tộc. Từng đạo màu tím bóng người, bất luận hơi thở mạnh yếu, không một ngoại lệ quỳ xuống tên ma tộc này trước người. Cúi đầu, hơn nữa thần sắc, vô cùng là cung kính. Toàn bộ vực ngoại, chỉ có ma hoàng có thể làm cho bướng bỉnh bất tuần vạn chúng thiên ma cúi đầu. Cái này ma hoàng hình dáng, nhưng cùng giống vậy ma tộc, hoàn toàn không cùng. Phổ thông ma tộc, đều là màu tím da, mà ma hoàng, chính là toàn thân đỏ tươi. Không chỉ có như vậy, ma hoàng đỉnh đầu, sinh đối với sừng dài, sau lưng đeo hư ảnh, đồng thời, bả vai. Sống lưng bên trên, còn có căn căn trông. Cái này ma hoàng, lại là đem đủ loại ma tộc cao cấp huyết mạch, tập trung vào cả người. Ma hoàng huyết mạch, quả thật mạnh mẽ, là vực ngoại thiên ma nhất tộc, trăm tỷ năm khó gặp trình độ cao nhất huyết mạch. Nhưng, chân chính để cho những thứ này vực ngoại thiên ma, phát ra từ nội tâm thần phục, nhưng không chỉ có, là ma hoàng huyết mạch, còn có vậy cả người, máu đỏ màu da. Tại sao? Bởi vì, ở ma tộc truyền thuyết bên trong, vậy, là chỉ có đột phá vực ngoại thiên ma nhất tộc hết sức gửi, trở thành truyền thuyết bên trong vô cực chân ma, mới có thể có đặc thù. Đồng thời, vậy ý nghĩa, tên ma tộc này, thành công đột phá chí cao cảnh. Ma vô thiên hai tay khoanh tay, lạnh lùng mắt nhìn xuống trước người chúng ma, mở miệng nói, một đám phế vật, như lần kế, vẫn là như vậy bại cục, ta sẽ đích thân đem các ngươi bóp chết. Chúng ma nghe vậy. Đều là không khỏi thân thể run lên. Ma vô thiên, từ trước đến giờ là nói sao làm vậy, hắn nói chết, vậy thì nhất định sẽ giết. Cơ hồ không có ngoại lệ. Nhưng là ở đây là ma tộc còn sót lại tất cả chiến lực, còn dư lại ma tộc, hoặc là huyết mạch quá thấp các loại, hoặc là, cảnh giới quá kém,
thực lực không đủ, liền tham chiến tư cách, cũng không có. Có thể căn cứ trước kia những cái kia hy sinh ma tộc chiến sĩ, truyền về tin tức, nhân tộc Diệp Thần lãnh đạo quân kháng chiến, cũng không có nhiều như vậy à. Phải thế nào thắng? Duy nhất biện pháp, chính là hoàn toàn đánh bại quân kháng chiến sau đó, ở xâm lấn thần quốc, mở ra đại chu diệt. Cho nên, hạ đánh một trận, bọn họ phải thắng lợi, hơn nữa, còn được trong vòng thời gian ngắn, lấy giành thắng lợi. Lập tức, tất cả ma tộc mắt tím bên trong, cũng chào động khởi vô cùng thị huyết ánh sáng. Đây là, một người cùng một vẫy ma tộc không cùng, đôi mắt đen thui, hơn nữa không có mắt trắng ma tộc, hướng về phía ma vô thiên hỏi, bệ hạ, lần này tấn công, đại khái lúc nào, chúng ta phải như thế nào phân phối chiến lực? Ma vô thiên trầm giọng nói, cùng thời cơ tốt nhất. Ta tin tưởng vậy Diệp Thần cừu địch không chỉ chúng ta một cái, đợi đến thời gian thành thục, tất cả người, toàn lực tấn công thứ bảy thần quốc. Chúng ma nghe vậy, đều là sửng sốt một chút. Bệ hạ đây là muốn quyết đánh đến cùng, bất diệt thứ bảy thần quốc, thề không bỏ qua liền à. Ma tộc, tại sao mỗi lần phải đồng thời xâm lược thất đại thần quốc, mà không phải là tập trung lực lượng, trước đem một người trong đó công phá? Đây là bởi vì, không cho tất cả đại thần nước tự chữa vực ngoại phong ấn cơ hội. Ma tộc mỗi lần xâm lược, cũng sẽ ở vực ngoại cùng tất cả đại thần nước tiếp giáp chỗ, hai tộc, ở chỗ này phát sinh chiến đấu kịch liệt, đem sẽ xứ vực ngoại phong ấn, không ngừng hư hại, khó mà tu bổ. Có thể, tập trung công kích thứ bảy thần quốc, cũng không giống nhau. Nếu là ở bọn họ xâm lược thứ bảy thần quốc cùng linh võ đại lục thời gian, cái khác mấy đại thần nước, hoàn toàn cắt đứt cùng thứ bảy thần quốc liên lạc, đem thứ bảy thần quốc cùng linh võ đại lục, đày tới vực ngoại, hơn nữa đem vực ngoại phong ấn, thành công tu bổ nói, như vậy, bọn họ muốn lần nữa xâm lược cái khác mấy đại thần nước, chính là muôn vàn khó khăn. Khi đó, lại phải hao phí vô số thời gian, tới làm hao mòn vậy vực ngoại phong ấn, mới có cơ hội, lần nữa xâm lược. Dĩ nhiên, tất cả đại thần nước thật làm như vậy. Vậy thì chẳng khác nào là hy sinh thứ bảy thần quốc cùng linh võ đại lục lên vô số sinh linh, để đổi lấy cái khác mấy đại thần nước an toàn. Giờ phút này, vực ngoại vậy máu đỏ bầu trời bên trong, bỗng nhiên điện thiểm lôi minh, ma vô thiên liếc bầu trời một cái, quát to, toàn bộ lăn xuống đi, ta muốn bế quan một hồi. Vậy vạn chúng ma tộc nghe vậy, rối rít nói, ừm. Thứ nhất thần quốc, trong thần minh trong đại điện, lúc này, ngồi mấy đạo thân ảnh. Những người này, là tất cả đại thần nước trí cường giả, người bảo vệ, thần minh minh chủ. Bọn họ, tựa hồ đang thương nghị chuyện gì? Tống Kim Nghĩa ngừng mắt nhìn mặt mọi người bàng, mở miệng nói, căn cứ Diệp Thần phỏng đoán, lần kế ma tộc xâm lược, rất có thể sẽ đem toàn bộ binh lực, dốc vào ở thứ bảy thần quốc bên trên. Tất cả lớn người thần quốc nghe vậy, đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, thay thế Phong Thiếu Vũ. Trở thành thứ hai thần quốc chí cường Lý Minh nói ánh mắt chớp động mở miệng nói, Tống Huynh, cái này Diệp Công Tử, là như thế nào biết được chuyện này? Ma tộc như thế nào dụng binh, hắn không thể nào biết chứ? Hiện tại, bất kỳ chuyện, cũng là muốn nói chứng cớ. Tất cả mọi người là gật đầu một cái, không tệ, Diệp Thần mạnh mẽ, bọn họ đều có nghe thấy, có thể có mạnh hay không, cũng không thể tiên tri biết trước chứ. Tống Kim Nghĩa cười một tiếng nói, các vị chưa thấy được. Cái này mấy lần ma tộc thế công, quá yếu, quá dễ dàng ngăn cản sao? Những thứ này tất cả đại thần nước trí cường, đều là không khỏi thần sắc đông lại một cái, quả thật, cái này mấy lần ma tộc tấn công, và tin đồn bên trong, hoàn toàn bất đồng. Tống Kim Nghĩa nói, đây là bởi vì ma tộc, đem binh lực tập trung vào đối với thứ bảy thần quốc tấn công bên trên, cho nên mới sơ vu đối hắn sáu đại thần nước tấn công. Lý Minh nói nghe vậy. Nhưng là khá là khinh thường cười lạnh nói, đem binh lực tập trung ở thứ bảy thần quốc. Tống Huynh, người không nên nói đùa, nếu như nói như vậy, thứ bảy thần quốc đã sớm bị ma tộc xâm chiếm chứ. Ta biết, Diệp Thần rất mạnh, nhưng đối với Vác Thiên Ma cũng không phải là một mình đấu à, thứ bảy thần quốc tổng thể thực lực, căn bản không cách nào cùng chúng ta coi như nhau, làm sao có thể chống nổi ma tộc tập trung công kích. Tống Kim Nghĩa nhìn Lý Minh nói cặp mắt, mở miệng nói, Lý Huynh. Ngươi biết lần trước ma tộc xâm lược, thứ bảy thần quốc, đối mặt là cái gì không? Lý Minh nói nghe vậy, sắc mặt hơi chậm lại, lắc đầu nói, ta làm sao biết? Tống Kim Nghĩa nói, có thể ta lại biết, chúng ta thứ nhất thần quốc, lần trước thành tựu viện quân đi thứ bảy thần quốc chuyện, chắc hẳn, các ngươi cũng đã nghe nói.
Hắn dừng lại chốc lát, trầm giọng nói, số lượng là chúng ta gấp mấy chục lần thậm chí trăm lần, hơn nữa, còn có ba tên thiên thần cảnh đỉnh cấp ma tộc tướng lãnh. Tống Kim Nghĩa tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện, cũng lâm vào tĩnh mịch, cho dù là những thứ này tất cả nước trí cường, cũng làm chấn động tung. Điều này sao có thể? Thứ bảy thần quốc, mà lại ở kinh khủng như vậy thế công dưới, kiên trì nổi. Thật là khó tin. Tống Kim Nghĩa nhàn nhạt nói, quả thật, thứ bảy thần quốc tổng thể thực lực, không bằng chúng ta, chiến trường thế cục, thường thường cũng không phải một người có thể tả hữu, nhưng... sự việc, luôn có ngoại lệ, không phải sao? Mà Diệp Thần, chính là như vậy ngoại lệ. Hắn là một cái có thể lấy sức một mình, thay đổi toàn bộ chiến cuộc người đàn ông. Mọi người, hoàn toàn thử ra. Đây không phải là chiến thần, cái gì là chiến thần? Còn như Tống Kim Nghĩa nói láo. Đó là không thể nào, Tống Kim Nghĩa giàu gì cũng là thứ nhất thần quốc thần minh đứng đầu, làm sao có thể ở loại chuyện như vậy nói láo. Lý Minh nói cảm giác mình mặt mũi, có chút không nén giận được, nói sang chuyện khác, Tống Huynh, ngươi nói như thế nhiều, lần này triệu tập chúng ta tới đây, rốt cuộc không biết có chuyện gì. Tống Kim Nghĩa sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, nếu như đợt thứ ba xâm lược bắt đầu, giống như Diệp Thần nói, chúng ta tất cả nước, cũng không có gặp phải ma tộc công đánh, ta hy vọng, chúng ta có thể dẫn tất cả nước tinh nhuệ, trợ giúp thứ bảy thần quốc, chung nhau chống đỡ vậy vực ngoại ma tộc công kích. Cái gì? Lý Minh nói nghe vậy, trực tiếp đứng lên, xem người điên vậy nhìn Tống Kim Nghĩa nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nếu là thật như người theo như lời, thứ bảy thần quốc gặp phải vực ngoại ma tộc nhằm vào, vậy hắn tiêu diệt là khẳng định, chúng ta nên thừa dịp cái cơ hội, hoàn toàn đem thứ bảy thần quốc trục xuất, hơn nữa tự chữa tốt vực ngoại phong ấn mới là. Cái khác mấy đại thần nước trí cường, vậy rối rít đáp lại nói, không tệ. Thứ bảy thần quốc nếu đã định trước diệt vong, cần gì phải đem chúng ta, vậy kéo xuống nước đâu. Ta tán thành Lý Huynh cái nhìn. Đây là thứ bảy thần quốc mệnh, chúng ta đi, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đây là, một mực trầm mặc Trung Tề Hiên, đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trung Tề Hiên cân nhắc đánh giá cái này từng cái đứng ở tất cả nước đỉnh cấp võ giả. Nhàn nhạt nói, mỗi một lần, ma tộc xâm lược tất cả đại thần nước, chúng ta đều là tự mình chiến đấu, hậu quả của làm như vậy là cái gì? Hắn trong thanh âm, mang theo vẻ bi thương nói, mỗi một lần, đều sẽ có một cái thần quốc, bị ma tộc xâm chiếm, bị còn dư lại tất cả nước, liên hiệp trục xuất, các người biết cái này ý vị như thế nào không? Trung Tề Hiên trong mắt bên trong, thoáng qua một đạo lửa giận nói, chúng ta, đây là đang hy sinh đồng bào của mình. Đổi lấy mình mạng sống cơ hội à? Cái này, chính là các ngươi thân là võ giả kiêu ngạo, thân là tôn nghiêm của võ giả sao? Mọi người ở đây, nghe được Trung Tề Hiên dày, đều là đem tầm mắt rời đi, không dám cùng mắt đối mắt. Trung Tề Hiên lạnh lùng nói, nếu như lần này, thứ bảy thần quốc thất thủ, vậy lần kế thì sao? Hắn nhìn về phía thứ sáu thần quốc chí cường ấm giác nói, sẽ là thứ sáu thần quốc sao? Sau đó, là thứ năm thần quốc. Thứ tư thần quốc. Trung Tề Hiên lắc đầu nói, như vậy, tất cả đại thần nước diệt vong, chỉ là sớm muộn chuyện mà thôi, các ngươi phải rõ ràng, luân hồi chi chủ đã chết, chúng ta không có ai bảo vệ. Đồng thời, các ngươi hẳn vui mừng, lần này đối kháng ma tộc, chúng ta có Diệp Thần. Hắn cặp mắt bên trong, chợt bộc phát ra một hồi ánh sáng nói, cái này, có lẽ là duy nhất một lần, thần quốc có thể chân chính đem vực ngoại thiên ma diệt tuyệt, đem ma hoàng tiêu diệt. Vĩnh tuyệt hậu hoạn cơ hội liền à. Phục ma điện. Đột nhiên, hấp thu tử tiêu thạch Diệp Thần khí tức quanh người rối loạn. Phốc, một hơi máu tươi đỏ thấm trực tiếp khạc ra. Luyện hóa quá nhiều đá tử tiêu, coi như là hắn vậy không chịu nổi. Tử tiêu đá cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào chịu đựng quá nhiều năng lượng. Kiếm hồn vào lúc này mở miệng nói, trước đây người hấp thu tử tiêu đá, trong cơ thể chịu đựng năng lượng quá mức khổng lồ. Dưới mắt không thể tiếp tục hấp thu. Diệp Thần con người đông lại một cái, gật đầu một cái, đem rất nhiều đá tử tiêu thu cất. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi cách không xa lò đỉnh bên trên. Lúc ấy vốn dự định luyện hóa đau buồn tím bát vàng, nếu không phải thiên ma xuất hiện, có thể đã sớm kết thúc. Hôm nay, liền đem chưa xong sự việc kết thúc đi, Diệp Lăng Thiên mạnh mẽ đối với ta lại nói, là chuyện tốt. Trong lò, vẫn cháy thịnh vượng ngọn lửa kính quang, Diệp Thần ánh mắt híp lại, sử dụng đau buồn tím bát vàng, ném vào.
Một viên cổ đế đan còn chưa đủ, Diệp Thần dự định lại luyện chế một kiện binh khí, giao cho Diệp Lăng Thiên. Oanh! Pháp lực bơm vào dưới, lò bên trong đỉnh Huyền Diễm và Tử Tiêu Hàn Diễm, bộc phát ra càng nóng rực ánh lửa, không ngừng đốt cháy đau buồn tím bát vàng, mà Lục Dương Thần Hỏa Giám, vậy điên cuồng thả ra từng luồng sáng chói kính quang, chiếu sáng ở tím bát vàng phía trên. Diệp Thần dự định đúc lại tím bát vàng, luyện chế thành một cái súng. Nhưng mà, đau buồn tím bát vàng chất liệu, so với thần đế thân thể lợi hại được nhiều, ở Huyền Diễm, Tử Tiêu Hàn Diễm, Lục Dương Thần Hỏa Giám tầng 3 thiêu hủy xuống, lại có thể không có chút nào biến hình hình dáng. Hồng Mông Chí Bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không có gì kinh ngạc, hết thảy đều ở đây ý hắn liệu bên trong. Long Viêm Thần Mạch, mở. Hạ một sát, Diệp Thần một tiếng khẽ quát, trực tiếp mở Long Viêm Thần Mạch. Ông! Nóng rực viêm bia, trôi lơ lửng ở Diệp Thần sau ót. Từng luồng viêm mang, không ngừng từ viêm bia thả ra, cuối cùng oanh một tiếng, hóa thành một cái toàn thân đỏ thẫm, vô cùng thần tuấn hỏa long. Hống! Hỏa long ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra chấn động cửu tiêu thanh âm, từng luồng ngọn lửa kinh khủng hơi thở, từ thân rồng trên tràn ngập ra, mơ hồ tới giữa. Còn có một chút mịt mờ luân hồi huyền khí, không ngừng cổn đáng trước. Luân hồi vô cực, phi long ở trên trời, đi. Diệp Thần một nặn dấu tay, hỏa long quanh quẩn trên không trung một vòng, lăng không hạ xuống, rơi vào lò bên trong. Trong lò, Huyền Diễm và Tử Tiêu Hàn Diễm năng lượng, bỗng nhiên mãnh liệt, ánh lửa đổi được kịch liệt hơn. Long Viêm Thần Mạch, đại biểu thiên địa ngọn lửa chí cao sức mạnh to lớn. Hỏa long dáng thế, có thể thật to tăng lên các loại thần hỏa uy lực. Ở hỏa long bao phủ xuống, Huyền Diễm và Tử Tiêu Hàn Diễm, tựa hồ cũng lột xác, ánh lửa cuồn cuộn, thần uy lẫm lẫm, không ngừng đốt cháy đau buồn tím bát vàng. Mà Lục Dương Thần Hỏa Giám, ở Long Viêm Thần Mạch dưới sự kích thích, vậy bùng nổ càng sáng chói kính quang, tựa hồ muốn xuyên qua hết thảy. Ở hung mãnh thần hỏa kính quang trích đốt hạ, đau buồn tím bát vàng bị đốt đến đỏ bừng. Dần dần có nóng chảy dấu hiệu. Luân hồi huyền khí, mở. Thấy vậy, Diệp Thần trong lòng mừng thầm, lại lần nữa thúc giục Long Viêm Thần Mạch năng lượng. Hắn kinh mạch bên trong, mơ hồ tản mát ra một món khí thức cổ xưa, đó là luân hồi huyết mạch có 102 huyền ảo lực, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng ác liệt, vô cùng bá đạo. Suy suy suy. Ở nơi này cổ luân hồi lực lượng trấn áp xuống, đau buồn tím bát vàng suy suy toát ra khói trắng. Dần dần dung hóa thành một đoàn thiết nước ép cương thủy, trôi lơ lửng ở lò thang bên trong. Diệp Thần đang muốn động tác kế tiếp, nhưng đầu óc bên trong, bỗng nhiên sản sinh ra hiểu ra, kiếp trước luân hồi đại đạo, không ngừng thiểm lược mà qua. Hắn lòng bàn tay, lần nữa nổi lên từng luồng phức tạp luân hồi văn lạc, sau lưng hư không, mơ hồ nổi lên một đạo luân hồi chi bàn hư ảnh. Cái này, đây là... Diệp Thần cắn răng, nhất thời cảm thấy đầu đau nhức. Kiếp trước luân hồi lực lượng, không ngừng hồi phục, mơ hồ tới giữa, hắn thậm chí thấy được lục đạo luân hồi pháp bí ẩn. Lần trước ở chiêu võ mộ phủ, hắn thiếu chút nữa thì lĩnh ngộ, đáng tiếc bị đánh gãy. Lần này, luân hồi cảm ngộ lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa so sánh với lần còn muốn hung mãnh. Diệp Thần đầu óc, cơ hồ muốn biến dạng, đau vô cùng đau. Hắn cả người máu, vậy đang không ngừng sôi trào, điên cuồng cổn đáng. Ta là luân hồi chi chủ, nắm trong tay chư thiên, định luân vạn giới. À, tâm ma đại chú kiếm, đế thích thiên, ngươi. Đảm nhiệm, ta đã có quyết đoán. Huyền cơ nguyệt, ngươi dám giết ta. Thiên hoàng địa lão, nhanh tới bảo vệ. Ta sẽ không chết, đợi ta luân hồi sống lại, nhất định giết trên 9 tầng trời, lấy ngươi máu tươi tế kiếm. Từng đạo cổ xưa thanh âm, không ngừng ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên. Kiếp trước từng bức họa, như nước thủy triều nổi lên, không ngừng xen lẫn qua lại, cơ hồ đem hắn đầu óc, xé thành mảnh vỡ. Đau đớn kịch liệt, phân bố quanh thân. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, ánh mắt cơ hồ muốn chảy ra máu tươi, từng cây một sợi tóc tung bay, sau lưng luân hồi chi bàn hư ảnh, dần dần đổi được chân thực. To lớn luân hồi chi bàn, rốt cuộc thành hình, toàn thân tản mát ra từng tia cuồn cuộn thần quang, luân bàn bên bờ chậm rãi chuyển động. Tựa hồ muốn phai mở chư thiên đại đạo, đúng phiến vũ trụ tinh không, hết thảy đủ loại, tựa hồ cũng muốn thần phục ở luân hồi uy nghiêm hạ. Kinh khủng luân hồi hơi thở, điên cuồng tản mát ra, thậm chí dẫn phát đáng sợ thiên địa dị tượng.
mặt đất sơn hà, có vô số âm hồn gào khóc, tựa hồ sợ rơi vào luân hồi. Trên bầu trời, nhưng là kim quang sáng chói, thần uy cuồn cuộn, có vô số kim giáp thiên thần, giáp bạc thiên thần, thần phù chiến tướng, tuần thiên phi tương, nện chống trận, thổi kèn hiệu, gõ pháp la, cao giọng ngâm sướng, hiện ra cao nhất uy vũ thở mạnh voi. Bốn phương chân trời, lại là bay hoa phiêu vũ, thụy khí cuồn cuộn, có từng cái dáng người uyển chuyển thiên nữ, ở nũng nịu cười vui, nhẹ nhàng múa lên, nhất phái tiên khí mạnh mẽ hình dáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong truyền thuyết Ý Văn Đại Đế, đã xuất thế? Lớn như vậy khí tượng, có thể thật sự là Ý Văn Đại Đế xuất thế. Phục Ma Điện bên trong, vô số người khiếp sợ. Cái này khoáng đạt khí tượng, bao trùm thiên địa sơn hà, vô cùng cuồn cuộn, bọn họ căn bản không có phát hiện, khí tượng ngọn nguồn ngay tại Phục Ma Điện bên trong, còn lấy là ở bên ngoài. Mà thần quốc biên giới, vô số thế lực cũng nhìn thấy cái này động trời khí tượng. Thiên ma đại kiếp buông xuống, thiên địa khí vận hỗn loạn, truyền thuyết thượng cổ Ý Văn Đại Đế, đạt được thiên địa chiếu cố, muốn hồi phục xuất thế, lần nữa bình định thiên ma đại họa. Chẳng lẽ dưới mắt khoáng đạt khí tượng, là Ý Văn Đại Đế đưa tới? Ý Văn Đại Đế xuất thế, sợ là thời tiết muốn thay đổi. Mọi người rối rít suy đoán, tất cả ánh mắt chỉ hướng Ý Văn Đại Đế. Ý Văn Đại Đế, là thượng cổ một trong thất đại thần đế, đã sớm chết. Và phổ thông đại đế không cùng, hắn là văn võ kiêm toàn tồn tại, ở thời đại thượng cổ, từng lập đức lập ngôn, giáo hóa man tộc, truyền thừa thánh nhân đại đạo, lập được vô thượng công đức. Cho nên, hắn mặc dù đã chết, nhưng thánh nhân giáo hóa đại công đức, vẫn lưu tồn tại giữa trời đất, sớm muộn có hồi phục cơ hội. Diệt thế đại kiếp sắp đến, thiên địa khí vận hỗn loạn, thần quốc lưu truyền truyền thuyết, Ý Văn Đại Đế muốn hồi phục xuất thế, bình định đại họa, hắn hạ xuống. Đem sẽ trở thành là thiên ma ác mộng. Tất cả mọi người đều lấy là, Ý Văn Đại Đế hồi phục, hắn xuất thế, dẫn phát động trời thở mạnh voi, nhưng không ai nghĩ đến, đây thật ra là Diệp Thần đưa tới. Diệp Thần xảy ra chuyện. Vậy mà lúc này, thần cực tông Sơn Môn, một cái đàn bà xinh đẹp nhìn bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Người phụ nữ này, chính là Tử Ngưng. Nàng chẳng biết lúc nào, đã trở lại thần cực tông. Nhìn trời trên khoáng đạt thở mạnh voi, tất cả mọi người đều lấy là, đây là Ý Văn Đại Đế xuất thế đưa tới. Nhưng là, Tử Ngưng mơ hồ tới giữa, cảm thấy trong cơ thể linh bia dị động. Vào giờ khắc này, nàng mơ hồ dâng lên một chút dự cảm bất tường. Diệp Thần xảy ra chuyện. Cái này khoáng đạt thở mạnh lưng voi sau đó, cất giấu ngập trời hung hiểm. Diệp Thần có thể phải chết. Lúc này, Phục Ma Điện bên trong. Diệp Thần sau lưng, luân hồi chi bàn không ngừng xoay tròn, sắc bén bên nhận tựa hồ muốn cắt hết thảy, cắn nát hết thảy, nghiền diệt hết thảy, hơi thở đặc biệt đáng sợ. Rào. Một món luân hồi ánh sáng, bỗng nhiên thả ra ngoài, rơi vào lò bên trong. Vậy một đoàn thiết nước ép cương thủy, ngay tức thì bị tạo thành liền một cán súng, thân súng chạm chỗ cổ xưa luân hồi hoa văn, toàn thân toát ra lau một cái lau sáng chói tím kim thần quang, hiện ra vô cùng ác liệt mũi nhọn. Chỉ là trong nháy mắt, cái này đau buồn tím bát vàng nước, liền bị đúc lại thành một cán súng. Luân hồi lực lượng, chân thực quá mức đáng sợ, đúc lại hồng mông chí bảo, không phí nhiều sức. Nhưng mà, Diệp Thần nhìn một màn này, cũng không có gì mừng rỡ hình dáng. Sau lưng luân hồi chi bàn, chân thực quá nặng nề, như một viên tinh cầu khổng lồ, hung hăng áp chế hắn, hắn liền đứng cũng không làm được, thân thể trực tiếp bị đè được ngã xuống, thở hổn hển liên liên. Luân hồi chi bàn mũi, không ngừng xoay tròn gian, hắn quanh thân kinh mạch, tựa hồ vậy gặp phải cắt kim loại, đơn giản là đau tê tâm liệt phế đau, cơ hồ đau muốn chết đi qua. Đây chính là luân hồi lực lượng. Diệp Thần cắn răng, răng cũng cắn ra máu tươi, cả người gân xanh nổi lên. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn đã chạm tới kiếp trước lực lượng. Sau lưng hắn luân hồi chi bàn, đại biểu truyền thuyết bên trong, 33 thiên hồng mông cổ pháp. Chí cao vô thượng tồn tại, lục đạo luân hồi pháp. Đã từng, Diệp Thần nằm mộng cũng nhớ hồi phục kiếp trước huyết mạch, nắm giữ lục đạo luân hồi pháp bí ẩn. Nhưng giờ phút này, làm luân hồi thật hạ xuống, hắn mới phát hiện mình là biết bao nhỏ bé. Lấy hắn hỗn độn cảnh 6 tầng thiên thực lực, căn bản không chịu nổi lục đạo luân hồi pháp thiên uy. Môn thuật pháp này, chân thực quá mạnh mẽ, quá khủng bố, quá đáng sợ.
Đây là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, cường đại nhất tồn tại, uy lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Cũng là truyền thuyết bên trong, giữa trời đất cường đại nhất thuật pháp, chỉ cần tu luyện tới đỉnh cấp, thậm chí có thể dò ngó gặp căn nguyên, diễn hóa thành cao nhất nguyên thuật, nghiền ép hết thảy, siêu thoát hết thảy, đơn giản là vô địch. Như thế vô địch thuật pháp, không thích hợp quá sớm lĩnh ngộ, nếu không tự thân không cách nào gánh vác. Nhưng giờ phút này, Diệp Thần nhưng là bắt được luân hồi bí ẩn, luân hồi chi bàn xuất hiện, tượng trưng cho lục đạo luân hồi pháp hạ xuống. Nhưng mà, lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản không chịu nổi luân hồi uy áp, sắp phải bị luân hồi chi bàn sống sờ sờ đè chết. Luân hồi huyền bi, sắc. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần trần bia, phong bi, ám bia, cũng phóng thích ra ngoài, phối hợp viêm bia, bốn khối luân hồi huyền bi, không ngừng tách thả ra thần quang, ngăn cản luân hồi chi bàn đánh vào. Ở luân hồi huyền bi ngăn cản, Diệp Thần áp lực giảm xuống, nhưng vẫn không chịu nổi, chỉ là tạm thời trì hoãn chết thời gian. Thằng nhóc, không có sao chứ. Luân hồi mộ địa bên trong, Tô Nhược Hy và Thái Cổ Đan Tôn cũng phát ra nặng nề thanh âm, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy, liền chạm được kiếp trước bí ẩn. Hắn tu vi, còn quá nhỏ yếu, nhanh như vậy xuyên qua kiếp trước, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lần này luân hồi chi bàn hạ xuống. Đơn giản là muốn chấn áp hết thảy, tiêu diệt hết thảy, ngăn cản cũng không ngăn nổi. Bọn họ lật đật đem tự thân linh lực, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Giao. Diệp Thần quanh thân thần quang sáng chói, miễn cưỡng ngăn cản luân hồi chi bàn đánh vào. Nhưng là, luân hồi chi bàn bên bờ, vậy bén nhận mang, không ngừng chuyển động, đem hắn quanh thân thần quang, một tấc tấc phai mờ, cuối cùng vẫn là phải đem hắn nghiền diệt, hắn căn bản không cách nào né tránh. Coi như mượn luân hồi đại năng lực lượng, cũng chỉ là thoáng trì hoãn thời gian thôi. Chẳng lẽ, ta nếu như vậy chết đi? Diệp Thần ánh mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy luân hồi lực lượng, chân thực quá mức đáng sợ, thật là không thể ngăn trở, hắn vô luận như thế nào, cuối cùng đều phải bị nghiền giết, không có chút nào sống sót có thể. Điện chủ xảy ra chuyện. Phục Ma Điện bên trong, Diệp Lăng Thiên mới vừa thu xếp ổn thỏa, nhìn bên ngoài thở mạnh voi. Mơ hồ tới giữa, trong lòng hắn bất an. Hắn là Diệp Thần cánh tay phải cánh tay trái, đi theo Diệp Thần không biết thời gian bao lâu, đã sinh ra một chút thần giao cách cảm liên lạc. Diệp Thần một gặp phải nguy hiểm, hắn trong sâu thẳm, thì có cảm ứng. Không được, ta phải đi xem. Diệp Lăng Thiên sắc mặt ngưng trọng, đi nhanh hướng luyện bảo điện. Luyện bảo trong điện, hơi thở niêm phong, Diệp Thần vì khiêm tốn luyện chế cổ đế đan. Niêm phong liền trong đại điện hơi thở, cho nên người ngoài cũng không có phát hiện dị thường. Điện chủ, người thế nào? Diệp Lăng Thiên lập ở ngoài điện, cao giọng kêu lên, nhưng cũng không có được đáp lại. Không tốt, thật xảy ra chuyện. Hắn mặt liền biến sắc, một cước đá văng ra đền cửa. Một cổ vô cùng hung hãn, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng luân hồi hơi thở, ngay tức thì đập vào mặt. Diệp Lăng Thiên ngây dại. Chỉ cảm thấy luân hồi thần uy chấn áp, liền đứng đều không thể, lại không tự chủ được quỳ xuống. Hắn liền thấy, tại đại điện bên trong, lơ lửng một cái kinh khủng luân bàn, từng tia hắc khí, từng luồng thần quang, hoàn mỹ dung hợp, không ngừng lưu chuyển, vô cùng vô tận hung hãn hơi thở, không ngừng từ như bánh xe trên khai tản mát ra, tựa hồ liền thánh tổ cảnh cao thủ, đều phải phai mờ, đặc biệt đáng sợ. Ở trong một cái chớp mắt này, Diệp Lăng Thiên tựa hồ cảm thấy, mình đã rơi vào luân hồi, vĩnh viễn, không được siêu thoát. Mà Diệp Thần, ở luân hồi chi bàn dưới áp chế, đã ngã xuống đất không dậy nổi, gương mặt vô cùng trắng bệch, tựa hồ tùy thời có thể chết đi, hình dáng rất là nguy cấp. Nhưng Diệp Lăng Thiên, nhưng không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần chịu khổ. Lăng Thiên. Diệp Thần khó khăn mở mắt ra, thấy Diệp Lăng Thiên tới, cắn răng, nói, mau rời đi nơi này, nếu không ngươi cũng phải chết. Luân hồi chi bàn thiên uy, chân thực quá mức khủng bố, đừng nói Diệp Lăng Thiên, coi như thượng cổ thần đế đích thân tới, cũng không đỡ được. Viên đan dược này, còn có cái này cầm súng, ta đưa cho ngươi, ngươi đi mau. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, vung tay lên, đem cổ đế đan và đau buồn tím kim thương, đều giao cho Diệp Lăng Thiên, thúc giục hắn đi mau. Cái này cổ đế đan, hàm chứa vô thượng thần đế hơi thở, Diệp Thần võ đạo khác với người thường. Đan dược này đối với hắn không dùng, nhưng nếu như Diệp Lăng Thiên ăn, đủ để lột xác. Còn có cái này đau buồn tím kim thương,
là Phật môn chí bảo đúc lại mà thành, hơn nữa quán chú luân hồi lực lượng, mũi nhọn đặc biệt ác liệt, tuyệt đối là một kiện binh khí nghịch thiên, giao cho Diệp Lăng Thiên sử dụng, như hổ thêm cánh, đối với hắn rất có ích lợi. Phốc! Nhưng là, cổ đế đan và đau buồn tím kim thương, rơi vào Diệp Lăng Thiên trước mặt, hắn cũng không lực tiếp nhận, ở luân hồi chi bàn hơi thở nghiền ép hạ, hắn trực tiếp hộc máu, ngã xuống đất ngất xỉu. Lăng Thiên, không nghĩ tới lại liên lụy ngươi. Diệp Thần nhất thời cười khổ, xem ra ngày hôm nay, Diệp Lăng Thiên cũng phải cấp hắn chôn theo. Mang vô tận hắc ám, vô tận thần uy luân hồi hơi thở, quanh quẩn toàn bộ luyện bảo điện, Diệp Thần vậy dần dần rơi vào hôn mê, thế giới trước mắt một phiến hắc ám. Nếu như hắn bỏ mình, luân hồi lực lượng, đem hoàn toàn mất khống chế. Cái này luân hồi chi bàn, đem giống như nhật nguyệt vậy bay lên không, trở thành chư thiên vạn giới ác mộng, đến lúc đó, nơi có sinh linh, đều phải dần dần rơi vào luân hồi, không được siêu thoát. Đây chính là lục đạo luân hồi pháp khủng bố. Nếu như không có người khống chế, lục đạo luân hồi mất khống chế, chư thiên vạn giới đều phải tiêu diệt. Ở kiếp trước, vô số người nhằm vào Diệp Thần, muốn nhìn hắn chết, chính là bởi vì hắn nắm trong tay lực lượng, chân thực quá mức khổng lồ. Tay cầm luân hồi, ngang hàng chúa tể thiên địa vạn vật sống chết. Vận mạng lực lượng, thượng khả cãi lại. Nhưng luân hồi lực lượng, không thể nghịch chuyển. Ở kiếp trước, luân hồi chi chủ có một câu châm ngôn, nghịch thiên thượng có sinh cơ, nghịch ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Câu này châm ngôn, tượng trưng cho luân hồi uy nghiêm, là không thể nghịch chuyển, không thể cãi lại tồn tại. Chỉ là, năm tháng tang thương, Diệp Thần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mình ngày hôm nay, lại bị luân hồi cắn trả. Thân tử đạo tiêu sắp tới. Hắn nếu như chết, luân hồi mất khống chế, chư thiên vạn giới, đều phải cho hắn chôn theo. Phần này tội nghiệt, thật sự là không cách nào tưởng tượng nặng nề, hắn không thể nào lại còn sống lại cơ hội. Ở trong bóng tối vô tận, Diệp Thần tựa hồ thấy được một chút rực rỡ, một đạo bóng đẹp. Một cái xinh xắn cô gái, xuất hiện ở Phục Ma Điện, từng bước một đến gần, chính là Tử Ngưng. Đáng chết, cái này lại là lục đạo luân hồi pháp thần uy. Tử Ngưng đi tới luyện bảo trước điện, cảm thụ chung quanh vô tận kinh khủng luân hồi hơi thở, hoàn toàn kinh hãi. Đây là lục đạo luân hồi pháp hơi thở. Luân hồi lực lượng, đủ để táng diệt chư thiên, không có người có thể ngăn cản. Muốn nắm giữ lục đạo luân hồi pháp, ít nhất cũng phải có thánh tổ cảnh thực lực. Mà Diệp Thần, chỉ có chính là hỗn độn cảnh 6 tầng thiên, nhanh như vậy thức tỉnh luân hồi, căn bản không cách nào khống chế, thậm chí liền mình đều phải bị cắn trả. Từng cơn luân hồi uy áp tấn công tới, Tử Ngưng mặt đẹp ngưng trọng, đầu ngón tay huy động gian, từng luồng ánh sáng tím thả ra, trong miệng khẽ kêu nói. Tử Kiếm Thiên Thư, mở. Liền gặp một bản cổ xưa cuốn sách, từ Tử Ngưng trong cơ thể nổi lên. Cuốn sách bên trên, mây tía hòa hợp, mặt bìa in Tử Kiếm Thiên Thư 4 chữ, trang sách rào rào thay đổi gian, cũng không gặp một chữ. Lại là một bản vô tự thiên thư. Nguyên lai Tử Ngưng cái này bản Tử Kiếm Thiên Thư, chính là Đao Kiếm Nhật Nguyệt một trong 4 cuốn thiên thư, hàm chứa kiếm đạo thủy nguyên, vô cùng lợi hại. Trên người nàng có 2 cái thiên đại bí mật. Một cái chính là luân hồi huyền bi kéo dài nàng sinh mạng. Một cái khác, chính là nàng ra đời thì có một bản vô tự thiên thư. Tử Kiếm Thiên Thư, nàng mẫu thân khi còn sống, không để cho nàng phải đem hắn nói cho người bất kỳ. Cho dù là nàng người tín nhiệm nhất. Cho nên Tử Ngưng cũng không có nói cho Diệp Thần. Mà hiện tại, Tử Kiếm Thiên Thư ở trên tay nàng, đáng tiếc nàng không có Hạ Nhược Tuyết tốt như vậy cơ duyên, cho tới nay cũng không có lĩnh ngộ Thiên Thư bí ẩn. Mặc dù còn không có lĩnh ngộ, nhưng nàng huyết mạch, đã hoàn toàn và Tử Kiếm Thiên Thư liên lạc chung một chỗ, cái này Tử Kiếm Thiên Thư thành nàng bổn mệnh pháp bảo, có vô cùng mạnh mẽ hộ thân hiệu quả. Tử Kiếm Thiên Thư vừa ra, đạo đạo ánh sáng tím bảo vệ. Nhất thời chặn lại luân hồi hơi thở nghiền ép. Diệp Thần, ta tới cứu ngươi. Tử Ngưng nhìn Diệp Thần cực khổ hình dáng, nội tâm bi thương, vành mắt huyễn nhiên muốn khóc, từng bước một đi tới Diệp Thần bên người, đem hắn đỡ dậy. Diệp Thần hôn mê dưới, mơ hồ cảm thấy một hồi mềm mại thơm ngán xúc cảm, hơi hí ra ánh mắt, thấy được Tử Ngưng gương mặt, nhất thời ngây dại. Tử Ngưng, là ngươi. Hắn chỉ lấy vì mình lúc sắp chết, xuất hiện ảo giác. Đừng nói chuyện. Tử Ngưng cắn răng, ôm thật chặt Diệp Thần thân thể, chỉ cảm thấy da hắn, lạnh như băng
tựa hồ liền sức sống cũng mất đi, tình huống hung hiểm vô cùng. Linh bia, ra. Tử Ngưng quyết định thật nhanh, sử dụng linh bia, từng trận sáng chói linh quang, nhất thời nổi lên. Mà ở nơi này cổ linh quang bồi bổ hạ, Diệp Thần tinh thần bỗng rung lên, hơi thở khôi phục rất nhiều. Trong cơ thể hắn, đã có trần bia, phong bi, viêm bia, ám bia, hơn nữa còn có độc bia cổ độc thần mạch lực lượng, nếu như lại cho hắn một khối linh bia, hắn tuyệt đối lớn hơn lớn lột xác, đến lúc đó, đủ để ngăn cản luân hồi chi bản uy áp, thành công nắm trong tay lục đạo luân hồi pháp lực lượng. Khối này linh bia, người cầm đi. Tử Ngưng cắn răng, vành mắt cơ hồ muốn nhỏ xuống nước mắt, nàng cũng rất rõ ràng, muốn ngăn trở luân hồi chi bản uy áp, chỉ có dựa vào linh bia. Linh bia, không, đây là người kéo dài tánh mạng đồ, người còn chưa hoàn toàn bước vào hỗn độn, ta làm sao có thể muốn. Diệp Thần Đoạn Tuyệt lắc đầu một cái, hắn rất rõ ràng, Tử Ngưng một mực dựa vào linh bia kéo dài tánh mạng, nếu như hắn lấy đi linh bia, Tử Ngưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng lo lắng ta, ta tuy muốn lệ thuộc vào linh bia, nhưng ta còn có một nơi bí mật, ta có Tử Kiếm Thiên Thư, phối hợp thực lực bây giờ, coi như không có linh bia, ta cũng không sẽ chết. Tử Ngưng khẽ mỉm cười, quanh thân lơ lửng Tử Kiếm Thiên Thư, không ngừng tản mát ra sáng chói thần quang. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới trong truyền thuyết Tử Kiếm Thiên Thư, lại có thể rơi xuống Tử Ngưng trên tay. Nếu như nàng có thể lĩnh ngộ Tử Kiếm Thiên Thư, đích xác có thể nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn thoát khỏi linh bia ảnh hưởng. Bước vào hỗn độn chỉ có thể không để cho nàng bị linh bia áp chế, nhưng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi chỗ chết. Nhưng Tử Kiếm Thiên Thư cũng không giống nhau. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, trên người nàng không có nguyên khí, không có như vậy siêu thoát hết thảy, trấn áp hết thảy thủy nguyên hơi thở. Hiển nhiên, nàng mặc dù có thiên thư, nhưng còn không có luyện thành. Không, ngươi không cần gạt ta, ngươi còn không có luyện thành thiên thư, nếu như linh bia cho ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần lắc đầu một cái, coi như mình chết đi, vậy không muốn nhìn thấy Tử Ngưng xảy ra chuyện. Oanh! Luân hồi chi bản uy áp, càng ngày càng hung mãnh. Hu hu hu! Ở giữa thiên địa, nổi lên kịch liệt gió bão. Vậy chư thiên khoáng đạt thở mạnh voi, tản đi hết. Trên 9 tầng trời, nhất thời bao phủ tầng tầng khói mù, kinh khủng tai họa hơi thở đang lan tràn, tựa hồ ngày tận thế muốn hạ xuống. Diệp Thần rên lên một tiếng, ở luân hồi chi bàn dưới áp chế, lại lần nữa ngã xuống đất, cơ hồ rơi vào choáng váng mê. Luân hồi chi bàn, sắp muốn mất khống chế, đến lúc đó, chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, vô số chủng tộc sinh linh, đều phải cho Diệp Thần chôn theo. Diệp Thần, Tử Ngưng quát to một tiếng, mắt đẹp chuyển động gian, vậy biết rõ tình hình nghiêm trọng. Một khi Diệp Thần chết, luân hồi tàn phá, cục diện đem không cách nào thu thập. Tay nàng chỉ rạch một cái, nơi cổ tay vạch ra một vết thương, từng luồng dịu dàng máu tươi, nhất thời dòng nước chảy ra. Diệp Thần, dù sao cũng không nên xảy ra chuyện. Tử Ngưng thanh âm mang nức nở, đem tự thân máu tươi, đút cho Diệp Thần. Máu tươi này bên trong, hàm chứa linh bia lực lượng. Nàng rất rõ ràng, nếu như trực tiếp cầm linh bia giao cho Diệp Thần tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Hiện tại, nàng không thể làm gì khác hơn là lấy máu nuôi Diệp Thần, hy vọng mình máu tươi, có thể để cho Diệp Thần vượt qua kiếp này. Diệp Thần chỉ cảm thấy cổ họng thịt sống ngọt, Tử Ngưng máu, không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn. Tử Ngưng. Diệp Thần hơi hí ra mắt, nhìn Tử Ngưng gương mặt, nhưng là nổi lên tái nhợt hình dáng, hiển nhiên tiêu hao to lớn. Máu tươi này, hàm chứa Tử Ngưng trong huyết mạch tinh thuần hơi thở, còn có linh bia hơi thở, nàng không giữ lại chút nào đút cho Diệp Thần, tuyệt đối muốn yếu ớt mà chết, không có sống sót có thể. Không, mau dừng tay. Diệp Thần nội tâm kêu to, nhưng nửa choáng váng nửa tỉnh tới giữa, nhưng kêu không lên tiếng, ánh mắt gắt gao trợn to. Tử Ngưng lấy máu tươi nuôi, thật ra thì và trực tiếp dâng ra linh bia, vậy không có gì khác biệt. Hai người khác biệt. Là Diệp Thần sẽ không tiếp nhận linh bia, nhưng máu tươi này nuôi, hắn muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp, chỉ có thể một chút xíu cắn nuốt. Ở Tử Ngưng máu tươi bồi bổ hạ, nhất thời, Diệp Thần huyết mạch trong cơ thể lực lượng, thật to hồi phục, trần bia, phong bi, viêm bia, ám bia, cũng toát ra vô cùng sáng chói thần mang. Cái này thần mang lững lờ gian, nhưng là hàm chứa một chút linh bia hơi thở. Tử Ngưng máu tươi, hoàn toàn phát huy ra hiệu quả.
Diệp thần luân hồi huyền bi, khí mang bạo tăng, nhất thời chặn lại luân hồi chi bản đánh vào. Ô, mà trên bầu trời, vậy khói mù mây đen vậy tiêu tản mát. Luân hồi chi bàn một chút xíu hạ xuống, cuối cùng rơi vào Diệp thần trên mình. Nhưng bởi vì luân hồi huyền bi bảo vệ, Diệp thần cũng không có bị nghiền nát, thành công đón nhận luân hồi chi bàn, hoàn toàn dung hợp. Theo luân hồi chi bàn dung hợp, Diệp thần lòng bàn tay luân hồi văn lạc, ánh sáng rực rỡ hoàn toàn tách thả ra, trong cơ thể truyền ra ầm ầm tiếng sấm, quanh thân kinh mạch kịch liệt chấn động, tựa hồ muốn nổ tung. Thật may, hắn mới vừa hấp thu tử ngưng máu tươi. Máu tươi kia bên trong, hàm chứa linh bia hơi thở, mà linh bia, có vô cùng mạnh mẽ hiệu quả trị liệu. Dựa vào linh bia lực lượng, Diệp thần cũng không có bị chấn động tổn thương, rất nhanh ổn định luân hồi hơi thở. Chư thiên lục đạo, luân hồi bất tức. Lục đạo người, thiên nhân hóa sinh nói, Atula đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, nhân đạo là ta. Khi còn sống thiện ác, định sau khi chết đạo luân. Các loại phúc báo. Nghiệp báo, nhân quả, tội nghiệt, tự có định số. Xác thân không phải ta, gia pháp đều là đắng, tin ta luân hồi, là có vô tướng, là có nhan sắc, là có bầu tương, vô trần vô cấu, được lớn siêu thoát, bình an vĩnh lạc. Từng đạo vang dội ngâm sướng, ở Diệp thần đầu óc bên trong quanh quẩn. Vào giờ khắc này, lục đạo luân hồi pháp các loại diệu quyết, không ngừng ở hắn đầu óc bên trong thoáng qua. Vô cùng tinh thâm, vô cùng huyền ảo. Vô cùng phức tạp pháp quyết, để cho Diệp thần ngay tức thì kinh hãi. Cái này lục đạo luân hồi pháp, so với thiên long bát thần âm, pháp hoa tịch diệt thiên, bát quái thiên đan thuật cộng lại, còn phức tạp hơn trên trăm lần, thật là không phải là người có thể lãnh ngộ. Nếu như không phải là hắn kiếp trước huyết mạch hồi phục, coi như cầm lục đạo luân hồi pháp nguyên thủy ngọc giản, vô căn cứ đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng không thể học biết, chân thực bởi vì là quá phức tạp, quá thâm ảo. Không hổ là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, lợi hại nhất tồn tại, quả nhiên huyền ảo vô cùng. Diệp thần thầm kinh hãi, cái này lục đạo luân hồi pháp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, quan hệ đến chư thiên vạn vật sống chết nhân quả, có thể nghiền diệt hết thảy, tạo hóa hết thảy, đơn giản là coi trời bằng vung. Diệp thần, người không sao. Một đạo nhẹ nhàng kêu gọi, từ tử ngưng trong miệng phát ra. Tử ngưng. Diệp thần phục hồi tinh thần lại, nhưng gặp tử ngưng gương mặt trắng bệch, cả người sức sống không ngừng trôi qua, sắp gặp tử vong. Vì cứu vãn hắn, tử ngưng là hy sinh mình. Ngươi không có sao liền tốt, ta có thể phải chết. Tử ngưng lộ ra một cái quyết tuyệt nụ cười, trong mắt mang bi thương. Không, ngươi sẽ không chết. Diệp thần lắc đầu một cái, giọng vô cùng kiên quyết. Ta khí số đã hết, ông trời đều phải ta chết. Khối này linh bia vẫn còn cho ngươi. Tử ngưng đắng chát cười một tiếng, cuối cùng, sử dụng linh bia, giao cho Diệp thần. Nhưng mà, Diệp thần cũng không có nhận lấy, chán tới giữa, hăm hở, không có một chút bi thương ý, hừ một tiếng, nói. Trời muốn ngươi chết, ta không đồng ý. Lục đạo luân hồi, nghịch chuyển sống chết. Diệp thần một chỉ điểm ra, một đạo mang hắc ám khí thức thần quang, bỗng nhiên rơi vào tử ngưng trên mình. Cuồn cuộn luân hồi khí huyết, không ngừng mãnh liệt, trong hư không, xuất hiện một phiến cổ xưa phù văn, huy hoàng tới cực điểm. Rào, tử ngưng trên mình, ánh sáng tách thả ra. Ở ngay lập tức, nàng gãy lìa sức sống, lại có thể toàn bộ tiếp tục thượng. Yếu ớt kinh mạch, cũng là ngay tức thì khôi phục linh khí. Gương mặt tái nhợt, lại lần nữa hồng nhuận, vô cùng xinh đẹp đẹp. Mà Diệp thần hơi thở mà lại ở không ngừng suy thoái. Trong mắt ứ máu, khóe miệng tràn ra đỏ bừng máu. Hiển nhiên, giá phải trả cực lớn. Cái này, đây là... Tử ngưng hoàn toàn ngây dại, hoàn toàn không dám tin tưởng. Tử ngưng sư tỷ, ta đã lĩnh ngộ một phần chia lục đạo luân hồi pháp, từ nay về sau, trừ ta, không có người có thể quyết định ngươi sống chết, liền ông trời cũng không được. Diệp thần đứng dậy, yếu ớt thêm thân ảnh to lớn, mơ hồ lộ ra thượng cổ luân hồi chi chủ hơi thở. Giờ khắc này, hắn đã lĩnh ngộ một phần chia lục đạo luân hồi pháp bí ẩn. Thậm chí nghịch chuyển sống chết. Lục đạo luân hồi pháp như nắm giữ toàn bộ, không cần bất kỳ đan dược, không cần bất kỳ chữa trị, hắn là có thể xẻ thịt âm dương, sống chết kết quả cuối cùng, đơn giản là vô địch. Chỉ tiếc hiện tại lĩnh ngộ một phần chia, coi như vận dụng vậy phải bỏ ra giá cực lớn.
mới vừa tử ngưng, vẫn là yếu ớt sắp chết hình dáng, nhưng Diệp Thần tiện tay chỉ một cái, nàng liền hoàn toàn khôi phục. Chỉ tiếc, Diệp Thần giá quá lớn, vốn là có lẽ có thể đánh vào hỗn độn 7 tầng thiên, nhưng hôm nay cảnh giới lại rất rơi về hỗn độn 6 tầng thiên. Giá phải trả khá lớn. Đây chính là luân hồi lực lượng. Nghịch chuyển sống chết, xẻ thịt hết thảy, đơn giản là coi trời bằng vung, cường đại đến không cách nào tưởng tượng bước. Nếu như đem lục đạo luân hồi pháp, tu luyện tới tột cùng nhất cảnh giới, trong nhất niệm, có thể để cho chết đi sinh linh sống lại, trong nhất niệm, cũng có thể đem nghịch thiên cường giả, kéo nhập luân hồi, trọn đời trấn áp. Diệp Thần mới vừa lĩnh ngộ, chỉ là đạt được lục đạo luân hồi pháp một chút ra lông, nhưng uy lực đã là đặc biệt khủng bố, đủ để hòa tử nhân, thịt xương trắng, nghịch chuyển sống chết, cứu vãn mạng người. Thiên địa thế gian, tất cả y thuật, ở lục đạo luân hồi pháp trước mặt, đều phải ảm đạm thất sắc. Không có bất kỳ y thuật, có thể sánh bằng lục đạo luân hồi pháp uy lực. Nắm giữ lục đạo luân hồi pháp bí ẩn, Diệp Thần thành giữa vũ trụ kinh khủng nhất tử thần, cũng là cực phẩm nhất thần y. Hắn cần người chết, người khác không thể sống. Hắn cần người sống, cả ngày cũng giết không chết. Đây chính là lục đạo luân hồi pháp đáng sợ. Tử ngưng nhìn Diệp Thần to lớn phách tuyệt bóng người, mặt tươi cười tràn đầy đờ đẫn thần sắc. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy mình ảm đạm không sáng, lại dâng lên một chút xấu hổ ý niệm. Mình có tài đức gì, lại có thể trở thành luân hồi chi chủ người phụ nữ. Thiên đạo cung, ta sớm muộn phải đạp vỡ. Diệp Thần nắm chặt quả đấm, lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp bí ẩn, cùng thí sư đại hội bắt đầu, hắn có lòng tin giết tới thiên đạo cung, nghiền nát hết thảy, khoác cứu người mình yêu. Lúc này, ở thần quốc một cái hoang vu trong núi rừng. Một cái mặt như quan ngọc, mày kiếm tinh mắt, thanh y đầu quấn khăn, lưng đeo một cán đổ sộ bút nam tử, đang trưng bày hương án, đốt thơm khấn cầu, tế bái lên trời. Nam tử này trên mình, có thượng cổ thần đế uy nghiêm, từng tia cuồn cuộn đại công đức, không ngừng ở hắn quanh thân cút trào. Người này, chính là thượng cổ một trong thất đại thần đế, Ý Văn Đại Đế. Thiên ma đại kiếp buông xuống, hắn lưu tồn tại trong thiên địa thượng cổ công đức, hoàn toàn bùng nổ, đại khí vận thêm thân, trực tiếp hồi phục. Lúc này Ý Văn Đại Đế, ở khí vận công đức bơm vào hạ, thực lực lại là vượt qua thượng cổ, đạt tới thánh tổ cảnh nhất tầng thiên. Nữ hoàng ở trên cao, mời tùy ban cho ân từ, ban cho ta phù chiếu. Ý Văn Đại Đế hình dáng cung kính, không ngừng đốt thơm khấn cầu. Rốt cuộc, hắn khấn cầu, tựa hồ chấn động thượng giới. Một đạo ánh sáng tím linh phù, lâng lâng hạ xuống, chính là nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt số mệnh phù chiếu. Đa tạ nữ hoàng ban cho. Ý Văn Đại Đế đại hỉ, quỳ xuống đất khấu tạ. Hắn trong lòng, một mực tồn diệt trừ thiên ma, giáo hóa vạn giới tâm nguyện, nhưng từ thượng cổ chết sau đó, vô tận năm tháng tang thương, hắn ngày xưa đạo thống cơ nghiệp, đã hoàn toàn biến mất. Chỉ bằng vào một thân một mình, cho dù có thánh tổ cảnh thực lực, vậy rất khó đạt tới giáo hóa thiên hạ mục đích. Cho nên, hắn nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt. Chỉ cần bái nhập Huyền Cơ Nguyệt cử xuống, đạt được thượng giới gắng sức, hắn liền có đầy đủ lực lượng, thi triển mình hoài bão. Lần này nữ hoàng phù chiếu hạ xuống, hiển nhiên hắn đã đạt được Huyền Cơ Nguyệt đồng ý. Ông ông, phù chiếu bên trên, còn mang theo Huyền Cơ Nguyệt ý chí, không ngừng cổn đáng trước. Ý Văn Đại Đế ngưng thần cảm ngộ, lẩm bẩm nói, nguyên lai nữ hoàng bệ hạ, muốn bắt cầm tội nữ hạ Nhược Tuyết, nhưng thiên đạo cung chậm chạp không gặp động tác, ta được thay nữ hoàng phân ưu. Lôi nha, đi, theo ta đi một chuyến thiên đạo cung. Ta muốn truy xét hạ Nhược Tuyết sự việc. Còn nữa, Hiên Viên Mặc Tà muốn giết sư phụ, đơn giản là đại nghịch bất đạo, có làm trái thánh nhân giáo hóa, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Ý Văn Đại Đế thổi một cái huýt sáo, núi trong rừng, truyền ra một tiếng kinh thiên cầm minh, một đầu to lớn quạ đen, bay lên trời, rực cánh dương ra, đơn giản là che khuất bầu trời, vô cùng khoáng đạt. Từng tia lôi quang, ở nơi này nhức đầu quạ đen lông vũ trên, không ngừng nổ tung trước, tiếng sấm từng cơn. Đầu này quạ đen, chính là thượng cổ thập hung bên trong xích huyết lôi nha, một mực bị trấn áp tại Ý Văn Đại Đế mộ phủ. Giờ phút này Ý Văn Đại Đế hồi phục, xích huyết lôi nha cũng nhận được công đức khí vận bồi bổ, khôi phục toàn bộ lực lượng, thực lực đạt tới thiên thần cảnh tầng 8, vô cùng lợi hại. Ý Văn Đại Đế tung người bay lên, dẫm ở xích huyết lôi nha trên sống lưng, đi thiên đạo cung bay đi.
Rất nhanh, hắn đi tới Thiên Đạo Cung Sơn Môn, nhưng gặp một lá bùa chiếu, từ phương xa chân trời bay tới, mang cuồn cuộn mãnh liệt quang, rơi hướng Lục Hào Sơn. Ồ, Hy Nhật Thiên Thư phù chiếu, còn có Đế Thích Thiên Đại Pháp Lực. Nguyên lai Thiên Đạo Cung bên trong, lại còn có Đế Uyên Điện người. Y Văn Đại Đế một hồi kinh ngạc, liền gặp Hy Nhật phù chiếu rơi vào Lục Hào Sơn, rơi vào một cái lão hòa thượng trên tay. Mi Thiện Đại Sư, người tại sao lại ở chỗ này? Y Văn Đại Đế khá để ý bên ngoài, từ xích huyết lôi nha trên tung người nhảy rơi, đi tới lão hòa thượng bên người. Cái này lão hòa thượng, chính là Mi Thiện Đại Đế, hắn phát phi kiếm truyền thư, hướng Đế Uyên Điện cầu viện, Đế Thích Thiên tùy ban cho ân từ, ban cho hắn một tấm Hy Nhật phù chiếu. Phù chiếu phá không bay đến, vừa lúc bị Ý Văn Đại Đế thấy được. Ý Văn Đại Thánh, nguyên lai người vậy hồi phục. Mi Thiện Đại Đế ngẩn người, không nghĩ đến sẽ ở nơi này và Ý Văn Đại Đế gặp nhau. Đợi một chút, người trên mình, tại sao có thể có nữ hoàng phù chiếu hơi thở? Bỗng nhiên gian, Mi Thiện Đại Đế cảm giác được, Ý Văn Đại Đế trên mình, mang theo nữ hoàng phù chiếu, từng tia số mệnh hơi thở, mơ hồ tràn ra tới. Ta ngưỡng mộ nữ hoàng phong tư, đã bái nhập nàng cử xuống, ngươi làm sao vào Đế Uyên Điện Sơn Môn? Ý Văn Đại Đế nhíu mày một cái, nói trong truyền thuyết, chư thiên vũ trụ lớn nhất ung thư, tâm ma đại chú kiếm, ngay tại Đế Thích Thiên trên tay, hắn là tâm ma chi chủ, người người được mà giết chi, người đường đường Phật môn chí tôn, lại có thể bái nhập hắn dưới quyền, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Nghe Ý Văn Đại Đế mà nói, Mi Thiện Đại Đế mặt già đỏ lên. Nói tâm ma đại chú kiếm, viên này ung thư, cũng không người nào biết ở trong tay người nào, người sao có thể không nói bêu xấu. Đế Thích Thiên đại nhân đối với ta có ân, ta dốc sức cho hắn, tất nhiên phải làm, nơi nào đến phiên ngươi chỉ trỏ. Ha ha, ta chấp trưởng thánh nhân giáo hóa, liếc mắt một cái thấy ngay tâm ma tung tích, ngay tại Đế Thích Thiên trên tay, hắn là tâm ma chi chủ. Ta khuyên đại sư sớm ngày quay đầu, miễn được tiếp tay cho giặc, bại xấu xa nhất thế thanh danh. Ta có thể tế kiện ra trời, mời nữ hoàng bệ hạ thu nhận ngươi. Ý Văn Đại Đế hướng lên trời chắp tay, cười lạnh nói. Hừ, vậy cái gọi là nữ hoàng, an phận thượng giới, chỉ dám giúp lại thâm cung bên trong, cẩu đồ cơm áo, cũng không dám khai thác lãnh thổ, một giới ngu người phụ nữ thôi. Ta Đế Uyên trên chủ, võ huân hiển hách, công xây vạn cổ, lãnh thổ phân bố chư thiên vạn giới, vô cùng vũ trụ, hắn mới thật sự là một đời hùng mới. So nhà ngươi cái gì nữ hoàng, không biết cao đi nơi nào. Mi Thiện Đại Đế khinh thường hừ một tiếng. Ở thời đại thượng cổ, Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt thế lực tương đương. Nhưng đến ngày hôm nay, Huyền Cơ Nguyệt an phận một khối, mà Đế Thích Thiên vòi, đã sớm phân bố vạn giới vũ trụ, bàn về thế lực, đã vượt qua Huyền Cơ Nguyệt. Cho nên, Thiên Đạo Cung cung chủ Hiên Viên Mặc Tà, hắn dám nhìn bằng nửa con mắt nữ hoàng, khiêu chiến thượng giới mũi nhọn. Nhưng không dám nhìn thẳng Đế Thích Thiên. Nhưng Đế Thích Thiên, kiêng kỵ Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh đứng đầu thân phận, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế cục duy trì thăng bằng. Nói đùa, người Đế Thích Thiên về điểm kia lãnh thổ, hoàn toàn là dựa vào tâm ma khống chế, căn cơ phù phiếm, nhà ta nữ hoàng một đạo thần vận mệnh quang, là có thể nghiền ép tất cả, người còn dám cản rỡ trước mặt ta. Ý Văn Đại Đế vẫn khinh thường, hắn rất rõ ràng, Huyền Cơ Nguyệt an phận một khối. Không có khai thác lãnh thổ, là bởi vì là có lớn hơn mưu đồ, ở đó một mưu đồ không có thực hiện trước, cái gọi là hùng đồ phách nghiệp, cuối cùng là bụi đất, không có chút nào giá trị. Hừ, đạo không cùng, không tương là mưu. Người ta hôm nay, ai vì chủ nấy, không có gì đáng nói. Ý Văn Đại Thánh, người xin cứ tự nhiên đi. Mi Thiện Đại Đế phẩy tay áo một cái bào, hạ lệnh trục khách. Đại sư xa vào bể khổ, quỳ sát tâm ma. Uổng là Phật môn thế tôn, làm người ta than thở, cáo từ. Ý Văn Đại Đế than thở một tiếng, cũng không lưu lại, xoay người rời đi. Rát, xích huyết lôi nha lăng không rơi xuống, thân thể hóa thành phổ thông quả đen vậy lớn nhỏ, rơi vào Ý Văn Đại Đế trên bả vai. Ý Văn Đại Đế sải bước lên Thiên Đạo Cung, hắn là thánh tổ cảnh cao thủ, mới vừa mới xuất hiện thời điểm, Thiên Đạo Cung thì có cảm ứng. Viêm Thiên Long thần lật đật ra nghênh tiếp. Nói chúc mừng Ý Văn Đại Thánh hồi phục, Đại Thánh đường xa đến chơi, ta Thiên Đạo Cung trên dưới, nhà nghèo thêm rực rỡ. Ý Văn Đại Đế, không chỉ là thượng cổ thần đế, lại là trong truyền thuyết tay cầm nhân hoàng bút, giáo hóa thiên hạ thánh nhân,
cho nên Viêm Thiên Long Thần kêu hắn Đại Thánh, là tôn kính ý. Phụng nữ hoàng phù chiếu, đặc biệt tới điều tra tội nữ Hạ Nhược Tuyết chuyện, kêu Hiên Viên Mặc Tà đi ra gặp ta. Y Văn Đại Đế sắc mặt hờ hững, móc ra nữ hoàng phù chiếu, từng đạo ánh sáng tím, ánh chiếu ở Viêm Thiên Long Thần trên mặt. Viêm Thiên Long Thần tim giật mình, ra đầu tê dại, khó khăn gạt bỏ một nụ cười, nói cung chủ đang ở bên trong, Đại Thánh, mời. Làm một động tác tay mời. Ừ. Y Văn Đại Đế gật đầu một cái, bước vào Thiên Đạo Cung bên trong, rất nhanh đi tới Sùng Quang Thần Hà Cung chủ điện. Hiên Viên Mặc Tà đang ngồi ngay ngắn ở chủ điện bên trong, thấy Y Văn Đại Đế lưng đeo đồ sộ bút, nhất thời giật mình trong lòng. Chi này đồ sộ bút, chính là trong truyền thuyết 33 Thiên Hồng Mông Chí Bảo, Thanh Thiên Nhân Hoàng Bút, có vô cùng ác liệt mũi nhọn, ở thời đại thượng cổ, là Y Văn Đại Đế diệt trừ gian tà, giáo hóa thiên hạ pháp bảo. Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt chuyển động, lại nhìn thấy Y Văn Đại Đế trên tay nữ hoàng phù chiếu, tim đập được kịch liệt hơn, nhưng ngoài mặt tỉnh bơ, nói, ngưỡng mộ đã lâu Y Văn Đại Thánh uy danh, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là phong lưu hào phóng, thánh khí khoáng đạt, danh bất hư truyền sao. Ha ha, Hiên Viên Đại Nhân chê cười. Y Văn Đại Đế lạnh lùng cười một tiếng, hắn ngủ say nhiều năm, mà Hiên Viên Mặc Tà một mực khổ tu, ngày hôm nay, hắn tu vi, đã kém hơn Hiên Viên Mặc Tà. Bất quá, ở trên tay hắn cầm nữ hoàng phù chiếu, tự nhiên không sợ Hiên Viên Mặc Tà mũi nhọn. Không biết Đại Thánh lần này tới, vì chuyện gì? Hiên Viên Mặc Tà ánh mắt lóe lên, trong lòng đã đoán được Ý Văn Đại Đế ý đồ, âm thầm tính toán đối sách. Nữ hoàng phân phó sự việc, không biết Hiên Viên Đại Nhân hay không còn nhớ. Ý Văn Đại Đế lạnh giọng hỏi. Nữ hoàng tôn thượng phân phó, tại hạ sao dám thương quên, nàng phân phó ta bắt Hạ Nhược Tuyết. Tại hạ đã chộp được. Không đợi Ý Văn Đại Đế đặt câu hỏi, Hiên Viên Mặc Tà liền toàn bộ nói ra. Hắn rất rõ ràng, Ý Văn Đại Đế người chấp trưởng hoàng bút, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, có thể xuyên thủng hết thảy vô căn cứ, nếu như hắn nói láo, là tuyệt đối không gạt được. Nếu đã bắt, vì sao không tế kiện ra giới, cầm tội kia nữ đưa đến thượng giới đi? Ý Văn Đại Đế chất vấn nói. Đại Thánh có chỗ không biết, ta Thiên Đạo Cung sắp cử hành thí sư đại hội, đến lúc đó nhất định có kẻ thù đến cửa, Hạ Nhược Tuyết tội kia nữ, tại hạ muốn để lại làm lá bài tẩy, đối phó kẻ thù, cùng kẻ thù giải quyết, tại hạ nhất định tế kiện ra giới, đem người đưa lên. Thật ra thì, Hiên Viên Mặc Tà mục đích lớn nhất, là cướp lấy Minh Nguyệt Thiên Thư. Ở Minh Nguyệt Thiên Thư không bắt vào tay trước, hắn là không thể nào cầm Hạ Nhược Tuyết giao ra. Bất quá, hắn vậy không có nói láo. Hạ Nhược Tuyết đích xác là hắn một lá bài tẩy. Có thể đối phó Diệp Thần. Đối phó kẻ thù, hừ, Hiên Viên Đại Nhân thần thông cái thế, thần quốc biên giới, có ai là ngươi địch thủ? Còn có ngươi giết sư phụ chứng đạo, đây là thiên đại tội nghiệt, có làm trái thánh nhân giáo hóa. Ta lần này tới, trừ thay nữ hoàng làm việc, còn muốn ngăn cản ngươi giết sư phụ. Chàng này thí sư đại hội, ta xem không bằng hủy bỏ tính. Ý Văn Đại Đế chữ chữ như đao kiếm, hắn chấp trưởng thánh nhân giáo hóa, tự nhiên không cho phép giết sư phụ cái loại này làm ác, phát sinh ở mình mí mắt phía dưới. Nghe hắn hùng hổ dọa người lời nói, một bên Viêm Thiên Long Thần, nhưng là ngồi không yên, quát lên. Ngươi là thứ gì, cũng xứng ở ta Thiên Đạo Cung chỉ trỏ. Ta Thiên Đạo Cung xem ở nữ hoàng phân thượng, cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi còn dám được voi đòi tiên. Chính là thánh tổ cảnh. Ngươi lấy vì ngươi có thể ngất trời. Nhà ta cung chủ như muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến. Hiên Viên Mặc Tà trước đây không lâu đã đột phá, bây giờ thực lực, không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Đặc biệt là hắn nghịch luyện Hồng Mông sau đó, thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, nếu quả thật động thủ, hắn muốn giết thực lực bây giờ không đạt tới đỉnh cấp Ý Văn Đại Đế, sẽ không so giết chết Diệp Thần khó khăn nhiều ít. Nhưng Viêm Thiên Long Thần rất rõ ràng, cái này cường đại sau lưng, cất giấu thiên đại nguy hiểm. Hiên Viên Mặc Tà nghịch luyện Hồng Mông cổ pháp, nghiệp đếm sâu nặng, tùy thời có thể tẩu hỏa nhập ma, chỉ có dựa vào giết sư phụ chứng đạo công đức, mới có thể tiêu trừ. Cho nên, chàng này thí sư đại hội, nhất định phải cử hành, tuyệt đối không thể hủy bỏ. Thượng cổ thánh nhân có nói, biết rõ không thể là mà thôi, tuy dù sao cũng người ta đi vậy, tại hạ tu vi nông cạn, không đáng giá một sần. Nhưng cũng muốn bảo vệ thánh nhân giáo hóa, chàng này thí sư đại hội, ta tuyệt đối muốn ngăn cản,
nếu như Hiên Viên đại nhân cố ý muốn làm, vậy trước hết giết ta nói sau. Y Văn đại đế rút ra nhân hoàng bút, lưng thẳng tắp, vô cùng ác liệt mũi nhọn tách thả ra, ánh mắt kiên quyết sắc bén. Hây, Viêm Thiên, ngươi làm sao có thể như thế theo thánh người nói chuyện? Mau nói xin lỗi. Hiên Viên Mặc Tà mang trên mặt mỉm cười, nói, đại thánh chớ tức giận, có lời thật tốt nói, ta Thiên Đạo Cung đã rộng phát anh hùng thiếp, mời người trong thiên hạ dự lễ, chàng này hội họp lớn, nhưng là không thể hủy bỏ. Đại thánh chấp trưởng thánh nhân giáo hóa, không cho phép tại hạ giết sư phụ, đây là vì bảo vệ thánh nói, dễ hiểu. Nhưng ở hạ anh hùng thiếp đã phát, quần hùng thiên hạ buông xuống, tại hạ lại không thể lạnh nhạt bọn họ. Như vậy đi, chúng ta một người lui một bước, ngươi theo ta hợp tác, thay ta giải quyết kẻ thù, chủ yếu là Minh Điện người, nếu như ngươi có thể giải quyết Mạc Huyết Minh, ta đáp ứng ngươi, thả Thiên Cơ đạo nhân, tuyệt không giết sư phụ, ngươi thấy thế nào? Giải quyết Mạc Huyết Minh. Y Văn đại đế sắc mặt trầm xuống, hắn hồi phục sau đó, vậy nghe qua thần quốc sự việc. Cái này Mạc Huyết Minh, là Minh Điện điện chủ, thực lực đứng sau Hiên Viên Mặc Tà. Bây giờ không phải là thời đại thượng cổ, hắn cũng không phải thượng cổ hắn, dựa theo hắn thực lực, muốn giải quyết Mạc Huyết Minh, cơ hồ không thể nào. Hiên Viên Mặc Tà híp mắt mỉm cười, hắn như thế nói, nhưng thật ra là cho Ý Văn đại đế một cái nấc thang, để cho hắn thức thời điểm im miệng. Hắn chẳng muốn nháo được quá căng. Dẫu sao, Ý Văn đại đế là nữ hoàng dưới quyền người, nếu như đắc tội, khó hiểu trêu chọc một cái cường địch, cái mất nhiều hơn cái được. Được, Hiên Viên đại nhân, ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà, ra Hiên Viên Mặc Tà ý liệu, Ý Văn đại đế thu hồi nhân hoàng bút, chắp tay, lại là đáp ứng. Đại thánh, ngươi nói gì sao? Hiên Viên Mặc Tà nhất thời kinh hãi, chỉ lấy vì mình nghe lầm, lặp lại lần nữa nói, ta nói đúng, muốn ngươi đi giải quyết Mạc Huyết Minh, chỉ có giết chết Mạc Huyết Minh, ta mới chịu buông tha giết sư phụ. Không thành vấn đề. Ý Văn đại đế nói như đinh chém sắt. Đại thánh, Mạc Huyết Minh nhưng cũng là thánh tổ cảnh cao thủ, thực lực có thể còn cao tại ngươi, ngươi muốn giết hắn, sợ rằng không dễ dàng đâu. Hiên Viên Mặc Tà cẩn thận nhắc nhở. Biết rõ không thể là mà thôi, tuy dù sao cũng người ta đi vậy, đây là thánh nhân đại đạo, đến lúc đó, ta tan giã tự bạo, lại dựa vào nữ hoàng phù chiếu, chưa chắc không có chiến thắng cơ hội. Ý Văn đại đế giọng vang vang có lực, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Nếu như tự mình hy sinh, có thể ngăn cản Hiên Viên Mặc Tà giết sư phụ, hắn sẽ không có cái gì do dự. Người điên! Hiên Viên Mặc Tà nội tâm bên trong, tung lên kinh thiên ba lan, không nghĩ tới Ý Văn đại đế như thế tàn bạo, vì duy trì thánh nhân đại đạo, liền tánh mạng mình đều có thể không muốn. Viêm Thiên Long Thần ở một bên nghe được, cũng là kinh hãi không thôi. Mơ hồ tới giữa, hắn cảm thấy Ý Văn đại đế và Hiên Viên Mặc Tà có rất nhiều tương tự. Hai bởi vì một cái mục tiêu, đều có thể hy sinh hết thảy, không để ý hết thảy. Hiên Viên Mặc Tà là vì chứng đạo nghịch thiên, mà Ý Văn đại đế là vì bảo vệ thánh nhân giáo hóa. Nhìn Ý Văn đại đế quả quyết hình dáng, Hiên Viên Mặc Tà tâm tư chớp động, nếu Ý Văn đại đế đáp ứng, vậy Mạc Huyết Minh có thể giao cho hắn đối phó, hắn có thể tất cả tâm thần đối phó Diệp Thần và Đế Uyên Điện uy hiếp. Mà lúc này, Minh Điện chỗ sâu, lăng mộ lòng đất. 100.000 tên lính, pho tượng trưng bày. Mỗi một người lính giữa eo, cũng trang bị một thanh kiếm, trên thân kiếm tràn ra cổ xưa Hồng Mông hơi thở. Lại là Hồng Mông cổ kiếm. Mạc Huyết Minh đứng ở trận liệt phía trước, nhìn dưới quyền 100.000 binh lính, hài lòng gật đầu một cái. Hắn Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, đã tu luyện tới trình độ cao nhất, trong cơ thể diễn hóa ra 100.000 thanh phi kiếm. Hiện tại, hắn đem những thứ phi kiếm này, toàn bộ ban thưởng đi, giao cho dưới quyền ma binh sử dụng. Cùng thí sư đại hội bắt đầu, hắn bước lên Thiên Đạo Cung, 100.000 này cái chấp trưởng Hồng Mông phi kiếm ma binh, đem sẽ hóa thành một cổ ngút trời nước lũ, nghiền giết hết thảy. Còn như Ý Văn đại đế sự việc, hắn không có nhận được bất kỳ tình báo. Ý Văn đại đế quyết tâm tự mình hy sinh, vậy phải giải quyết hắn, trọng yếu như vậy tình báo, Thiên Đạo Cung không thể nào tiết lộ cho hắn. Hắn cũng rất rõ ràng, Thiên Lang đã không phải là người của hắn, hắn không khả năng có được cái gì hữu hiệu tình báo, muốn chiến thắng Hiên Viên Mặc Tà, chỉ có thể dựa vào mình. Chỉnh đốn tốt 100.000 ma binh sau đó, Mạc Huyết Minh rời đi lăng mộ. Ở lăng mộ lối ra, có một cái người áo bào đen đứng chắp tay, tựa hồ đang đợi hắn.
Tâm ma tiền bối, đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Mạc Huyết Minh chắp tay, gương mặt mang một chút cung kính và thần sắc sợ hãi. Hắc bào nhân này, trên mình quanh quẩn một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này, sáng bóng sắc bén, nhưng không có một chút huyết khí, cũng không có sát khí. Hiển nhiên, thanh kiếm này chưa từng giết người, thậm chí dính một giọt máu tươi nhân quả, kiếm quang lưu chuyển gian, có rất nhiều bay quang ảo ảnh, một chùm chùm ảo ảnh, không ngừng sinh diệt trước, mơ hồ tràn ra kinh khủng tâm ma hơi thở. Thanh kiếm này, lại là trong truyền thuyết tâm ma đại chú kiếm. Mà hắc bào nhân này, lại là trong truyền thuyết tâm ma chi chủ. Tin đồn bên trong, tâm ma chi chủ kiếm bất nhiễm máu, một kiếm chém ra, kẻ địch liền tâm ma bùng nổ, cuối cùng bị mình tâm ma giết chết, cũng không phải bị kiếm hắn giết chết. Cho nên, kiếm hắn phong trên, không một chút huyết khí, như thủy tinh vậy tinh khiết thấu triệt, vậy các loại ảo ảnh, không ngừng sôi trào lững lờ, quả thực là kỳ quỷ vô cùng. Mạc Huyết Minh vẫn duy trì một khoảng cách, không dám tới gần quá người áo bào đen, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi nhích tới gần, mình thì phải gặp phải tâm ma tập kích, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Điện Chủ, tấm phù chiếu này ban cho ngươi. Người áo bào đen tay áo bào vung lên, một đạo như hắc diệu thạch vậy nặng nề đen nhánh phù chiếu, rơi vào Mạc Huyết Minh trước mặt. Tâm ma tiền bối. Mạc Huyết Minh ngẩn người, chỉ cảm thấy phù chiếu phía trên, quanh quẩn đặc biệt kinh khủng tâm ma hơi thở, một khi bùng nổ, chỉ sợ không phải người có thể ngăn cản. Thiên đạo cung căn cơ thâm hậu, Hiên Viên Mạc Tà tu vi thông trời, ngươi chưa chắc là địch thủ của hắn, mang theo ta tâm ma phù chiếu, trong lúc nguy cấp, có thể nghịch thiên cải mệnh. Người áo bào đen đứng chắp tay, thanh âm thư hùng mạc biện luận, nghe không ra là nam hay nữ, là cứ non nớt. Đa tạ tiền bối ban cho. Mạc Huyết Minh nhận lấy phù chiếu, cẩn thận núp kỹ. Còn có món pháp bảo này, ta cũng đưa cho ngươi. Người áo bào đen bàn tay lại vung lên, một mặt lá cờ vải phiêu bay ra, tí ti lũ lũ đáng sợ âm lệ hơi thở, ở lá cờ vải trên quanh quẩn, một cái kinh khủng đầu khô lâu, in ở phía trên, lại là trong truyền thuyết Hồng Mông Chí Bảo, U Tà Lục Hồn Phiên. U Tà Lục Hồn Phiên, tiền bối, như vậy trọng bảo, ngươi, ngươi coi là thật đưa cho ta. Mạc Huyết Minh có vẻ khiếp sợ, cái này U Tà Lục Hồn Phiên có đặc biệt nồng đậm lệ khí, có thể kêu gọi âm hồn, táng diệt kẻ địch, cũng có thể đem người ba hồn bảy vía, sống sờ sờ cắn nuốt hết, đặc biệt đáng sợ. Hắn nhưng là không nghĩ tới, người áo bào đen lại có thể chịu cầm U Tà Lục Hồn Phiên đưa cho hắn. Một chút quà nhỏ thôi, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản Hiên Viên Mạc Tà chứng đạo, ta phía sau còn có trọng thưởng. Ta và cấp trên của cờ, không cho phép một cái người ngoài đánh loạn. Hiên Viên Mạc Tà người này, ta đây là khinh thường hắn. Lấy hắn quyết đoán và dã tâm, một khi chứng đạo thành công, phi thăng thượng giới, từ con cờ biến thành kỳ thủ, đây tuyệt không phải chuyện tốt. Ngươi nhất định phải ngăn trở hắn. Tuyệt không thể để cho hắn chứng đạo thành khí. Người áo bào đen hơi thở dày đặc, thư hùng mạc biện luận giọng, để cho người nghe có chút rợn cả tóc gáy. Tâm ma tiền bối, ta biết. Mạc Huyết Minh ra đầu tê dại, ở người áo bào đen trước mặt, chỉ cảm thấy mình đặc biệt nhỏ bé. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở mấy ngày trước, trong truyền thuyết tâm ma chi chủ, sẽ hạ xuống Minh Điện, hơn nữa còn muốn cùng hắn hợp tác, dùng hắn tay, ngăn trở Hiên Viên Mạc Tà chứng đạo. Không nghi ngờ chút nào, Hiên Viên Mạc Tà đã khiến cho những đại nhân vật kia chú ý. Thiên đạo cung căn cơ nội tình, Hiên Viên Mạc Tà dã tâm quyết đoán, rốt cuộc để cho phía sau màn các nhân vật lớn, cảm nhận được liền một chút uy hiếp. Nếu như bị Hiên Viên Mạc Tà quật khởi, trên bàn cờ nhiều một vị kỳ thủ, trời mới biết sẽ phát sinh như thế nào biến số. Hiên Viên Mạc Tà trên mình, có đặc biệt thâm hậu nhân quả, ta cũng nhìn không thấu hắn lai lịch, chỉ mơ hồ tới giữa, suy đoán đến hắn có một tấm đặc biệt nghịch thiên lá bài tẩy. Người có ta tâm ma phù chiếu, còn có lục hồn phiên, cái này còn không đủ, ta lại ban cho ngươi một đạo phách đao phù chiếu, ngươi khỏe sinh lợi dụng. Ngươi mục đích, chỉ là ngăn trở hắn chứng đạo, không phải muốn giết người, ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần ngươi không nhúc nhích sát niệm, giữ ta kế hoạch làm, cũng sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn. Người áo bào đen đặc biệt cẩn thận, lại có thể lại ban cho một tấm phù chiếu. Tấm phù chiếu này, nhưng là ánh đao loạn vũ, thổ bạo lao nhanh, trong phảng phất tràn ra một chút nguyên đạo hơi thở, lại là truyền thuyết bên trong, phách đao thiên thư phù chiếu. Mà phách đao thiên thư,
chính là Đao Kiếm Nhật Nguyệt một trong bốn cuốn thiên thư, là các loại đao pháp ngọn nguồn. Tâm Ma tiền bối, có cần phải như thế thận trọng? Mạc Huyết Minh một hồi ngạc nhiên, người áo bào đen đã cho lòng hắn ma phù chiếu và lục hồn phiên, cái này còn không đủ, lại còn nếu lại ban cho một tấm phách đao phù chiếu, coi như Hiên Viên Mặc Tà mạnh mẽ, cũng không cần như thế thận trọng chứ. Hiên Viên Mặc Tà thực lực, so như ngươi tưởng tượng, còn lợi hại hơn rất nhiều, cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Nhớ lời ta, chớ động sát niệm, chỉ hủy đạo cơ. Chỉ cần hắn chứng đạo thất bại, ngươi là được công đức viên mãn, sau này vô luận ngươi muốn tiêu diệt Thiên Đạo Cung, vẫn là tru diệt Hiên Viên Mặc Tà, đều là dễ như trở bàn tay, không cần gấp nhất thời. Người áo bào đen ngưng tiếng dặn dò, bóng người dần dần nhạt đi biến mất, hoàn toàn ẩn nhập trong hư không. Hiển nhiên, hắn mới vừa mới xuất hiện, chỉ là một đạo hình chiếu phân thân, chân thân không biết núp ở nơi nào. Xem tâm ma chi chủ thứ đại nhân vật này, có rất nhiều quy tắc hạn chế, không thể nào thật hạ xuống thần quốc. Mạc Huyết Minh nhìn tâm ma chi chủ biến mất bóng người, gương mặt đặc biệt ngưng trọng. Có tâm ma chi chủ gắng sức, hắn bước lên Thiên Đạo Cung, phần thắng gia tăng thật lớn, nhưng vấn đề là, tâm ma chi chủ là chư thiên vũ trụ lớn nhất ung thư, người người được mà giết chi. Nếu như bị người biết, hắn và tâm ma chi chủ hợp tác, chỉ sợ ngay lập tức tới giữa, Minh Điện sẽ bị người đạp bằng. Chỉ là, hắn không có nơi lựa chọn, nếu như cự tuyệt, sợ rằng phải bị tâm ma chi chủ xóa bỏ. Những đại nhân vật này, tựa hồ rất sợ người khác phi thăng thượng giới, nhiễu loạn cuộc cờ. Nếu như ta chém chết Hiên Viên Mặc Tà, tiêu diệt Thiên Đạo Cung, bằng vào cái này nghịch thiên chiến công, ta tuyệt đối có thể phi thăng thượng giới. Đến lúc đó, có phải hay không ta cũng có thể trở thành kỳ thủ. Không còn là mặc cho người định đoạt con cờ. Mơ hồ tới giữa, Mạc Huyết Minh nhưng bắt được một chút đặc biệt hơi thở. Từ thời đại thượng cổ, hắn phản bội Diệp gia, phản bội Thương Cổ Y Thần bắt đầu, liền một mực tìm kiếm nghịch thiên cải mệnh biện pháp. Hiện tại, nghịch thiên cải mệnh cơ hội, đang ở trước mắt. Chỉ muốn tiêu diệt Thiên Đạo Cung, diệt Hiên Viên Mặc Tà, lớn như vậy võ huân công đức, hắn tuyệt đối có thể phi thăng. Đến lúc đó, hắn là có thể hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh, thoát khỏi con cờ vận mệnh, trở thành một cái chân chính kỳ thủ, nắm giữ vũ trụ của cờ cuối cùng hướng đi. Tâm ma phù chiếu, phách đao phù chiếu, u tà lục hồn phiên, còn có 100.000 ma binh, còn có Diệp Thần tương trợ, lớn như vậy chiến trận, Mạc Huyết Minh thật không nghĩ ra, mình tại sao có thể thất bại. Hơn nữa, hắn còn có một lá bài tẩy. Hoàng hôn mênh mông, mặt trời dần dần tây nặng. Ánh nắng chiều, rơi vào Minh Điện Sơn Môn trên. Minh Điện chỗ sâu, một tòa khổng lồ đền, đang tản mát ra ti ti lũ lũ huyết khí, còn có các loại quỷ dị bóng tối hơi thở, vô số địa ngục tu la, u minh quỷ tướng, ở đền bên trong ngâm sướng gào khóc, thanh âm xuyên thấu người hồn, làm người ta tâm đảm câu liệt. Cái này tòa cung điện, chính là trong truyền thuyết Thiên Cung Ngũ Bảo một trong, Tu La Hóa Huyết Cung, ở 33 Thiên Hồng Mông Chí Bảo bên trong, hạng thứ 10. Tin đồn Tu La Hóa Huyết Cung, là để Minh Vương chỗ ở, hội tụ ngập trời địa ngục minh khí, ma uy đặc biệt khủng bố, người bị hút vào, liền chạy cởi không ra, muốn bị vô số Tu La quỷ quái, xé thành mảnh vỡ. Dấu Tu La, sau đất hóa huyết, yêu quái, nghe ta hiệu lệnh, lên. Mạc Huyết Minh khoát tay, cái này tòa cung điện, lại có thể nhô lên, ùng ùng vang dội, bay lên đến bầu trời. Rào, rào, rào. Từng luồng ma khí, không ngừng cút tản ra đi, bầu trời nhất thời hóa thành màu sắc đen nhánh, một phiến u ám, liền phương xa nắng chiều, tựa hồ cũng bị hắc khí bao phủ, đổi được quỷ khí dày đặc. Mạc Huyết Minh cắn bể đầu ngón tay, một ngụm máu tươi bắn tung tóe ra, rơi vào Tu La Hóa Huyết Cung phía trên, vậy cung điện không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, lại hoàn toàn trốn vào trong cơ thể hắn. Nếu như Hiên Viên Mặc Tà thấy một màn này, nhất định sẽ đặc biệt khiếp sợ. Bởi vì, Tu La Hóa Huyết Cung, và hắn Sùng Quang Thần Hà Cung như nhau, cũng là Thiên Cung Ngũ Bảo, đặc biệt khó luyện hóa. Mạc Huyết Minh có thánh tổ cảnh thực lực, dõi mắt thần quốc, là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Nhưng dù vậy, hắn cũng không khả năng luyện hóa Tu La Hóa Huyết Cung, bởi vì pháp bảo này uy lực quá lớn, muốn hoàn toàn luyện hóa, trừ phi phi thăng thượng giới, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng mà hiện tại, Mạc Huyết Minh nhưng hoàn toàn thu phục Tu La Hóa Huyết Cung, hiển nhiên đã hoàn toàn luyện hóa. Nhìn kỹ lại,
hắn tu vi hơi thở, đã rớt xuống nhất tầng thiên. Ta tự chém tu vi, rốt cuộc luyện hóa tu la hóa huyết cung, Hiên Viên Mạc Tà, ta xem ngươi chết như thế nào. Mạc Huyết Minh sắc mặt âm u, nguyên lai hắn vì luyện hóa tu la hóa huyết cung, lại có thể tự chém tu vi. Thánh tổ cảnh này cùng cảnh giới, cho dù là cảnh giới nhỏ, tu vi chân quý bực nào, muốn đột phá, không biết có gian nan dường nào, nếu như rớt xuống, muốn lần nữa đột phá, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng hiện tại, Mạc Huyết Minh cũng không tiếc từ chém tu vi, cũng phải luyện hóa tu la hóa huyết cung, hiển nhiên là ôm to lớn quyết tâm, muốn cùng Thiên Đạo Cung quyết tử chiến một trận. Cũng chỉ có nghiền diệt Thiên Đạo Cung, hắn chém rơi tu vi, mới có thể khôi phục. Cùng lúc đó, giới vực thành một ngọn núi lửa bên trong, một đạo động trời bóng người, lao ra nham thạch nóng chảy, lên tới trên bầu trời. Ha ha ha, ta càn khôn thần tộc huyết mạch, rốt cuộc hoàn toàn kích hoạt. Đạo thân ảnh này, chính là Viêm Khôn. Giờ khắc này, hắn lịch luyện kết thúc, phát ra ngửa mặt lên trời tiếng cười, cả người hơi thở bàng bạc, nhưng là nhảy lên tới thiên thần cảnh tầng 8. Còn có trong huyết mạch ẩn chứa thần thông, ta cũng hoàn toàn lĩnh ngộ, phần dã thiên tinh bạo, cho ta trấn áp. Viêm Khôn quát lên một tiếng lớn, một chỉ điểm ra, cả người khí huyết trào đắng, từng luồng khí huyết bay ra, lại là ngưng tụ thành một viên cỡ quả đấm huyết tinh. Viên này huyết tinh, toàn thân đỏ thẫm một phiến, như thủy tinh vậy thấu rõ, tỏa ra bầu trời, lại có thể tản mát ra một chút xanh thẳm ánh sáng. Phịch! Hạ một sát, huyết tinh nổ, từng luồng huyết khí như đao kiếm, xuyên qua tầng tầng hư không, tựa hồ phải đem toàn bộ bầu trời xé nát. Kinh khủng khí lãng nổ, cũng là điên cuồng cổn đáng ra, phía dưới nguy nga núi lửa, lại có thể ngay tức thì bị nổ san bằng, đất đá tung tóe, nham thạch nóng chảy nổ tung ngất trời. Bụi mù cuồn cuộn, tình cảnh sáng đẹp nguy nga. Không sai, Viêm Khôn, người thực lực, ngược lại là so với trước kia lợi hại hơn. Một giọng già nua vang lên. Nhưng gặp một cái tiên phong đạo cốt, giữa eo mang một cái hổ lô rượu ông già, xuất hiện trên bầu trời, chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Lão, vẫn khỏe chứ? Viêm Khôn chắp tay, mỉm cười nói. Hắn lúc này, đã hoàn toàn kích hoạt càn khôn thần tộc huyết mạch. Trong huyết mạch ẩn chứa thần thông, hắn vậy hoàn toàn lĩnh ngộ. Càn khôn thần tộc trong huyết mạch, ẩn chứa một môn 33 thiên hồng mông cổ pháp, kêu phần dã thiên tinh bạo, lấy tự thân khí huyết, ngưng luyện thành tinh hạch, nổ tinh hạch sau đó, có thể tạo thành hủy diệt thiên địa nổ, uy lực đặc biệt khủng bố. Bất quá, thi triển phương pháp này, cần phải tiêu hao hàng loạt khí huyết. Viêm Khôn gương mặt, vậy hơi mang theo trắng bệch, bất quá hắn thần sắc, nhưng là vui sướng. Có thể tấn thăng thiên thần cảnh tầng 8, hơn nữa luyện thành phần dã thiên tinh bạo, hắn có thể nói là lột xác, thực lực thật to tăng vọt. Viêm Khôn, thí sư đại hội sắp bắt đầu, Diệp Thần cần ngươi. Vĩnh Hằng Thánh Vương híp mắt, chậm rãi nói. Đại ca cần ta, ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Viêm Khôn nhếch mép, thí sư đại hội sự việc, hắn cũng có nghe thấy. Hắn rất rõ ràng, cùng thí sư đại hội bắt đầu. Diệp Thần tuyệt đối muốn bước lên Thiên Đạo Cung. Đại ca muốn đạp bể Thiên Đạo Cung, ta tự nhiên vậy không thể bỏ qua. Vĩnh Lão, ta đi. Viêm Khôn cả người khí huyết cổn đáng, trực tiếp rời đi nơi đây, đi Thiên Đạo Cung bay vút đi. Chàng này đại hội, chắc hẳn tương đương náo nhiệt. Vĩnh Hằng Thánh Vương đưa mắt nhìn Viêm Khôn rời đi, cười híp mắt gật đầu một cái. Phục Ma Điện, trên một đỉnh núi. Một đầu thân thể nguy nga cự thú. Lười biếng nằm ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn chân trời chiều tà, một đỏ một xanh hai con ngươi, mở ra tới giữa, nhưng trong phảng phất mũi nhọn ẩn núp. Một người mặc bể hoa quần cụt, hình dáng vô cùng xinh đẹp bé gái đáng yêu, cưỡi ở cự thú trên sống lưng, níu nó lông, một mặt cười vui, chơi được dễ sợ. Cái này một người một thú, chính là Tiểu Bạch và Tiểu Hoàng. Mà Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên, thì đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn phương xa. Lúc này Diệp Thần, tu vi vẫn là hỗn độn cảnh 6 tầng thiên, nhưng lĩnh ngộ lục đạo luân hồi pháp sau đó, hắn cả người hơi thở cũng bất đồng. Mũi nhọn cùng uy nghiêm, so với trước kia đáng sợ nhiều, mơ hồ tới giữa, đã có thượng cổ luân hồi chi chủ uy phong. Mà Diệp Lăng Thiên, tay cầm một chuôi tím kim thương, trên mình hơi thở khoáng đạt, ước chừng đạt tới thiên thần cảnh tầng 8, hô hấp tới giữa, có thượng cổ thần đế ánh sáng nhấp nhô. Hắn đã luyện hóa cổ đế đan. Tu vi thật to tăng vọt, hơn nữa cái này cầm tím kim thương,
là lớn bi tím bát vàng đúc lại mà thành, có ngập trời hồng mông uy áp, hắn thực lực, sẽ không so thần đế cao thủ, kém đi nơi nào. Còn như Tử Ngưng, bởi vì đại kiếp cuộc đời còn lại, đang bế quan điều dưỡng. Điện chủ, khoảng cách thí sư đại hội, chỉ còn lại 7 ngày, chúng ta có thể thắng sao? Diệp Lăng Thiên chán nhíu chặt. Không sao, ta đã suy diễn đến sau lưng nhân quả, chúng ta tuyệt đối có thể cứu ra Thiên Cơ đạo nhân và Nhược Tuyết. Diệp Thần đứng chắp tay, từ luyện hóa lục dương thần hỏa giám, lại thức tỉnh lục đạo luân hồi pháp sau đó, hắn thấy rõ nhân quả thần thông, thật to tăng lên. Cái này một tí, hắn thiên nhãn dòm ngó dưới, ngay tức thì bắt được sau lưng nhân quả. Thiên Cơ đạo nhân và Hạ Nhược Tuyết, hắn tuyệt đối có thể cứu ra. Hắn có Tiểu Hoàng, có Minh Điện tương trợ, hắn muốn cứu người, Thiên Đạo Cung cơ hồ không thể nào ngăn được hắn. Thiên Đạo kia cung và Hiên Viên Mặc Tà. Diệp Lăng Thiên giọng trần trờ. Đừng suy nghĩ, đạp bể Thiên Đạo Cung hoành nguyện, không thể nào nhanh như vậy thực hiện, còn có Hiên Viên Mặc Tà, hắn tu vi cường hãn, cũng không phải bây giờ ta, có thể chiến thắng. Diệp Thần lắc đầu một cái, lần này thí sư đại hội, hắn chỉ muốn cứu người mà thôi, cũng không phải là muốn đạp bể Thiên Đạo Cung. Dẫu sao, hắn và Hiên Viên Mặc Tà tới giữa, thực lực chênh lệch quá xa, coi như thức tỉnh lục đạo luân hồi pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không có chút nào chém giết có thể. Bất quá, nếu như chỉ là đơn thuần cứu người, Diệp Thần nhưng là có 10 phần chắc chắn. Dẫu sao, Tiểu Hoàng thực lực, tuyệt đối đáng sợ, là hắn một lá bài tẩy. Ta đã cùng Mạc Huyết Minh thương lượng xong, cùng thí sư đại hội bắt đầu, Minh Điện trước phái 100.000 ma binh, đánh loạn đại hội hiện trường. Sau đó, ngươi và ta cùng nhau, thừa dịp loạn cứu vãn Thiên Cơ tiền bối. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng sẽ xông vào Thiên Đạo Cung chỗ sâu, cầm Nhược Tuyết cứu ra, Tiểu Bạch vậy sẽ theo trước đi, nàng là Nhược Tuyết thú cưng, chỉ cần vào Thiên Đạo Cung, nàng là có thể bắt được Nhược Tuyết hơi thở, vô luận Thiên Đạo Cung cầm nàng nhốt ở đâu, cũng lừa gạt bất quá chúng ta. Cuối cùng, Mạc Huyết Minh sẽ đích thân hạ xuống, kéo Hiên Viên Mặc Tà, là chúng ta tranh thủ rút lui thời gian. Ta, ngươi, Tiểu Hoàng, Tiểu Bạch, hơn nữa Nhược Tuyết Minh Nguyệt Thiên Thư, ta chân thực không nghĩ ra, chúng ta muốn đi, Thiên Đạo Cung còn có ai, có thể ngăn lại chúng ta bước chân. Diệp Thần mang trên mặt mỉm cười, lần này thí sư đại hội cứu người hành động, hắn có tuyệt đối lòng tin. Chỉ cần không lỗ mãng, không xung động, không muốn khiêu chiến Hiên Viên Mặc Tà mũi nhọn, cứu người liền đi, tuyệt đối sẽ không thất bại. Nhưng mà, nghe nói Thiên Đạo Cung bên trong, có hai vị thượng cổ thần đế, Bi Thiện Đại Đế và Ý Văn Đại Đế chung vào một chỗ, chân thực khó đối phó. Diệp Lăng Thiên biểu đạt ra lo âu. Ha ha, Lăng Thiên, người có thể không biết Tiểu Hoàng lợi hại, hắn liền Hoang Cổ Đế Tiêu cũng có thể chém chết chiếm đoạt, chính là hai cái thần đế, làm sao có thể chống đỡ được Tiểu Hoàng. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn một chút bên cạnh Tiểu Hoàng, hắn có lớn như vậy lòng tin, là bởi vì là có Tiểu Hoàng tồn tại. Tiểu Hoàng đã hoàn toàn hấp thu giọt thứ hai huyết mạch sơ khai, lại cắn nuốt Hoang Cổ Đế Tiêu khí huyết. Hắn mũi nhọn, đã lấn át phổ thông thánh tổ cảnh cao thủ, có hắn ở chỗ này, Diệp Thần cũng có lớn vô cùng tự tin, có thể trở lui toàn thân. Thượng cổ thần đế, trên tay nhất định có lá bài tẩy, điện chủ, người muốn chú ý. Diệp Lăng Thiên cẩn thận nhắc nhở. Ha ha, bọn họ có lá bài tẩy, ta cũng có. Diệp Thần nắm quyền một cái, lục dương thần hỏa giám, các loại thần mạch, các loại luân hồi huyền bi, còn có lục đạo luân hồi pháp. Hắn những thứ này lá bài tẩy, đủ để cho hắn an toàn rút lui. Không cần phải để ý đến vậy hai cái thần đế, chúng ta muốn lo lắng, là Mạc Huyết Minh. Nếu như Mạc Huyết Minh không kiên nhẫn, muốn khiêu chiến Hiên Viên Mặc Tà mũi nhọn, hoặc là muốn mưu toan đạp bể Thiên Đạo Cung, có thể sẽ đưa tới không cách nào tưởng tượng hậu quả. Hơn nữa, coi như chúng ta cuối cùng, thuận lợi cứu người rời đi, lấy Mạc Huyết Minh lặp đi lặp lại vô thường tính cách, hắn tuyệt đối cũng phải bỏ Minh đâm lưng. Chúng ta không thể không đề phòng. Diệp Thần giọng ngưng trọng, hắn cũng không sợ vậy hai vị thần đế, chỉ là lo lắng Mạc Huyết Minh bên này, sẽ phát sinh bất ngờ. Điện chủ mời yên tâm, nếu như Mạc Huyết Minh khác thường động, ta liều chết vậy sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Lăng Thiên dừng lại trường thương, ngưng tiếng nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phương xa chân trời. Nắng chiều dần dần tây nặng, nửa đêm buông xuống. Muốn cùng thấy quang minh, cũng không biết lúc nào ngày. Khoảng cách thí sư đại hội bắt đầu,
chỉ có ngắn ngủi 7 ngày. Thất đại thần quốc cảnh giới, rất nhiều tông môn thế lực, các phe hào kiệt, cũng đi tới thiên đạo cung vùng lân cận, chờ đợi đại hội bắt đầu, bầu không khí đặc biệt náo nhiệt. Mà thiên đạo cung trên dưới, cũng vì thí sư đại hội, chuyên tâm chuẩn bị, khắp nơi răng đèn kết hoa, nhất phái vui mừng hình dáng. Người không biết, còn lấy làm cho này bên trong muốn cử hành cái gì vui mừng sự việc, nơi nào nghĩ đến là muốn giết người. Thiên đạo cung chỗ sâu, sùng quang thần hà cung chủ điện bên trong. Theo thời gian càng ngày càng đến gần, Hiên Viên Mặc Tà trong lòng vậy càng ngày càng ngưng trọng, chàng này thí sư đại hội, không cho sơ thất, một khi thất bại, hắn tùy thời đều có thể chết. Cung chủ đại nhân, đây là, Viêm Thiên Long Thần và Thiên Lang, cũng đi vào. Diệp Thần và Đế Uyên Điện hợp tác sự việc, điều tra được như thế nào? Hiên Viên Mặc Tà hỏi nói, hắn lo lắng nhất, chính là Đế Uyên Điện. Một khi Đế Uyên Điện nhúng tay vào, cục diện đem không thể thu thập. Hắn dã tâm và quyết đoán, đã khiến cho thượng giới nữ hoàng chú ý, nhưng còn không có đưa tới Đế Thích Thiên cảnh giác, cho nên sự việc còn có thể khống chế. Nếu như liền Đế Thích Thiên, cũng phát hiện hắn muốn nghịch thiên cải mệnh dã tâm, sợ rằng sẽ không dễ dàng để cho hắn chứng đạo. Cung chủ đại nhân, trước mắt không có tra được bất kỳ hợp tác dấu hiệu. Viêm Thiên Long Thần dẫn đầu mở miệng trước. Đại nhân, cái này tựa hồ, là một cái tình báo giả, là Mạc Huyết Minh cố ý thả ra ngoài, dùng để mê muội chúng ta tầm mắt. Thiên Lang cau mày, vậy phát hiện vấn đề, nói ta về lại thiên đạo cung sự việc, có thể bị Mạc Huyết Minh phát hiện. Hắn muốn lợi dụng ta, dùng tình báo giả mê muội ngươi. Phải không? Hiên Viên Mặc Tà giật mình trong lòng, đoạn thời gian này, hắn hao phí hàng loạt sức người vật lực, đi đề phòng Đế Uyên Điện, nhưng hiện tại, khổ khổ điều tra dưới, nhưng phát hiện đây tựa hồ là tình báo giả. Diệp Thần và Đế Uyên Điện, căn bản không có hợp tác. Ha ha, Mạc Huyết Minh xuống một nước cờ hay, không lãng phí ta rất nhiều tinh lực thời gian. Hiên Viên Mặc Tà không giận ngược lại cười, nói truyền ta ra lệnh, không cần phải để ý đến Đế Uyên Điện. Toàn lực phòng thủ Mạc Huyết Minh, chú ý hắn 100.000 ma binh. Từ Thiên Lang trong miệng, Hiên Viên Mặc Tà đã biết, Mạc Huyết Minh âm thầm huấn luyện 100.000 ma binh, hơn nữa trong đó còn có trước kia mất tích thiên đạo cung trưởng lão. Đáng sợ hơn phải, Mạc Huyết Minh cho những thứ này ma binh, toàn bộ trang bị hồng mông phi kiếm, một khi giết tới cửa, quả thực khó đối phó. Viêm Thiên Long Thần và Thiên Lang cùng kêu lên đáp dạ, hai người gương mặt đều mang vẻ ngưng trọng. Bởi vì cái này tình báo giả, thiên đạo cung lãng phí một cách vô ích rất nhiều thời gian dài, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng 7 ngày, muốn đổi lại tinh lực, an bài phòng thủ, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Một khi phòng thủ chưa đủ, bị Minh Điện 100.000 ma binh liều chết xung phong đi lên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, khoảng cách thí sư đại hội, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Vô số ánh mắt, cũng tập trung ở thiên đạo cung. Tất cả mọi người đều biết, ngày mai sắp có một tràng động trời gợn sóng. Một khi Hiên Viên Mặc Tà thành công, hắn đem nghịch thiên đột phá, có phi thăng thượng giới tư cách. Mà một khi hắn thất bại, thiên đạo cung có thể gặp phải bị tiêu diệt vận mệnh. Ngày cuối cùng, thần quốc nào đó tòa núi hoang, một nơi thác nước bên trên. Diệp Thần và Mạc Huyết Minh, tiến hành sau cùng gặp mặt. Mạc đại nhân, sự việc chuẩn bị được như thế nào? Diệp Thần đứng chắp tay, mỉm cười hỏi. Diệp Tiểu Hữu, người hơi thở, và so với trước kia, tựa hồ rất nhiều không cùng à, không biết có kỳ ngộ gì. Mạc Huyết Minh ngưng mắt nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần mũi nhọn uy nghiêm, so với trước kia ác liệt nhiều, lại có thể để cho hắn đều có một loại cảm giác bị áp bách, ra mơ hồ cảm giác đau đớn. Nhỏ ít một chút tinh tiến, để cho Mạc đại nhân chê cười. Diệp Thần tỉnh bơ, tự nhiên sẽ không bại lộ. Mình đã thức tỉnh lục đạo luân hồi pháp bí mật. Đây là hắn sau cùng lá bài tẩy. Nếu như Mạc Huyết Minh muốn bỏ mình đâm lưng, hắn dựa vào lá bài tẩy này, đủ để chống lại. Diệp Tiểu Hữu tu vi một ngày ngàn dặm, làm người ta hâm mộ à. Mạc Huyết Minh thở dài một tiếng, ngược lại là không có nhỏ hỏi tiếp, dừng một chút, liền nói, sự việc ta đã chuẩn bị thỏa đáng, 100.000 ma binh xúc thế đãi phát. Cùng ngày mai thí sư đại hội bắt đầu, thiên đạo cung không ngăn được ta. Hắn trước đây dùng tình báo giả, rời đi thiên đạo cung tầm mắt, bây giờ bị thiên đạo cung phát hiện không đúng, muốn trở về thủ, thời gian vậy không còn kịp rồi. Hắn 100.000 này ma binh,
tuyệt đối có thể đột phá hết thảy phòng ngự, giết tới thiên đạo cung sơn môn, đưa tới động trời hỗn loạn. Rất tốt, Mạc đại nhân, chờ ngươi ma binh hạ xuống, ta sẽ lập tức ra tay, thừa dịp loạn cứu người. Chỉ cần chúng ta cứu ra thiên cơ đạo nhân, là được hoàn toàn hủy diệt hiên viên Mạc tà chứng đạo kế hoạch. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, tựa như thắng lợi đang ở trước mắt. Chỉ cần hiên viên Mạc tà chứng đạo thất bại, thiên đạo cung kiêu căng, nhất định thật to suy yếu, lại kéo dài 1-2 tháng thời gian, hắn liền có thể đánh đau chó rớt xuống nước, đạp bể thiên đạo cung, đem tất cả sư tôn khoác cứu ra. Mà đến lúc đó, diệt thế đại kiếp hạ xuống, dựa vào các vị sư tôn tương trợ, Diệp Thần nhưng là có lòng tin, vượt qua kiếp này. Không thành vấn đề. Mạc Huyết Minh nắm chặt quả đấm, cũng là hăm hở hình dáng. Mạc đại nhân, ta nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta chỉ cứu người, không muốn làm vô vị chiến đấu. Cùng cứu người kết thúc, lại kéo dài 1-2 tháng thời gian, đến lúc đó, thiên đạo cung kiêu căng suy sụp, chúng ta lại đau đánh chó rớt xuống nước cũng không muộn. Diệp Thần thật sâu nhìn Mạc Huyết Minh, trịnh trọng nhắc nhở một câu. Hắn cảm thấy Mạc Huyết Minh trên mình, tựa hồ mang theo sát cơ nồng nặc. Tên này, bảo không cho phép muốn một lần hành động đạp bể thiên đạo cung, đem hiên viên Mạc tà tiêu diệt. Nhưng cơm muốn từng miếng ăn, hiên viên Mạc tà nội tình thâm hậu, muốn nhất kích tiêu diệt hắn, sợ rằng hoàn toàn ngược lại. Cái này ta tự nhiên hiểu được, không nhọc Diệp tiểu hữu chỉ điểm, ngươi chờ ta tin tức tốt đi. Mạc Huyết Minh khẽ mỉm cười, nói. Như vậy cũng tốt, hợp tác vui vẻ. Diệp Thần năm ngón tay nắm quyền, đưa ra ngoài. Hợp tác vui vẻ. Mạc Huyết Minh vậy nắm lên quả đấm, và Diệp Thần đụng đụng một cái. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, thiên thanh lãng, nhỏ gió mạnh thổi phất, mây trắng bồng bềnh, quả thực là một cái khí trời tốt. Thất đại thần quốc, các nhà các phái hào kiệt cửa, rối rít bước lên thiên đạo cung. Thiên đạo cung trung ương, một phiến đồ sộ sân rộng trên, khắp nơi răng đèn kết hoa, từng cái đón khách đệ tử, ở thổi la đánh trống, nghênh đón quần hùng đến. Thí sư đại hội, lập tức phải bắt đầu, mọi người náo nhiệt nghị luận. Hiên viên Mạc tà thật là ác độc tim à, lại có thể thật muốn giết sư phụ. Nếu như bị hắn chứng đạo thành công, sợ không phải muốn nghịch thiên cải mệnh, phi thăng thượng giới. Ha ha, ta nghe nói Minh Điện bên kia, tựa hồ có động tác, không thể nào như thế dễ dàng, sẽ để cho hiên viên Mạc tà chứng đạo thành công. Còn có Diệp Thần sao, đừng quên, hắn và thiên đạo cung cũng có huyết hải thâm cừu, ngày hôm nay chàng này thí sư đại hội, ta muốn hắn vậy sẽ xuất hiện. Nghị luận thanh âm, không ngừng truyền dậy. Hiên viên Mạc tà muốn giết sư phụ, có người khen ngợi, có người chán ghét, có người bội phục, các phe thanh âm ồn ào, quảng trường hình ảnh đặc biệt náo nhiệt. Mà ở bầu trời quảng trường, từng cái thiên đạo cung đệ tử, ngự gió đứng, ngưng thần đề phòng. Ở trên trời ương, chính là một đầu to lớn quạ đen, vây cánh lại có thể lượn lờ lôi quang, mơ hồ truyền ra oanh thanh âm ùng ùng. Ở quạ đen trên sống lưng, ngồi ngay thẳng một cái thanh y đầu quấn khăn nam tử, hắn lưng đeo đồ sộ bút, trên người có vô cùng trang nghiêm thánh nhân đại thế, chính là thượng cổ Ý Văn Đại Đế. Hắn phụng hiên viên Mạc tà mệnh lệnh, phụ trách phòng thủ bầu trời, nghiêm phòng Minh Điện ma binh hạ xuống. Mà ở thiên đạo cung bên ngoài sơn môn, cũng có từng người đệ tử, đang không ngừng tuần tra. Dẫn đội người, chính là Bi Thiện Đại Đế. Hiên viên Mạc tà phát hiện tình báo giả sau đó, đối với Bi Thiện Đại Đế thái độ, tự nhiên cũng lớn chuyển biến lớn, lại nữa tận lực phòng bị, mà là và hắn đạt thành hợp tác, cắt cử hắn phòng thủ sơn môn. Chỉ muốn hắn làm tốt phòng thủ, cùng chu diệt Diệp Thần sau đó, hiên viên Mạc tà có thể đem Lục Dương Thần Hỏa Giám giao cho hắn, bất quá đến lúc đó, hắn khẳng định đã cướp được Minh Nguyệt Thiên Thư, không thể nào cho hắn điều tra được nhân quả tung tích. Lúc này hiên viên Mạc tà, đang lao ngục chỗ sâu, và thiên cơ đạo nhân đơn độc gặp mặt. Huyền Thiên Cơ Hội, ngày hôm nay ta thì phải giết ngươi, ngươi có gì ngôn gì? Hiên viên Mạc tà ngưng tiếng nói. Hừ, lòng lang dạ sói, ngươi liền sư phụ đều phải giết, ta còn có gì nói? Thiên cơ đạo nhân hừ một tiếng, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. À, nghe nói ngươi đã từng đi qua thượng giới tôn tộc, ta còn lấy vì ngươi có cái gì ước nguyện, chờ ta sau này phi thăng thượng giới, có thể vì ngươi hoàn thành. Hiên viên Mạc tà than thở một tiếng. Hừ, không cần ngươi giả mù sa mưa, cho ta cút. Thiên cơ đạo nhân ánh mắt tức giận. Thôi, nếu như thế,
vậy cũng không có gì để nói, người đến, mang hắn đi ra ngoài. Hiên Viên Mặc Tà một tiếng hò hét, Viêm Thiên Long Thần đi vào, đem Thiên Cơ đạo nhân đặt đi ra ngoài. Hiên Viên Mặc Tà, người muốn giết sư phụ, đại nghịch bất đạo, tất bị trời phạt. Thiên Cơ đạo nhân mắng không ngừng. Hiên Viên Mặc Tà nhưng là sắc mặt bình tĩnh hình dáng, chậm rãi rời đi lao ngục. Mà lao ngục bên trong, khác một kiện phòng giam bên trong, Hạ Nhược Tuyết đem hết thảy, cũng xem ở bên trong mắt. Hiên Viên Mặc Tà tên này, trên mình làm sao có hồng mông điên đảo hơi thở. Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc không thôi, nàng phát hiện ở Hiên Viên Mặc Tà trên mình, có một cổ điên đảo nghịch loạn hồng mông chi khí, là thiên địa không cho, lực sát thương đặc biệt đáng sợ, nếu như thành tựu khí hậu, uy lực lớn, thậm chí muốn vượt qua phổ thông nguyên thuật. Ngày hôm nay, Diệp Thần nhất định phải tới, cứu ta và Thiên Cơ tiền bối, nhưng Hiên Viên Mặc Tà lớn mạnh như vậy, hắn như thế nào là địch thủ? Hạ Nhược Tuyết thật sâu lo âu, Hiên Viên Mặc Tà tu vi, là thánh tổ cảnh, nhưng trên người hắn ẩn giấu một cổ nghịch loạn hồng mông sát khí, chân chính thực lực, sợ rằng phải dung chuyển thiên địa, Diệp Thần như thế nào có thể đủ chống lại? Thí sư đại hội bắt đầu, mời quần hùng thiên hạ làm chứng. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền tới một đạo vang dội thanh âm. Thí sư đại hội, muốn chính thức bắt đầu rồi. Lúc này Thiên Cơ đạo nhân, đã bị giải đến trên quảng trường, sáng loáng ánh mặt trời vô cùng nhức mắt, hắn bị từng cái xiềng xích buộc chặt, cột vào trên một cây cột. Một cái hơi thở khoáng đạt, tóc trắng trường bào thái thượng trưởng lão, ở bên cạnh tuyên bố giết sư phụ bắt đầu. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường, chính là vang lên một phiến xôn xao thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú Thiên Cơ đạo nhân. Ùm ùm, một hồi động trời chấn động, từ 9 tầng trời truyền tới. Bầu trời xanh thẳm, sáng loáng ban ngày, nhưng lững lờ ra từng mảnh ánh sao, từng trận khoáng đạt cuồn cuộn hơi thở. Trên 9 tầng trời, Hiên Viên Mặc Tà chân đạp thủy hà, người khoác thần quang, từng vì sao pháp cầu vần quanh, chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Tinh đế hạo nhiên khí, khí tức thật là cường đại. À, thánh tổ cảnh, đây chính là Hiên Viên Mặc Tà thực lực. Hắn cảnh giới, đã vô cùng đến gần thượng giới chứ. Ngày hôm nay hắn nếu như chứng đạo thành công, ắt phải ban ngày phi thăng, du ngoạn thượng giới. Vô số đạo ánh mắt, hội tụ ở Hiên Viên Mặc Tà trên mình. Giờ khắc này, từ trên trời giáng xuống, là Hiên Viên Mặc Tà chân thân, không phải cái gì phân thân, cũng không phải hình chiếu, mà là chân chân thiết thiết bổn tôn. Vô cùng khoáng đạt, vô cùng minh mông tinh đế hơi thở, cơ hồ muốn chấn áp hết thảy. Quảng trường chung quanh, vô số người quỳ xuống. Bọn họ mặc dù không phải là thiên đạo cung người, nhưng ở Hiên Viên Mặc Tà uy áp hạ, nhưng là không đỡ được, không nhịn được quỳ xuống thần phục. Cung nghênh cung chủ đại nhân. Cung chủ đại nhân văn thành võ đức, thiên thu vạn đại, thần thông cái thế. Rất nhiều thiên đạo cung đệ tử, cũng là quỳ xuống dập đầu, liền liền ngâm sướng, nghênh đón Hiên Viên Mặc Tà hạ xuống. Thiên Cơ đạo nhân nhìn hắn, một mặt lạnh lùng. Ở vô số ánh mắt nhìn soi mói, Hiên Viên Mặc Tà hạ xuống trên quảng trường, hướng bốn phía ôm quyền, cất cao giọng nói. Bổn tọa Hiên Viên Mặc Tà, đa tạ các vị đường xa tới, hôm nay bổn tọa giết sư phụ chứng đạo, nhờ có các vị làm chứng, ngày khác bổn tọa phi thăng thượng giới, định không quên thần quốc căn nguyên, tất có khí vận tạo hóa đưa tặng. Dứt lời, Hiên Viên Mặc Tà sải bước đi đến quảng trường phía trước, nơi đó đã sớm bày biện hảo hương án tế phẩm, trong đó một kiện tế phẩm, lại là trong truyền thuyết hồng mông chí bảo, bạch hổ đoạn hồn đao. Để bảo đảm giết sư phụ chứng đạo công đức, Hiên Viên Mặc Tà thậm chí không tiếc hiến tế hồng mông chí bảo, đơn giản là nghịch thiên quyết đoán. Thương trời ở trên cao, hôm nay bổn tọa ý muốn chứng đạo, thiên địa làm giám, nhật nguyệt làm chứng, nếu như cải mệnh thành công, bổn tọa nhất định đúc lại thiên đạo, chấn định bát hoang, để báo trời xanh. Hiên Viên Mặc Tà cung kính thắp nhang, tế nói với thiên địa. Ông, vậy bạch hổ đoạn hồn đao, cũng bị hiến tế, thân đao vỡ vụn, toát ra từng luồng ngập trời hồng mông bảo quang, tạo thành một đạo cột sáng, thẳng xông lên cửu tiêu. Ùm ùm, trên 9 tầng trời, truyền đến sấm sét nổ ầm. Rào, rào, rào. Tiếp theo, là vô số thủy khí sáng mờ, bay hoa vậy rối rít bay xuống, tầng tầng thải khí, ngưng tụ thành từng cái cầu vồng, vắt ngang thiên vũ. Còn có một cái trời nữ. Ở nhẹ nhàng múa lên, từng ngọn uy mãnh thiên tướng, ở càn khôn bên trên ngâm sướng. Khoáng đạt thiên tượng,
biểu dương ra vô thượng thụy khí điềm lành. Hiên Viên Mặc Tà thấy một màn này, nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Tên này, thật muốn chứng đạo thành công. Xem ra Thiên Cơ đạo nhân, hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi Hiên Viên Mặc Tà chứng đạo, phi thăng thượng giới, toàn bộ Thiên Đạo Cung, vậy muốn đi theo gà chó thăng thiên, làm người ta hâm mộ à? Quảng trường người xung quanh cửa, nhìn cái này hào hùng thở mạnh voi, đều là rối rít nghị luận. Hiển nhiên, Hiên Viên Mặc Tà giết sư phụ, đã đạt được thiên địa quy tắc ngầm cho phép. Một đạo năm màu hòa hợp thiên địa phù chiếu, chính là tung bay hạ xuống. Hiên Viên Mặc Tà đại hỉ, lật đật tiếp nhận phù chiếu. Phù chiếu hạ xuống, đại biểu thiên địa quy tắc, đã ngầm cho phép hắn giết sư phụ. Chỉ cần hắn một lá bùa chiếu thả ra ngoài, tiêu diệt Thiên Cơ đạo nhân, có thể đạt được vô thượng đại đạo khí vận, một lần hành động nghịch thiên, thành tựu không có thể tưởng tượng sự nghiệp. Huyền Thiên Cơ hội, người chết chắc. Hiên Viên Mặc Tà trong lòng ý định giết người lao nhanh, tay cầm phù chiếu, thì phải thả ra ngoài. Suy suy suy. Nhưng mà, ngay tại lúc này, từng đạo ác liệt tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên. Nhưng gặp bốn phương chân trời, rậm rạp chằng chịt, xuất hiện như thủy triều binh lính. Mỗi một người lính, cả người đều là ma khí lượn lờ, hơi thở dày đặc, mà dưới chân của bọn họ, nhưng đạp một cái thần quang sáng chói phi kiếm, ti ti lũ lũ hồng mông hơi thở tràn ra tới. Lại là hồng mông cổ kiếm. Đáng chết, là Minh Điện. Hiên Viên Mặc Tà sắc mặt trầm xuống, vọng hướng trên bầu trời từng cái ma binh, nhất thời có loại cảm giác hít thở không thông. Mặc dù hắn sớm liền nghĩ đến, Minh Điện không thể nào như thế tùy tiện, sẽ để cho hắn chứng đạo thành công, nhưng làm nhìn cái này từng cái ma binh hạ xuống, hắn vẫn vô cùng khiếp sợ và bất ngờ. Mỗi một cái ma binh, dưới chân đạp phi kiếm, đều là Chu Thiên Thần kiếm quyết diễn hóa ra hồng mông cổ kiếm, kiếm khí nối thành một phiến, đơn giản là khủng bố. Ngay lập tức tới giữa, bầu trời ánh mặt trời, liền bị đầy trời ma binh che lại, từng luồng ma khí, điên cuồng phô tán ra, mà ở nơi này ma khí nồng nặc bên trong, nhưng mang kinh khủng hồng mông kiếm khí. Phụng Tu La Chi chủ hiệu lệnh, đạp bằng Thiên Đạo Cung, tiêu diệt hết thảy địch. Từng cái ma binh, phát ra cuồn cuộn chỉnh tề ngâm sướng, đạp hồng mông phi kiếm, mượn ngập trời hồng mông uy áp, hung hăng đi trên quảng trường hạ xuống. Tu La Chi chủ, Tu La Chi chủ, được a, Mạc Huyết Minh, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, lại cho mình nổi lên một cái lớn như vậy danh hiệu, lấy ngươi về điểm kia khí vận, ngươi chịu đựng nổi. Hiên Viên Mặc Tà hừ một tiếng, quát lên, ngăn lại bọn họ. Trên bầu trời, Ý Văn Đại Đế chân đạp lôi nha, rút ra Thanh Thiên Nhân Hoàng Bút, nghe được Hiên Viên Mặc Tà mệnh lệnh, ánh mắt mang theo đoạn tuyệt ý. Hiên Viên đại nhân, đừng quên ước định của chúng ta. Ta vì ngươi ngăn lại Minh Điện, chém chết Mạc Huyết Minh, ngươi buông tha giết sư phụ, không muốn làm tiếp cái loại này đại nghịch bất đạo sự việc. Ý Văn Đại Đế ngưng âm thành tuyến, truyền tới Hiên Viên Mặc Tà trong tai, sau đó, hắn nhắc tới Thanh Thiên Nhân Hoàng Bút, mang chung quanh Thiên Đạo Cung đệ tử, hung hăng hướng chung quanh ma binh lướt đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 166.